Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 275, 12, người không thể nhịn tiểu đến chết. Không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng sử dụng loại nhà vệ sinh thế này, nhưng bây giờ bí thư địch hướng đông một đời hiên ngang cũng không còn có cách nào hay hơn. Hắn bắt đầu ngồi xuống, ánh mắt nhìn qua lỗ hống, thấy được tình huống lưu canh đang mời thuốc một ông cụ đứng gần bên chiếc xe 40 chỗ. Ha ha ha, hay, Lúc này bí thư địch hướng đông đã có chút thích ứng với không gian mới, hắn đưa tay vào túi áo lấy gói thuốc ra, chuẩn bị đốt một điếu xua tan đi mùi hương khó chịu ở chỗ này. Nhưng đúng lúc này hắn chợt phát hiện ra một sự thật đáng thương, không còn điếu nào. Địch hướng đông lúc này đang thèm thuốc, trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu, hắn thầm nghĩ thư ký của mình cũng thật là, chi tiết nhỏ cũng đủ thể hiện sự thành bại, cho dù anh có ghi tài liệu tốt như thế nào đi nữa, nếu quên không đổi thuốc cho ông thì cũng không xong. Hắn lúc này cực kỳ căm tức, thế là thầm xem hộp thuốc lá trong tay chính là gương mặt thư ký, hắn vung tay ném mạnh ra ngoài. Hộp thuốc lá bay ra ngoài, bí thư địch hướng đông tiếp tục đưa mắt quan sát bên kia. Bí thư Vương, anh là bí thư Vương. Khi vẻ mặt Lưu canh trở nên cực kỳ âm trầm thì một tên thanh niên hơn 20 đột nhiên từ trong đám thôn dân chạy đến, hắn dùng ánh mắt kích động nhìn Vương Tử Quân xuống xe. Lưu Tam Hoa sao? Vương Tử Quân nhìn tên thanh niên Tuy đối phương đã thay đổi quần áo khác, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể liên hệ hình dáng trước mặt với cái tên trong trí nhớ của mình. Lưu Tam Hoa nghe thấy Bí thư Vương gọi được tên của mình thì tỏ ra rất vui vẻ, vẻ mặt cũng có chút kích động, hắn xoa xoa bàn tay nói: "Bí thư Vương, anh xem, nếu anh đã đến đây, mời anh vào nhà ngồi một lát." Lưu Tam Hoa vừa nói vừa nhìn về phía ông lão đang không chịu nhận thuốc của Lưu canh. "Nhị đại gia, ngài mau đi đến Lưu Năng gia." nói bọn họ chuẩn bị trà nước, nói rằng bí thư vương đến đây. Bí thư vương, có phải là bí thư vương đã giúp bọn đại trụ tử quay về và có được tiền không? Ông lão vừa rồi không nói lời nào, nhưng bây giờ lại ăn nói cực kỳ lưu loát. Còn không phải sao, chính là bí thư vương đến. Lưu Tam Hoa vừa nói vừa quay sang vương tử quân. Bí thư vương, anh đã đến thôn lưu gia, như vậy thì phải đến nhà chúng tôi một chuyến. Hôm nay dù thế nào thì anh cũng không thể đi, lúc này tôi sẽ đưa anh về nhà uống trà nước thôn lưu gia hầu thiên đông và lưu thành quân nghe được những lời này thì chợt thở dài một hơi phương tử quân ở huyện lô bắc chơi trò cao tay với đám người ở huyện lô nam bọn họ tất nhiên biết rất rõ lúc này vẻ mặt u ám của hùng trạch luân và thôi tín hiện cũng đã biến chuyển cũng không nhịn được phải thở dài một hơi audio điện tử võ tấn bền bọn họ là lãnh đạo chủ quản một phương tất nhiên cũng có nghe nói về tranh chấp giữa huyện Lô Bắc và huyện Lô Nam, nhưng bọn họ cũng không can thiệp, mà bọn họ cũng cảm nhận được những mạch nước ngầm đang bùng lên giữa hai bên. Không ngờ thần xui quỷ khiến thế nào mà bọn họ lại chạy đến thôn Lưu Gia, đồng thời còn vào đúng thời điểm như thế này, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thì hai người hùng trạch luân và thôi tín hiện không khỏi cảm thấy may mắn. Vương tử quân dù có chút động lòng với lời mời nhiệt tình của Lưu Tam Hoa nhưng hắn cũng không làm chủ được, người có thể làm chủ ở chỗ này chỉ có thể là lưu canh mà thôi nhưng lưu canh cũng không làm cho hắn thất vọng khi hắn đang trần trừ thì lưu canh đã lên tiếng tiểu vương chúng ta đến ngồi một chút đám dân chúng vừa rồi chỉ muốn xem náo nhiệt mà không dám xông lên bây giờ nghe nói trong đám người có vị lãnh đạo bí thư vương vốn đã thay bọn họ đòi được tiền bồi thường thế là cả đám xông đến có những người nhiệt tình đã bắt đầu mời thuốc vương tử quân và lưu canh Lưu Canh tùy ý nhận lấy một điếu thuốc trong tay của một người đàn ông trung niên, sau đó châm lửa hít vào một hơi nói: "Thuốc này xem ra khá nặng." Người đàn ông trung niên mời thuốc vốn chỉ là làm theo lễ tiết mà thôi, hắn tuyệt đối không ngờ vị quan viên giống như là lãnh đạo của Bí thư Vương lại nhận loại thuốc thấp kém của mình, thế là không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn. Tuy người đàn ông trung niên kia có vẻ khá luống cuống nhưng Hùng Trạch Luân và Thôi Tín hiện ở phía bên kia lại cực kỳ vui sướng, chưa nói đến những thứ khác. Chỉ cần nhìn bộ dạng tươi cười của Lưu Canh thì đã đủ để làm cho hai người bọn họ vui sướng đến mức trong lòng nở hoa. Bọn họ vốn nghĩ rằng hôm nay là kiếp nạn của mình, bây giờ xem ra cũng là chuyện tốt, nhưng lúc này hai người cũng ý thức được đây là những gì Vương Tử Quân đã xử lý tốt đẹp, nếu như không phải Vương Tử Quân chơi trò cao tay với người của huyện Lô Nam, chỉ sợ dân chúng Lưu Gia sẽ không nhiệt tình như vậy hai người hùng trạch luân và thôi tiến hiện nghĩ đến tình huống hai vị lãnh đạo chủ quản thị ủy được dân chúng tiếp đãi nồng nhiệt vì một thuộc hạ của mình thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái lưu canh đi về phía nhà lưu tam hoa và được dân chúng vây lấy chung quanh lúc này vợ của lưu tam hoa cũng đã nhận được tin tức nàng đang được một nhóm hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ nấu nước pha trà lúc này trong khoảng sân vừa được quét dọn cũng đã được đặt đầy ghế lý hòa thành lúc này nhìn tình huống trước mặt thế là không khỏi thầm nghĩ tâm tư của địch hướng đông xem như đã không công rồi, không những không làm gì được người ta, ngược lại còn đóng góp một viên gạch vào chiến tích lẫy lừng của bọn họ. Bí thư lưu vốn đã thỏa mãn vì những báo cáo của vương tử quân, bây giờ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như thế này, như vậy sẽ vui vẻ đến mức thế nào? Trong nhà anh có mấy người? Lưu canh cuối cùng cũng mời thuốc ông cụ vừa rồi, ông lão run rẩy nhận lấy thuốc, sau đó run rẩy bật lửa nhưng sau ba lần còn chưa xong việc, cuối cùng bí thư lưu canh phải tự mình bật lửa châm thuốc cho ông lão. Này cụ, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngài có thể nói rõ cho tôi biết được không? Lưu canh nhìn gương mặt già lão chất phác trước mặt, hắn dùng giọng động tình nói. Ông cụ tên là Lưu Đức Sinh, là trưởng bối ở thôn Lưu Gia, còn cả là Lưu Quý đến huyện Lô Nam đào than đá và bị bệnh ho dị ứng. Tuy bệnh trạng không nặng nhưng vì chữa trị tốn kém khá nhiều nên cũng trở nên nghèo khó, con dâu vừa về nhà được hai năm cũng bỏ đi, vì tìm đường sống mà nhóm người lưu quý bắt đầu tập trung lại đi kêu an. Bây giờ đã có tiền bồi thường, bệnh tình của con cả dù không được chữa tận gốc nhưng cũng có chuyển biến tốt đẹp, con dâu cũng vì thế mà quay về. Lưu canh nghe những lời cảm thán từ tận đáy lòng của Lưu Đức Sinh mà trong mắt cũng có chút hơi cay. Hắn là kẻ chìm nổi quan trường nhiều năm, đã sớm ở vào trạng thái không chút sợ hãi, tâm tư cũng trở nên cứng rắn, nhưng bây giờ nghe ông lão kể về những chuyện thăng trầm của con cháu mình, hắn cũng không khỏi cảm thấy tổn thức và cảm thán không thôi. Sự việc của ông cụ Lưu Đức sinh rõ ràng có liên hệ với khối tư pháp của mình, Lưu Canh Tất Niin cũng hiểu được khi đó vị phó bí thư trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình sẽ phải tiếp nhận bao nhiêu áp lực. Bí thư Vương, nghe xong câu chuyện của chú Lưu, tôi cũng thật sự cần phải cảm ơn cậu." Lưu Canh nói rồi duỗi hai tay bắt chặt tay của Vương Tử Quân. Nếu như trước đó Lưu Canh mở hội nghị tư pháp tỉnh thế này là có mục đích chính trị, nhưng bây giờ ngoài mục đích chính trị của hắn, hắn cảm thấy Vương Tử Quân đúng là danh đúng với thực, phát triển tốt ở địa phương. Vương Tử Quân đối mặt với bàn tay của Lưu Canh thì trong lòng khẽ run lên, hắn vốn cho rằng mình đối mặt với tất cả, có thể bình thản chịu đựng gian khổ. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại xuất hiện một dòng nước ấm, một dòng nước ấm giống như những cố gắng của mình được tán thành được thừa nhận đang trải qua trong lòng, nhưng hắn càng cảm động vì một thôn nghèo khó như lưu gia lại có những con người chân thanh và chất phác như vậy. Lúc này tất cả nhân viên đi theo lưu canh cũng không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhóm vương tử quân, bọn họ đều là quan viên đứng đầu một phương, bọn họ chỉ cần nghe được câu nói vừa rồi của bí thư lưu canh cũng đủ thấy rõ bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thật sự có hảo cảm và thừa nhận bí thư vương tử quân. Được thượng cấp tán thành, đặc biệt là tán thành vượt cấp thật sự là một chiếc thang trợ lực đối với tất cả các vị quan viên trong quan trường. Bây giờ vị phó bí thư trẻ tuổi vừa làm cho bọn họ đỏ mắt vừa ghen ghét kia lại dễ dàng có được lời thừa nhận của bí thư Lưu canh. Người không biết về Vương Tử Quân thì trong lòng tràn đầy ghen ghét, thế nhưng người biết rõ tình huống về Vương Tử Quân giống như các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc, đặc biệt là Hầu Thiên Đông càng cảm thấy những gì Vương Tử Quân có được ngày hôm nay đều không dễ dàng, đã từng trả giá rất nhiều, chỉ cần vài bài báo ở trên tỉnh cũng đủ tạo ra cho Vương Tử Quân không biết bao nhiêu áp lực. Bọn họ nghĩ như vậy thế nhưng thôn dân Lưu gia lại cảm thấy còn chưa đủ, bọn họ cảm thấy vị phó bí thư trẻ tuổi kia thật sự là ân nhân cứu mạng của mình, cũng không phải chỉ nói vài lời cảm tạ là xong. Hùng Trạch Luân nhìn cái bắt tay giữa Lưu Canh và Vương Tử Quân, lão biết rõ điều này chứng tỏ sự việc hôm nay đã thành công, tuy công lao chủ yếu thuộc về Vương Tử Quân, thế nhưng lão là bí thư thị ủy, công lao của lão cũng không thể nào xóa đi được. Khi Lưu Canh đang trò chuyện vui vẻ với thôn dân Lưu gia, những âm thanh cười nói vui vẻ từ trong sân truyền ra, âm thanh này liên tục vang vọng trên không, sau đó phóng ra bốn phương tám hướng, cuối cùng quấn về phía nhà vệ sinh. Địch hướng đông đang ngồi trong nhà vệ sinh, lúc này hắn đã xong tất cả nhưng lại không muốn đi ra ngoài nhanh như vậy. Tuy lúc này trong nhà vệ sinh vẫn rất khó chịu, thế nhưng chỉ sau một lát đã thích ứng. Hắn cố gắng kéo dài thời gian, như vậy huyện Lô Bắc sẽ càng bộc lộ nhiều vấn đề, nhiều cảm bẫy, như thế không phải là bôi đen gương mặt của thành phố Hồng Ngọc sao? Hắn thầm nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm an tâm, thế là quyết định ngồi lâu thêm một lát nữa. Có lẽ lúc này gương mặt của Tống Chiêu Tuấn bên kia đã tái xám rồi. Địch Hướng Đông chợt có ý nghĩ như vậy, sau đó cảm thấy có luồng gió hơi mát. Con bà nó, ngồi trong một nhà vệ sinh tồi tàn thế này cũng xem như chịu tội, thế nhưng ngồi đây một chút để cho đám người thành phố Hồng Ngọc lộ bộ mặt thật cũng đáng. Địch hướng đông cảm thấy ngồi như vậy đã đủ rồi, thế là hắn thuận tay đưa vào trong túi. Ủa? Địch hướng đông vốn muốn lấy vệ sinh, tâm tình đang vui vẻ chợt bị tình huống lúc này làm cho ngây người. Địch hướng đông là một bí thư ủy ban tư pháp thị ủy, đại đa số sự việc đều do thư ký chạy điên đảo đi thực hiện, dù là bình thường đi vệ sinh thì bên trong đã có sẵn giấy vệ sinh thơm phức, bí thư địch nào đã từng đến một nhà vệ sinh tồi tàn thế này. Lúc này địch hướng đông có mang theo thư ký, nhưng thư ký đang ở huyện thành lô bắc thật sự là ngoài tầm tay với làm sao bây giờ phải làm sao bây giờ địch hướng đông không cam lòng mà thò tay vào trong túi hắn thật sự lo lắng và chờ mong đừng nói là có dấp vệ sinh dù là bất kỳ tờ giấy nào cũng được không không có gì cả địch hướng đông thật sự siêng năng lật ngược tất cả các túi của mình ra thế nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì khác địch hướng đông lại run rẩy xem xét lại từng chiếc túi trên người mình sau đó tâm tư vội vàng chợt bình tĩnh trở lại, có một sự thật hắn không thể không tiếp nhận, đó chính là trong túi áo và túi quần của mình không có bất kỳ tờ giấy nào. Như vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ chính mình cứ tiếp tục ngồi đây? Lúc này Địch Hướng Đông thật sự hối hận, xem ra ý nghĩ trời ơi của mình thật sự đã hại chính mình. Có câu người không thể nhịn tiểu mà chết, lúc này Địch Hướng Đông thật sự gấp như kiến bò chảo nóng, hắn không tìm ra được biện pháp giải cứu nào. Thế là hắn đành phải đưa mắt nhìn khắp nhà vệ sinh cũ nát. Trời ạ, à, cũng không cần tờ giấy tốt, chỉ cần tờ giấy bình thường là được. Dù là ô, ô tờ báo thì tôi cũng có thể chịu được, chấp nhận sử dụng. Địch hướng đông thầm chờ mong, nhưng những tờ giấy rơi vào trong mắt hắn lại cực kỳ dơ bẩn. Dù không dơ bẩn thì cũng đang nằm trong một mớ nước màu vàng. Gói thuốc lá là gói thuốc mà chính địch hướng đông vừa ném đi. Khi địch hướng đông nghĩ đến gói thuốc lá của mình, hắn không khỏi có chút hy vọng. Thế nhưng khi ánh mắt nhìn thấy gói thuốc, lại phát hiện gói thuốc cũng bị một loại chất lỏng màu vàng bao quanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc này Địch Hướng Đông thật sự là kêu trời mất linh gọi đất không thưa, ánh mắt hắn nhìn khắp nhà vệ sinh, chỉ mong sao có thể tìm ra được thứ gì đó cứu cánh cho mình. Lúc này hắn nhìn thấy một đống gạch chất trong góc nhà vệ sinh, những viên gạch kia rất bình thường, nhưng cũng có những viên gạch không bình thường, bên trên có vài dấu vết màu đen. Địch hướng đông là người từ niên đại trước kia, hắn trầm ngâm một lát, sau đó thầm hiểu những vết bẩn kia là vì chuyện gì. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, sau đó ngày càng tỏa sáng trong lòng. Không được, tuyệt đối không được, cho đồ chờ người đến cứu thì mình cũng không thể dùng biện pháp này. Địch hướng đông thật sự kiên định thói quen đi vệ sinh sạch sẽ, khoảnh khắc này hắn thật sự kiên định một ý nghĩ. Không được, nếu không sẽ nhiễm bệnh, đúng lúc bí thư địch hướng đông đang xem xét nên xin người trợ giúp như thế nào chợt âm thanh gì đó vang lên bí thư địch cảm thấy vui sướng hắn quyết định dù người đến là ai thì cũng ném bỏ thân phận cao quý của mình há miệng mong người ta trợ giúp cuối cùng địch hướng đông cũng xem như thoát khỏi nhà vệ sinh kinh hoàng kia cũng phải mở miệng yêu cầu người ta trợ giúp thật sự là ngưỡng chết người địch hướng đông tranh thủ đi về phía đoàn xe Lúc này nhân viên công tác của huyện Lô Bắc đang đợi ở bên cạnh xe, thấy bí thư địch đi đến thì vội vàng tiến lên nghênh đón. Chương 276, 1 2 3 ai cầm giải lụa đưa lên cao. Nói thật, sau khi Vương Tử Quân đến huyện Lô Bắc này, thành tích mà hắn tạo ra thật sự đã quá rõ ràng. Nếu nói tự ý nào đó thì chạy tiền chính là kiến thức cơ bản nhất của các vị cán bộ trong các địa phương nghèo khó, tất cả mọi người đều nghèo và khó khăn vì thế mà những quan viên cơ sở giống như những tên ăn mày vậy nhưng đòi tiền cũng phải có kỹ xảo cũng là một việc cần chú tâm có người đến lấy được tiền mà cũng có người không dù anh dùng bất kỳ biện pháp gì chỉ cần có thể lấy được tiền là xem như có bản lĩnh vương tử quân là người có năng lực như vậy mỗi sự kiện mà hắn nắm vào trong tay đều có thu hoạch rõ ràng tiền lấy cho nhóm lưu quý không phải là từ nhà mình mà ra nhưng cũng vì tác phong hành động sấm xét của vương tử quân mà bọn họ mới có được số tiền kia Thế cho nên khi Lưu Đức Sinh tự thuật mọi chuyện với Lưu Canh, những gì Vương Tử Quân đã làm chợt hiện rõ, làm cho đám lãnh đạo đang ngồi đây cảm thấy giống như cảnh tượng đang xuất hiện ngay trước mắt. Người đi đến trong sân nhà ngày càng nhiều, mỗi người đều có biểu cảm biết ơn vì bệnh tình được chữa trị, ai cũng nhao nhao lên tiếng. Tất nhiên căn bệnh ho dị ứng là rất thê thảm, bọn họ tố cáo cũng khó khăn, cuối cùng thì trăm miệng một lời nói Vương Tử Quân chính là cán bộ tốt, là ân nhân cứu mạng của mình, rõ ràng là phấn đấu quên mình vào sinh ra tử. Lời nói của nhân dân thật sự không giống như đã được bày vẽ sẵn, không tô son chết phấn, không có bất kỳ hương vị gì khác thường, điều này càng thêm quý giá. Tất nhiên bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Lưu canh sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt, liên tục bắt tay các vị thôn dân. Bí thư Địch Hướng Đông còn chưa kịp ngồi vào vị trí của mình ở trên xe thì đã thấy bí thư Lưu canh được đám người vây quanh đi đến. Hắn vốn cho rằng mình sẽ làm cho huyện Lô Bắc gà bay chó chạy các thôn dân sẽ làm cho đám lãnh đạo trong huyện không thể nào bước xuống đài được. nhưng không ngờ đám người huyện lô bắc kia lại cười cười nói nói rất thân mật với lưu canh, khó thể phân cách. đây là có chuyện gì? vẻ mặt địch hướng đồng vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại nôn nóng. hắn tất nhiên hiểu rõ tâm lý của kẻ làm quan. nếu có hảo cảm với cán bộ nào đó thì bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài. nếu có biểu hiện ra ngoài, nói ra khỏi miệng, như vậy đã chứng tỏ là rất có hảo cảm. đây là thứ mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Bây giờ những kẻ làm quan đều có một đặc điểm chung, đều hy vọng có thể làm tốt công tác trọng đại, đặc biệt là những chuyện lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, nếu làm tốt thì xem như có thành tích lớn, lại lưu danh tiếng tốt với nhân dân. Đám thôn dân kia đang nói gì với bí thư lưu canh? Địch hướng đông thầm cảm thấy nghi ngờ khó hiểu, một cảm giác không tốt sông lên đầu. Bộ dạng bí thư lưu có vẻ bình dị gần gũi và cười tủm tỉm còn liên tục gật đầu, có chuyện tốt gì sao? Đang lúc địch hướng đông chuẩn bị xuống xe tìm hiểu thì Lưu Canh đã bắt tay các thôn dân, bắt đầu cáo biệt. Đồng chí tử quân, cậu làm rất tốt công tác ở cơ sở, dù là cúp vàng cúp bạc cung không bằng danh tiếng trong quần chúng. Cậu là đồng chí có khả năng, ý nghĩ công tác rõ ràng, đầu óc linh hoạt, có thể làm cho công tác của khối tư pháp sinh động như vậy cũng không dễ dàng gì. Thành tích của huyện Lô Bắc các anh không phải chỉ dừng trên miệng, mà thật sự còn được chứng thực qua hành động, các anh công tác thật sự đến nơi đến chốn đây là phương diện đáng giá cho khối tư pháp của toàn tỉnh học tập theo. Tôi cảm thấy cần phải phát động một nghiệp vụ học tập trong khối tư pháp tỉnh, học tập những kinh nghiệm của các anh với nhân dân, học tập phương diện lo nghĩ cho nhân dân, mở rộng tinh thần cho nhân dân, chính thức công tác theo mục đích vì nhân dân phục vụ. Lưu Canh vừa ngồi lên xe của mình thì đã nói với Vương Tử Quân ở bên cạnh, lời nói của hắn càng làm cho Hùng Trạch Luân và Hầu Thiên Đông nghe vào và vui sướng nhướng mày. Xong rồi tên kia nói lời nịnh hót thế nào mà lãnh đạo vui vẻ ra mặt thế kia địch hướng đông lúc này ngồi xuống bên cạnh lý hòa thành rồi khẽ hỏi hướng đông đừng nói nữa người ta công tác cực kỳ vững chắc đây không phải là cố ý quảng cáo cố ý kiêu ngạo lý hòa thành khẽ nói một câu sau đó ngậm miệng tất nhiên địch hướng đông cũng không dám mở miệng làm ồn thế cho nên cũng không hỏi lại nhưng lúc này hắn cảm thấy bụng có hơi đau dần dần trướng lên cảm giác rất khó chịu ánh mặt trời thiêu đốt mặt đất, lá cây cũng bị hâm nóng đến mức cháy khô, thái thần bân lái xe trên con đường đang được tu sửa, điều hòa trong xe chợt phân cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác biệt. Vương tử quân ngồi trên xe mà cho mày, không phải vì điều gì khác, mà chính là nhà đầu y phong kia sắp rời đi. Học kỳ thực tập của nàng ở huyện Lô Bắc đã xong, dù nàng có lưu luyến sống chết muốn ở lại công tác trong huyện Lô Bắc, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn khuyên can mãi, cuối cùng mới nói Y Phong về tỉnh thành. Nghĩ đến ánh mắt đỏ hồng của Y Phong, Vương Tử Quân không khỏi nhớ đến những ngày nàng còn thực tập ở huyện Lô Bắc, nàng coi ký túc xá là nhà, mà mỗi khi Vương Tử Quân đi qua cũng đều cảm nhận được cảm giác ấm áp của một mái nhà. Y Phong thật sự rất chuyên chú, nàng tuyệt đối không hàm hồ, nhưng cũng không xa xỉ, rất thành thật, dùng hết tâm tư, mỗi bữa cơm đều cực kỳ phù hợp với khẩu vị của Vương Tử Quân. Những món ăn được Y Phong chế biến đều cực kỳ thực chất, căn bản không có chút khó ăn, nồng độ cũng rất tốt, hương vị tuyệt vời, điều này không khỏi làm cho một người thường xuyên xã giao như vương tử quân cũng phải lưu luyến mỗi lần đến ký túc xá của y phong mùi hương bùng ra từ phòng bếp luôn làm cho vương tử quân say mê không thôi có một lần vương tử quân vô tình nói rằng không biết quán thịt dê nổi tiếng nhất huyện lô bắc đã chuyển đi đâu rồi kết quả là y phong ghi khắc nó vào lòng khi hắn đến phòng trong phòng bếp bùng lên mùi hương của món lẩu dê tất nhiên sẽ được chế biến đầy đủ hương vị tuyệt đối không thua kém ai đồng thời mùi hương lại rất thuần khiết mùi hương như vậy giống như cuồng phong ùa vào trong mũi tuy đó không phải là một món ăn đắt tiền xa hoa thế nhưng làm cho hắn sinh ra cảm giác giống như được tham dự một bữa tiệc thịnh soạn sau đó hai người dùng cơm xong y phong đưa hắn đến ngồi tên ghế salon lông dựa theo lệ cũ chính mình rửa sạch tay chân thì đến ngồi bên cạnh hắn dùng lời lẽ ngọt ngào nói với hắn vương tử quân nghĩ đến những khoảng thời gian ấm áp của hai người trong lòng không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn Thái Thần Bân luôn quan sát vẻ mặt của Bí thư Vương đang ngồi phía sau, hắn đã được Bí thư Vương đưa vào biên chế hành chính, hơn nữa trong hồ sơ còn được ghi vào vài thành tích. Nói cách khác, sau này chỉ cần hắn tình nguyện, Bí thư Vương sẽ có thể cho hắn xuống tuyến dưới rèn luyện, cho hắn hưởng thụ cảm giác khống chế một phương là thế nào. Nhưng Thái Thần Bân không muốn như vậy, hắn tình nguyện ở lại làm lái xe cho Vương Tử Quân, chẳng những vì hiểu rõ tính tình của bí thư, hắn cũng không cần biết bí thư đi đến đâu mình sẽ theo đến đó như vậy thì người ta cũng phải ngước mặt lên nhìn một tên lái xe như hắn nói đâu xa chỉ dựa vào chuyện em họ của thái thần bân đến phòng tài chính nhận tiền dù đã áp dụng vài phương án thế nhưng vẫn chỉ là úp mặt nóng lên mông lạnh mất khá nhiều tiền nhưng lại không hoàn thành công tác nhưng chính thái thần bân chỉ cần gọi một cuộc điện thoại như vậy thì dễ dàng xử lý sự việc người ta sao lại phải nể mặt hắn như vậy tất nhiên vì sau lưng hắn còn có bí thư vương sau hội nghị khối tư pháp tỉnh ở huyện lô bắc địa vị của bí thư vương càng tăng tiến trong suy nghĩ của cán bộ toàn huyện lô bắc những người tìm đến báo cáo công tác với bí thư vương ngày càng nhiều bây giờ bí thư vương đã được các vị cán bộ xem là nhân vật thứ ba chấp trưởng quyền lực ở huyện lô bắc sau hầu thiên đông và lưu thành quân hơn nữa còn là một người cực kỳ có thực lực rất nhiều cán bộ vì muốn có được cơ hội tiếp cận với vương tử quân thế nên càng quay sang liên hệ với tôn hạ châu thái thần bân thầm suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra sau đó xe vững vàng chạy vào trong khu văn phòng huyện ủy. Vương tử quân khẽ mở cửa xe, hắn đi về phía phòng làm việc của mình. Dưới ánh nắng gay gắt, đám nhân viên tới lui vẫn rất nhiều, khi bọn họ nhìn thấy vương tử quân đi đến thì đều cúi người cung kính chào hỏi. Vương tử quân mỉm cười gật đầu một cái, sau đó còn nói vài câu với những cán bộ mà mình có quen biết. Tuy chỉ là một đoạn đường chưa đến trăm mét, thế nhưng hắn lại đi mất hơn 5-6 phút. Chiếc máy điều hòa kiểu cũ bắt đầu kêu rộn lên trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Tôn Hạ Châu đã sớm quét dọn sạch sẽ phòng làm việc của bí thư Vương, sau khi lãnh đạo vào phòng thì được hắn đưa đến một chiếc khăn mặt. Dù đã đến mùa hè nhưng Tôn Hạ Châu vẫn chuẩn bị cho Vương Tử Quân một chiếc khăn ấm, tuy khăn mát sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, thế nhưng khi dùng khăn ấm lau mặt thì mồ hôi sẽ dễ dàng bùng phát hơn, mới có thể càng lúc càng mát mẻ. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ trong cuộc sống chỉ cần nhìn vào điểm này thì thấy Tôn Hạ Châu có tâm tư thế nào với lãnh đạo của mình, ít nhất thì phục vụ cũng cực kỳ cẩn thận và tinh tế. Vương Tử Quân rửa mặt xong thì Tôn Hạ Châu nhanh chóng tiếp nhận chiếc khăn, lại kịp thời đưa đến cho hắn một ly trà. Vương Tử Quân trầm ổn ngồi vào vị trí của mình trên bàn làm việc, sau đó hắn mở miệng hỏi. "Hạ Châu, cậu cũng là lãnh đạo của văn phòng huyện ủy, những chuyện vặt thế này cũng không cần cậu xen vào, dù sao cũng có nhân viên thông tin rồi." Tôn Hạ Châu cười nói. Bí thư vương, không có vấn đề gì, chức vụ của tôi không phải là đều do ngài đưa đến sao. Tôi là lãnh đạo văn phòng huyện ủy, thế nhưng tôi vẫn là lính của anh, đồng thời tôi cũng đã có thói quen như vậy rồi, không làm thì cảm thấy cực kỳ buồn bực. Vương tử quân cười cười không nói, Tôn Hạ Châu nói cũng không phải hoàn toàn là lời nịnh bợ, cũng có vài phần nhiệt tình. Bí thư vương, anh cần phải xem qua văn kiện này, đồng thời cục trưởng liền và chủ tịch lý cũng gọi điện thoại đến, nói là có vấn đề cần báo cáo với anh. Tôn Hạ Châu đặt văn kiện xuống bàn làm việc của Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân vuốt vuốt hai hàng chân mày, trước hết các chuyện của Cục trưởng Liên Giang Hà sang một bên, trong lòng hắn chợt lộ ra gương mặt của vị phó bí thư Lý Cẩm Hồ vừa được bổ nhiệm từ Cục Thương mại của thành phố Hồng Ngọc. Thật ra cũng không thể nói là mới bổ nhiệm, Lý Cẩm Hồ đi đến huyện Lô Bắc cũng đã được hai tháng, đây là một vị phó chủ tịch huyện hơn 30 tuổi đến từ cục thương mại thành phố Hồng Ngọc, dù dáng vẻ rất thư sinh, thế nhưng lại có ánh mắt rất tốt trên phương diện phát triển kinh tế. Vì có nhiều vấn đề hai bên không mưu mà hợp, thế cho nên Lý Cẩm Hồ rất thích trao đổi ý kiến với bí thư Vương Tử Quân, dưới sự giúp đỡ của Vương Tử Quân thì Lý Cẩm Hồ cũng nhanh chóng sát nhập vào công tác hơn. Lý Cẩm Hồ phụ trách khối phân công của Hàn Minh Khải trước kia, những vị lãnh đạo đơn vị ban ngành kia lại có quan hệ khá tốt với Hàn Minh Khải mà bây giờ Hàn Minh Khải lại là trưởng phòng tuyên truyền, thế cho nên bọn họ cũng không nhịn được mà vênh mặt lên. Lý Cẩm Hồ dù là người nhìn xa hiểu rộng trên phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng trên phương diện đấu tranh nhân sự thì thật sự có tranh lệch không nhỏ với Vương Tử Quân. Dưới tình huống đám cán bộ bên dưới bằng mặt không bằng lòng, lúc đầu thật sự rất ngột ngạt, có một lần Lý Cẩm Hồ vấp phải cây đinh ở cục thuốc lá, trong lòng rất uất ức, vội vàng chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để kêu khổ. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được sự buồn bực của Lý Cẩm Hồ, lúc hắn mới đến huyện Lô Bắc cũng từng trải qua tình huống như vậy. Vì muốn giúp Lý Cẩm Hồ nhanh chóng tiến vào công tác, nhanh chóng mở ra cục diện, Vương Tử Quân để Tôn Hạ Châu hẹn Cục trưởng Cục Thuốc Lá đến gặp mặt nói chuyện một lần. Thật ra Vương Tử Quân căn bản cũng không muốn gặp vị Cục trưởng kia, chỉ là cho đối phương ngồi trong phòng làm việc của Tôn Hạ Châu cả buổi chiều. Sau khi Vương Tử Quân và Lý Cẩm Hồ từ trong phòng làm việc đi ra, vị cục trưởng bị ghẻ lạnh cả buổi chiều cuối cùng mới hiểu ra vấn đề. Đây là đòn cảnh cáo không một tiếng động của Bí Thư Vương, nếu như mình tiếp tục chơi trò đá hậu với Chủ tịch Lý Cẩm Hồ, chỉ sợ Bí Thư Vương cũng không phải chỉ đơn giản cho mình ngồi chờ thế này. Trong quan trường thì vấn đề nhân sự không có gì là bí mật, đặc biệt là ở khối chính quyền huyện càng tồn tại những phe phái ngầm, tất nhiên những tin tức như vậy sẽ lan truyền rất rộng. Người ta nói Chủ tịch Lý đi rất gần với Bí Thư Vương, vì thế mà Phó Chủ tịch Lý Cẩm Hồ cũng xem như nhanh chóng mở ra cục diện công tác của mình. Hạ Châu, Chủ tịch Lý và tôi là cung cấp, tìm tôi chỉ là có chuyện thương lược, không thể nói là báo cáo công tác, lần sau cậu phải chú ý hơn. Vương Tử Quân khẽ uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Tôn Hạ Châu kính cẩn gật đầu, tuy thấy đó là một lời gõ đầu không một tiếng động của Bí Thư Vương, thế nhưng trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bội phục sát đất. Bí Thư Vương không quan tâm hơn thua, Đắc ý mà không quá phô trương, thất ý thì không chán nản, hèn gì bí thư tuổi còn trẻ mà đã nhìn xa trông rộng và đi xa hơn chính mình như thế. Sự việc liên quan đến cục trưởng Liên, cậu xem hôm nay tôi còn thời gian để sắp xếp nữa không? Còn chuyện của chủ tịch Lý, tôi đi đến một lần là được. Vương Tử Quân mỉm cười đứng lên, hắn cất bước đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Tôn Hạ Châu cũng muốn đi ra nhưng lại bị Vương Tử Quân phất tay cho dừng lại. Phòng làm việc của Lý Cẩm Hồ cũng không quá xa, chỉ mất vài bước đi lại thì Vương Tử Quân đã đến phòng làm việc của chủ tịch Lý. Vương Tử Quân còn chưa đi đến phòng làm việc của Lý Cẩm Hồ, hắn chợt nghe thấy giọng điệu lớn tiếng của chủ tịch Lý, âm thanh giống như còn mang theo chút lửa giận khó thể khống chế. Lý Cẩm Hồ nói: "Chủ tịch Tề, thị trấn huyện thành của các anh sao lại thế này? Công tác quy hoạch cho khu kinh tế còn chưa thể được áp dụng, thời gian bây giờ rất gấp gáp, chúng ta cũng không thể nào chờ hơn được nữa." Chủ tịch Lý, vấn đề trưng thu đất đai cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, công tác này khó khăn quá lớn, cũng không dễ nói với dân chúng, những mối liên quan trong đó thật sự là rất nhiều. Một âm thanh vang lên, tuy có vẻ cung kính nhưng rõ ràng là trong bông còn có sắt. Vương tử quân nghe những lời kia mà biết có chuyện gì xảy ra, vì Lý Cẩm Hồ được phân công quản lý kinh tế, thế cho nên huyện ủy đã ném công tác kiến lập và quy hoạch khu kinh tế cho Lý Cẩm Hồ, nhưng công tác quy hoạch khu kinh tế cũng không được tiến triển như ý. Vương Tử Quân khẽ gõ cửa, hắn chậm rãi đi vào. Lý Cẩm Hồ đang ngồi bên bàn làm việc của mình, gương mặt tràn đầy tức giận, bên trong phòng còn có một người đàn ông trung niên hơn 40, vẻ mặt tươi cười, đang mở miệng giải thích. Khi Vương Tử Quân mỉm cười đi vào, hai người trong phòng đều ngẩng đầu lên. Lý Cẩm Hồ vội vàng đi ra khỏi bàn làm việc của mình, mà vẻ mặt với nụ cười cợt nhả của tên đàn ông trung niên kia đã biến mất không còn bóng dáng. Bí thư Vương, anh tự mình đến chơi sao? Mời ngồi, mời anh ngồi. Lý Cẩm Hồ vừa vươn tay bắt tay Vương Tử Quân vừa vung tay mời ngồi. Vương Tử Quân thật sự có chút nhức đầu vì sở thích bắt tay của Lý Cẩm Hồ, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận một hành động theo quy củ như thế. Hắn thuận thế ngồi xuống chiếc ghế sa lông trong phòng làm việc của Lý Cẩm Hồ, sau đó hắn mỉm cười nói. Lần trước tôi uống trà của anh và cảm thấy rất ngon, hôm nay uống lại trà của mình thấy giống như giấm chua, thế cho nên mới đến đây người đàn ông trung niên thấy vương tử quân không thèm nhìn mình trong lòng trượt sinh ra cảm giác phát run hắn là chủ tịch thị trấn huyện thành hắn là một địa đầu xa ở bản địa hắn tất nhiên biết rõ thủ đoạn của bí thư vương với lực ảnh hưởng của bí thư vương nếu như lãnh đạo có cái nhìn không tốt về mình chỉ sợ vị trí chủ tịch thị trấn huyện thành sẽ không ổn định dựa vào tính tình của bít v sợ rằng mình sẽ sống không yên chào bí thư vương tuy vương tử quân không lên tiếng nhưng tên cán bộ trung niên là cấp dưới hắn nhất định phải chào hỏi bí thư vương, dù là dán mặt nóng lên mông lanh thì cũng phải lên tiếng. Vương tử quân lúc này nhìn về phía tên cán bộ trung niên rồi cười nói. Thì ra là chủ tịch Nguyên Thái, thế nào, hạng mục khu công nghiệp gặp khó khăn rồi sao? Tề Nguyên Thái cũng không phải mới là chủ tịch thị trấn huyện thành một thời gian ngắn, cũng có nhiều lần gặp mặt lãnh đạo huyện, thế nhưng lúc này đối mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng hắn không biết vì sao lại sinh ra cảm giác có hơi hoảng trong lòng chợt nhớ đến câu chuyện lần trước với Hầu Gia Chuân và Chủ tịch xã Trần Gia Kỳ, Trần Gia Kỳ thẳng thắn nói với Lý Cẩm Hồ. Trong các vị lãnh đạo huyện, hắn sợ nhất chính là bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông, người sợ thứ hai chính là phó bí thư Vương Tử Quân. Hắn đã từng nói chuyện với bí thư Vương, cảm thấy vị bí thư trẻ tuổi kia giống như một ngọn núi, có một loại áp lực vô hình lên người mình. Lúc đó Lý Cẩm Hồ còn mở miệng nói lời chê cười, bây giờ xem ra Trần Gia Kỳ kia cũng không nói dối, dù trong lòng đã tin nhưng hắn vẫn lên tiếng. Bí thư Vương, có gặp chút phiền toái, chủ yếu là nhân dân, đặc biệt là những người thích phá hoại, bọn họ không chịu phối hợp với công tác của chúng tôi. Tôi cũng biết những vấn đề này, nhưng càng gặp phải vấn đề thì càng kiểm nghiệm được sức chiến đấu của cán bộ thị trấn huyện thành chúng ta, chỉ cần tư tưởng không có vấn đề, như vậy dù thế nào cũng có biện pháp giải quyết khó khăn. Tôi thấy không bằng thế này, cậu quay về nói cho Đảng ủy thị trấn về ý kiến của tôi. Nói tôi hy vọng các đồng chí cố gắng công tác, trước tiên làm tốt công tác tư tưởng, cố gắng hoàn thành xong phần cơ sở của khu công nghiệp đúng lúc cầu đường An Lô được thông xe, đến lúc đó tôi sẽ thỉnh công cho các cán bộ thị trấn trước mặt hai vị bí thư và chủ tịch huyện. Vương Tử Quân nói có vẻ hơi hợt nhưng Tề Nguyên Thái lại biết đó là vòng kim cô trói lên đầu mình, biểu hiện là ban thưởng sau khi thành công, thế nhưng những lời mặt trái thì không cần nói cũng hiểu, đây là thời điểm gì? Đây là thời điểm kiểm nghiệm sức chiến đấu của ban ngành thị trấn huyện thành nếu hoàn thành thì xem như sẽ có thành tích, nếu như không thì xem như là bất lực. Nếu nói sức chiến đấu của ban ngành thị trấn huyện thành có vấn đề, như vậy một câu nói đó không khác nào chứng tỏ lực khống chế của đảng ủy chính quyền thị trấn có vấn đề. Nhìn vào biểu hiện và khí thế của Bí Thư Vương trong hai lần điều chỉnh và bổ nhiệm nhân sự gần đây nhất, rõ ràng nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ, khả năng bị di rời khỏi vị trí hiện tại là cực cao. Tề Nguyên Thái làm chủ tịch thị trấn huyện thành và không nghĩ rằng sẽ xuống đài đơn giản như vậy, lúc này sự việc xuống đầu, hắn cũng chỉ có thể nghênh đón khó khăn, chủ động xin đi giết giặc, dù thế nào cũng tốt hơn ngồi chờ roi đánh xuống mặt. Hắn nghĩ đến đây và lập tức tranh thủ thời gian nói lời đảm bảo. "Bí thư Vương, tôi không nên có tâm tình sợ khó, anh cứ yên tâm, sau khi quay về sẽ nhất định truyền đạt chỉ thị của anh cho Đảng ủy chính quyền thị trấn." chúng tôi sẽ báo cáo cho anh về công tác di rời các nông hộ ra khỏi khu công nghiệp bất cứ lúc nào. Bây giờ Chủ tịch Lý đang phụ trách hạng mục này, sau này các anh cứ đến báo cáo tiến độ với Chủ tịch Lý là được. Vương tử quân vung tay lên, hắn tiếp nhận ly trà trong tay của Lý Cẩm Hồ, lại khẽ đặt tay lên vai tề nguyên thái nói. Tôi rất bội phục kiến thức ở phương diện kinh tế của Chủ tịch Lý, đồng thời cũng bội phục công phu pha trà của anh ấy. Chủ tịch Nguyên Thái, chúng ta nâng ly, xem như thưởng thức trà đạo của chủ tịch Lý. Tề Nguyên Thái đối mặt với tình huống Bí thư Vương mời trà mình, trong lòng thật sự cảm khái, hắn biết rõ, lúc này mình ngoài phương án đảm bảo công tác với bất cứ cái giá nào khác, ngoài ra cũng không còn đường lui nào cả. Sau khi uống xong ly trà thì Tề Nguyên Thái cũng nhanh chóng cáo từ đi ra, hắn biết rõ hai vị lãnh đạo có chuyện cần, hắn ở lại cũng không phù hợp. Bí thư Vương, lần này xem như lại nhờ đến anh, vị chủ tịch này quá khó chơi. Lý Cẩm Hồ ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cảm kích nói. Vương Tử Quân cười cười nói: "Chủ tịch Cẩm Hồ, chủ yếu là anh đến chưa lâu, còn chưa hiểu tính tình của bọn họ, nếu không với tài năng của anh, không phải xử lý những vấn đề thế này là chuyện nhỏ nhặt sao?" "Tôi thấy chẳng qua mình chỉ đến sớm và chiếm được chút tiện nghi trước anh mà thôi." Tuy Vương Tử Quân nói lời khiêm tốn nhưng Lý Cẩm Hồ không cho rằng nó là như vậy, thông qua khoảng thời gian tiếp xúc với Vương Tử Quân, hắn cũng từ trong miệng người ngoài mà biết được những kinh nghiệm của Phó Bí Thư Vương Tử Quân. Hắn biết trong thời gian chưa đến một năm thì Vương Tử Quân phát triển cực mạnh ở huyện Lô Bắc, hơn nữa còn làm ra những chuyện cực kỳ to lớn. Đến sớm hơn sao, trong huyện có bao nhiêu cán bộ cấp phó huyện, có bao nhiêu người có lý lịch sâu hơn, bọn họ cũng không phải đang cúi đầu nghe theo chỉ thị của Vương Tử Quân sao. Bí Thư Vương, vừa rồi tôi muốn đến tìm anh, chính là muốn báo cáo về chuyện của khu công nghiệp, bây giờ anh đến thì sự việc đã được giải quyết, tôi cũng không còn gì để báo cáo. Lý Cẩm Hồ mỉm cười châm trà cho Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn thay đổi chủ đề. Anh Cẩm Hồ, anh đã không có chuyện gì cần báo cáo, nhưng tôi có chuyện cần tìm anh. Lý Cẩm Hồ chợt ngây người, sau đó nói. Bí thư Vương thế có chuyện gì thì cứ sắp xếp là được. Trường 277-12 nâng ly chung vui. Lý Cẩm Hồ là người mới đến nhận công tác ở huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân đã giúp mình rất nhiều, điều này không khỏi làm cho hắn cảm kích trong lòng. Dù hắn không biết Vương Tử Quân có gì xin mình giúp đỡ, thế nhưng ngoài miệng vẫn sảng khoái đồng ý. Tôi sẽ không khách khí, anh đến huyện Lô Bắc cũng được 3 tháng rồi chứ. Vương Tử Quân vẫn cười vui vẻ như trước, hắn thổi thổi nước trà nóng rồi nói tiếp. 3 tháng qua tôi thấy anh về Hồng Ngọc không quá 5 lần, như vậy cũng không được, anh ném vợ con ở thành phố Hồng Ngọc, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Công tác không thể nào hết ngay được. Chúng ta cần xem xét, chu tính chung. Cuộc sông và công tác cần phải có sự tương tác lẫn nhau. Ngày mai là cuối tuần, hôm nay anh cũng nên rời khỏi huyện Lô Bắc về thành phố là vừa. Lý Cẩm Hồ tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân đến cần mình hỗ trợ là như vậy. Thế là trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn há miệng định nói lại bị Vương Tử Quân vung tay chặn lại. Hôm nay tôi cũng không đi đâu cả lát nữa tôi sẽ cho thái thần bân đến tìm anh cho dù thế nào cũng phải đưa anh về thành phố hồng ngọc lý cẩm hồ cũng không phải người thích hưởng ép chỉ sau nháy mắt hắn đã áp chế cảm giác xúc động vào trong lòng sau đó hóa thành tiếng cười tốt bí thư vương tôi nói một câu xem như nhi nữ tình trường làm quan chỉ là nhất thời làm bạn mới là cả đời sau này nếu anh có chuyện gì nếu không cần anh em quan tâm như vậy tôi sẽ không để yên cho tình huống sắp xếp của anh hôm nay nhưng sau này nếu anh có đến thành phố Hồng Ngọc, nếu không đến nhà tôi ngồi một lát, thật sự tội cũng sẽ không theo anh nữa. Nhất định, nhất định. Vương Tử Quân vừa nói vừa đứng lên. Hôm nay cũng đừng nên đi ra ngoài công tác, anh nên thu thập đi, chút nữa tôi sẽ cho Thái Thần Bân đến đón anh. Vương Tử Quân nói rồi đi ra ngoài, khi còn chưa đi ra khỏi văn phòng của Lý Cẩm Hồ thì Tôn Hạ Châu ở bên kia đã đi đến. Bí thư Vương, có điện thoại của anh, nói là gọi đến từ văn phòng tỉnh ủy. Âm thanh của Tôn Hạ Châu rất vang dội, đám người đang đi qua hành lang đều nghe thấy rõ ràng. Tôn Hạ Châu rõ ràng là đang cố ý, có đôi khi làm thư ký cho lãnh đạo thì cũng cần sự linh hoạt. Vương Tử Quân nghe nói điện thoại đến từ văn phòng tỉnh ủy, thế là trong lòng cũng thầm hiểu, hắn đi nhanh về phòng làm việc của mình, sau đó nhấc điện thoại lên. Alo, Tử Quân à? Vương Tử Quân nghe được âm thanh quen thuộc ở đầu dây bên kia, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác ấm áp, hắn cười lớn nói: "Báo cáo thư ký trưởng Vương." Vương Tử Quân lúc này đang rất nghiêm nghị, lúc này đang trò chuyện với ngài, có vấn đề gì mong ngài cứ cho ra chỉ thị. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Vương Quang Vinh, sau đó lão dùng giọng oán trách nói: "Con trai à, con cũng đã là phó bí thư huyện ủy, sao không nghiêm túc chút nào hết vậy?" Vương Quang Vinh nói rồi tiếp tục: "Con trai, chuyện kia đã có quyết định rồi." Tuy Vương Tử Quân là người có công phu áp chế biểu cảm của mình, nhưng lúc này nghe được lời này của bố mình, trong lòng hắn chợt khẽ động, hắn rùng giọng không chờ đợi được nói: "Thế nào vậy? Thành phố An Dịch được thăng cấp làm thành phố cấp phó bộ?" Âm thanh của Vương Quang Vinh có chút trầm thấp, Vương Tử Quân nghe xong cũng không cảm thấy có gì quá bất ngờ, vì chuyện thành phố An Dịch thăng cấp đã nằm trong dự đoán của hắn. Tuyến trên đã đồng ý với nhau, huyện Lô Bắc sẽ nằm trong phạm vi quản lý của thành phố An Dịch. Câu nói kế tiếp của Vương Quang Vinh mới chính là trọng điểm đối với Vương Tử Quân. Huyện Lô Bắc sẽ nằm trong phạm vi quản lý của thành phố An Dịch, đây là một điều mà Vương Tử Quân thật sự không biết trước được. Lúc này thành phố An Dịch không những đã hoàn thành mục tiêu tiến lên cấp phó bộ, dù là huyện Lô Bắc cũng cải biến chế độ hành chính, trực thuộc thành phố An Dịch tỉnh Sơn Nam, chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng thay đổi do chính mình trọng sinh? vương tử quân chợt có nhiều ý nghĩ mới thế là rơi vào trong trầm ngâm mà vương quang vinh ở đầu dây bên kia cũng trở nên trầm mặc một lúc lâu sau âm thanh của vương quang vinh ở đầu dây bên kia lại vang lên nhưng lúc này lão chỉ nói vài chữ đi theo con đường nào đi theo con đường nào vương tử quân lúc này nên chọn con đường nào ở lại huyện lô bắc hay điều động công tác vương tử quân vất vả lắm mới mở ra cục diện tốt ở huyện lô bắc nếu bây giờ mình rời đi như vậy hắn thật sự không cam lòng. Nhưng nếu hắn ở lại, như vậy có nghĩa là mình sẽ thoát ly khỏi tỉnh Chiết Giang, sẽ rời đi một cây đại thụ khổng lồ có thể che gió cho mưa cho mình ở tỉnh Chiết Giang. Phòng tổ chức tỉnh ủy còn thiếu một vị trí phó ban số 2 chủ trì công tác, nếu như con tình nguyện như vậy sẽ được điều về tỉnh ủy. Âm thanh của Vương Quang Vinh vang lên. "Bố, lão Lâm đầu tình nguyện đưa huyện Lô Bắc cho tỉnh Sơn Nam sao?" vương tử quân cũng không tiếp nối câu chuyện của vương quang vinh hắn chợt trầm giọng hỏi lão lâm đầu vương quang vinh chợt ngây người ngay sau đó đã hiểu ra con trai của mình nói đến ai trong lòng vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy kiêu ngạo chính mình đã liên hệ với lâm trạch viễn thời gian dài mà cũng không dám gọi tên một cách quá thân mật tử quân không ngờ lại đặt cho bí thư lâm một biệt danh mà không chút sợ hãi vương quang vinh nghĩ về ba chữ lão lâm đầu mà không khỏi mỉm cười nhưng dù thế nào lão cũng không thể nào liên hệ ba chữ kia với bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn cho được. Tiểu tử này đúng là, sau này nếu nói chuyện thì cũng phải chừa đường đi cho mình, nếu bí thư Lâm biết con gọi anh ấy như vậy, để xem anh ấy thu thập con như thế nào. Vương Quang Vinh cười mắng hai câu, sau đó mới nghiêm trang nói. Ban đầu bí thư Lâm không đồng ý, thế nhưng tỉnh Sơn Nam cũng phải trả một cái giá lớn, hơn nữa là cho lão Lâm đầu, không ném ra một cái giá lớn làm cho bí thư Lâm và các vị thường ủy tỉnh ủy cực kỳ động tâm, thế cho nên mới bỏ ra thứ mà mình yêu thích cho tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân cũng không hỏi cái giá lớn đó là gì, từ khi bắt đầu tiến vào quan trường thì hắn đã biết quy củ này, không nên nói thì không nói, không nên hỏi thì vĩnh viễn không hỏi. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một vấn đề, đó là mình nên đi theo con đường nào. Trà trộn trong quan trường thì chính quyền còn chưa nói ra lời định luận nào, nhưng bên dưới tin tức đã truyền đạt lao sao. Huyện Lô Bắc lúc này sẽ thuộc về thành phố An Dịch, tin tức như vậy như một cơn gió thổi khắp mặt đất huyện Lô Bắc. Đám cán bộ huyện Lô Bắc thật sự nói đủ mọi lời, nhưng đối với những vị cán bộ cấp bậc thấp, chỉ là một sự chuyển rời bình thường mà thôi, tuy bọn họ cũng là người huyện Lô Bắc, thế nhưng tin tức này thật sự không có tác dụng quá lớn với bọn họ. Những người thật sự chú ý đến tin tức này chỉ là cán bộ cấp huyện, một khu vực hành chính được chuyển rời, như vậy thật sự có rất nhiều thứ liên quan đến bọn họ, thật sự có nhiều thứ cần phải suy xét, nếu không suy xét cho tốt thì sẽ tạo nên kết cục khó thể đền bù. Huyện Lô Bắc bình tĩnh lại trở nên sao động, không ít người chạy về phía thành phố Hồng Ngọc và thành phố Giang Thi, vì đám lãnh đạo huyện đều có căn cơ ở thành phố Hồng Ngọc tỉnh Chiết Giang, lúc này nếu bọn họ đến thành phố An Dịch thì xem như hai mắt tối đen, cũng không biết vận mệnh sẽ đi theo đường nào. Bọn họ là lãnh đạo cấp huyện, bọn họ không hy vọng con đường phát triển của mình nằm trong không gian u tối, vì vậy bọn họ muốn chống lại, bọn họ muốn đi theo con đường của mình, bọn họ muốn tiếp tục được công tác trong môi trường chính trị quen thuộc của mình. Bóng tối phủ xuống, huyện thành huyện Lô Bắc, dù mùa hè có chút nóng bức khó chịu, thế nhưng lúc này những cơn gió mạnh cũng đưa đến chút cảm giác mát mẻ. Vương tử quân ngồi trên lầu của nhà hầu Thiên Đông, đón gió mát, uống bia mà bí thư hầu đặc biệt lấy từ thành phố Hồng Ngọc, ngược lại cũng sinh ra chút cảm giác thư thả thoải mái. Nhưng lúc này hai vị lãnh đạo có quyền lực nhất ở huyện Lô Bắc lại không có tâm tình hưởng thụ cảm giác thanh nhàn. Hầu Thiên Đông là một người xem như khá tùy ý trong sinh hoạt hàng ngày, làm việc cũng chú ý đến phương diện tâm tình sảng khoái, cũng chú ý đến vấn đề ăn cái gì uống cái gì. Bình thường nếu là đi xã giao thì lão uống một ly sẽ gắp vài món ăn, tất nhiên cũng khá tùy ý. Bây giờ thì Hầu Thiên Đông lại thật sự thả lỏng, lão vừa ăn thịt đùi dê nướng vừa nở nụ cười tự diếu. Tử quân này, khi còn bé nhà tôi rất nghèo, may mắn một lần đọc truyện thủy hử, thế là trong lòng nảy mầm một ý nghĩ vĩ đại, tương lai nếu có tiền thì sẽ uống rượu ngon, ăn thịt lớn. Vài chục năm trước lần đầu tiên đến nhà vợ, lúc đó nhà vợ tôi trên một hòn đảo nhỏ, vào nhà thì tôi đã bị hải sản hấp dẫn, thế cho nên cũng không nói nhiều mà nhanh chóng tiến vào chiến đấu. Chỉ sau nháy mắt thì trước mặt tôi chất hàng đống vỏ cua vỏ sò, so. Cũng may bố mẹ vợ của tôi rất khai sáng, hai bên đưa mắt nhìn nhau, thấy lực chiến đấu của tôi quá kinh người. Đến nổi mẹ vợ xuống nhà bếp rửa chén, thiếu chút nữa đã đi mua thêm thức ăn, chỉ sợ đến bữa tối lại không còn gì đãi khách. Sau khi kết hôn, mỗi lần gặp mặt thì nhà mẹ vợ đều cười đến mức cúi gặp cả người, hỏi tôi vì sao không chú ý đến ấn tượng đầu tiên với mọi người. Tôi nói rằng tôi tất nhiên muốn xem mình là kỳ nhân, nếu vì tướng ăn của tôi không tốt mà không nhận làm con rể thì cũng chẳng có vấn đề đã ăn được một bụng hải sản no bụng mới là hay nhất hầu thiên đông cảm khái nói xong chuyện cũ hai người cùng cười lớn hai anh em chúng ta làm một ly hầu thiên đông nhiệt tình nói sau sự kiện tiền diễm lệ thì mối quan hệ giữa lão và vương tử quân có thể nói là rất hòa hợp lão thật sự còn cảm kích vương tử quân còn có một vài phần bội phục Người này tuy ra tay sắc bén nhưng cũng không phải một kẻ không chịu buông tha cho người khác, hiểu biết tiến thối, biết đúng mực. Dù Vương Tử Quân đã nắm vào trong tay chỗ yếu hại của Hầu Thiên Đông, thế nhưng trước tình huống sống chết thì Vương Tử Quân lại ném ra một tờ đơn quyên tiền, chỉ một chiêu như vậy đã đưa Hầu Thiên Đông từ vực thẳm lên trên đỉnh trời. Chỉ cần nhìn vào phần nhân tình như vậy cũng đủ để Hầu Thiên Đông không thể không chấp nhận Vương Tử Quân, đây cũng không phải là vấn đề độ lượng, hơn nữa Vương Tử Quân vẫn rất tôn trọng Hầu Thiên Đông vẫn rất tôn trọng bí thư hầu, vẫn để cho hầu thiên đông khống chế đại cục huyện Lô Bắc. Anh kính người một thước, người kính anh một trưởng, vương tử quân cúi thấp đầu với hầu thiên đông, mà những biểu hiện của vương tử quân sau đó càng chứng tỏ mình là một người có thể tới lui với hầu thiên đông. Hơn nữa vương tử quân lại phối hợp rất ăn ý, thế cho nên quan hệ giữa hai người chợt tăng mạnh. Vương tử quân đã uống không ít với hầu thiên đông, tuy tử lượng của hắn không tốt, thế nhưng trong quan trường có thể uống hay không là một chuyện, uống hay không lại là một chuyện khác. Đây thật sự là lần đầu tiên Vương Tử Quân nghe thấy Hầu Thiên Đông kể về chuyện cũng như vậy. Hai người Hầu Thiên Đông và Vương Tử Quân ngồi trên sân thượng, bọn họ nâng ly vui vẻ, xem ra còn có vẻ sung sướng thoải mái hơn ngồi trong phòng khách sạn thiết kế tinh mỹ và ánh sáng rực rỡ. Giống như cá bơi về biển, chim chóc quay về rừng, uống bia nói chuyện cũng không có bất kỳ mục đích, hiệu quả và sắc thái gì về chính trị, ngược lại còn có vài phần tùy ý và tiêu sái. Vương tử quân nâng ly lên uống một ngụm rồi nói. Khi còn bé thì lý tưởng của tôi cũng không được như anh, tôi chỉ muốn làm một hiệu trưởng trường học, chỉ muốn cố gắng học sao cho tốt, sau đó mỗi ngày đều theo đám bạn học chăn dê, chơi đùa điên khùng. Hai người nói xong thì cùng cười lên ha hả, Hầu Thiên Đông hôm nay có vẻ kích động, lão uống cạn ly bia trước mặt, sau đó buông ly xuống nói. Cậu tử quân, cậu có lựa chọn chưa? hầu thiên đông nói ra những lời này có chút đột ngột nhưng dù là vương tử quân hay hầu thiên đông cũng đều hiểu cả hai đã suy xét cũng khá lâu rồi vương tử quân trầm ngâm trong nháy mắt sau đó ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn hắn mỉm cười lắc đầu tuy vương tử quân tự nghĩ mình không phải không là người quả quyết nhưng lúc này đứng trước hai con đường thì hắn vẫn có vài phần lo lắng được và mất hắn không thể bỏ được địa phương mà mình đã cho ra biết bao nhiêu cố gắng nhưng hắn không rời khỏi chỗ này như vậy có nghĩa là sẽ mất đi sự yểm hộ của bối cảnh gia đình. Vương Tử Quân có sự che chở ở tỉnh Chiết Giang, đồng thời cũng có nhiều mối quan hệ rộng rãi, nhưng nếu hắn đi sang tỉnh Sơn Nam, tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Hầu Thiên Đông cũng giống như hiểu được nổi do dự của Vương Tử Quân, lão khẽ đặt ly bia xuống nói: "Cậu Vương, hướng đi của tôi trên cơ bản đã được xác định, tôi sẽ đến khối chính quyền thành phố Hồng Ngọc để nhận vị trí trợ lý chủ tịch, tuy vẫn là cấp chính sứ." thế nhưng Bí Thư Hùng nói chờ đến nhiệm kỳ mới, tôi có thể tiến lên làm Phó Chủ tịch Thành phố. Phó Chủ tịch Thành phố thật sự là một sắp xếp rất tốt cho Hầu Thiên Đông, Vương Tử Quân nhìn nụ cười đầy mỹ mãn trên mặt Bí Thư Hầu mà chân thành nói. Chúc mừng, chúc mừng anh. Hầu Thiên Đông nở nụ cười thẳng thắn nói. Nói ra thì tôi có thể trở thành trợ lý chủ tịch cũng nhờ vào phúc khí của cậu, nếu như không phải cậu phát triển quá mạnh và kéo huyện Lô Bắc tiến lên như gió, làm cho địa vị của huyện Lô Bắc trong lòng bí thư hùng lên cao, thì chức vụ trợ lý chủ tịch thành phố nào đến lượt tôi. Nửa năm qua huyện Lô Bắc không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa lại còn truyền ra những sự tích phát triển kinh tế kinh thiên động địa, hiểu hiện sạc sỡ lóa mắt. Người ta đề bạt cán bộ hơn phân nửa đều phải dựa vào quà cắp và tiền bạc, tôi không cho người ta bất cứ thứ gì, xem như hưởng được vài phần hào quang của cậu. chương 278, không phải là cậu thì không ai hơn. Vương Tử Quân cười nói: "Bí thư Hầu, anh nói vậy là quá coi trọng tôi rồi. Anh là bí thư huyện ủy Lô Bắc, nếu như không có sự ủng hộ của anh, tôi dù có bản lĩnh bằng trời cũng không thể thi triển được. Huyện Lô Bắc chúng ta có ngày hôm nay thì không thể nào chối bỏ được công lao của một người cầm lái như anh." Hầu Thiên Đông biết rõ đó là lời nói khiêm tốn của Vương Tử Quân, nhưng lão nghe được những lời như vậy lại sinh ra cảm giác vô cùng hưởng thụ. Lão nâng ly bia lên rồi cười ha hả nói: Cậu Vương, tôi biết những lời này là cậu đang cố ý nịnh hót tôi, nhưng tôi cũng thật sự cảm thấy đắc ý. Ai bảo mối quan hệ giữa hai anh em mình là quá tốt, chúng ta cùng cạn ly vì thời gian cùng công tác ở huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân cũng nâng ly lên, hắn uống cạn ly với Hầu Thiên Đông, tuy bia nhẹ hơn rượu rất nhiều, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy đầu óc có hơi quay cuồng. Mọi người nói làm quan cần phải tạo phúc cho một phương, trước khi cậu đến, tình huống ở huyện Lô Bắc thật sự làm cho tôi vò đầu bứt tai, cả ngày không tìm ra được biện pháp gì, chỉ có thể cho bò kéo xe, không cầu không đường, khó thể phát triển. Nhưng sau khi cậu đến thì huyện Lô Bắc chúng ta bừng bừng sức sống, con đường An Lô được nối thông, nói thật, đây chính là sự kiện mà xưa nay tôi không thể nào nghĩ đến được. Hơn nữa còn có một khu công nghiệp được xây dựng, đúng là huyện Lô Bắc liên tục nở hoa, vì nó mà tôi đối mặt với các vị lãnh đạo thị ủy và cảm thấy cực kỳ có mặt mũi. Hầu Thiên Đông uống nhiều cũng nói nhiều hơn coi như mất đi tính uy nghiêm trước kia, bây giờ giống như một bác trai nói nhiều ở nhà bên. Vương Tử Quân và Hầu Thiên Đông ngồi uống bia với nhau, bọn họ cảm thấy lúc này là thoải mái nhất, có lẽ vì sắp chia ly, thế cho nên hai bên nói chuyện rất chân thành, cũng không che đậy miệng. Nói thẳng ra thì bí thư Hùng thật sự nhìn chúng cậu, bí thư dù không nói rõ nhưng trong lòng anh ấy vẫn hy vọng cậu có thể ở lại. Tôi cảm thấy nếu cậu ở lại, như vậy có thể vì chọn bất kỳ đơn vị ban ngành nào trong thành phố Hồng Ngọc hai mắt mờ ảo của Hầu Thiên Đông chợt chấp động, lão nói tiếp. Nhưng anh nói với cậu một lời thật lòng, tôi cũng không hy vọng cậu đi ra, chỉ mong cậu tiếp nhận vị trí của tôi ở huyện Lô Bắc. Huyện Lô Bắc có được thành tích hôm nay cũng không phải dễ dàng, tôi thật sự không đành lòng khi thấy một cuộc diện tốt như vậy phải chết non trên đường phát triển. Chỉ khi cậu tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy, như vậy huyện Lô Bắc mới chính thức tiên lến, mới thay đổi thời đại, mới có thể phát triển vượt bậc mười chai bia cứ như vậy mà rót vào trong bụng hai người hầu thiên đông và vương tử quân lúc này hầu thiên đông đã thật sự cảm thấy chóng mặt vương tử quân tử lượng không cao cảm thấy hai chân phiêu du thế nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo ở lại hay ra đi hai vấn đề này liên tục xuất hiện trong đầu vương tử quân tuy trong lòng hắn đã có đáp án thế nhưng chút lo lắng được mất vẫn không thể lái đi đâu được sau khi quay lại phòng của mình vương tử quân mở cửa sổ hít không khí trong lành đầu óc của hắn càng vận chuyển liên tục tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng của Vương Tử Quân, hắn tiện tay cầm lấy điện thoại, ngay sau đó hắn nghe được một âm thanh không ngờ. Alo, chào cậu, có phải là bí thư tử quân không? Dù âm thanh này không cao nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe và biết được chủ nhân của nó là ai. Trịnh Đông Phương, chính là bí thư thị ủy Trịnh Đông Phương của thành phố An Dịch, bây giờ chính là người Xuân Phong đắc y nhất. Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy thành phố An Dịch, bây giờ thành phố An Dịch lại được thăng cấp Phó bộ, bản thân bí thư Trịnh cũng xem như nước lên thuyền lên, trở thành cán bộ cấp Phó bộ, đồng thời cũng là một thành viên thường ủy của tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân không ngờ vào tình huống này, đáng lý ra Trịnh Đông Phương sẽ đang bận rộn tối mắt, không ngờ đối phương còn gọi điện thoại cho mình. Trong lòng hắn nhanh chóng lóe lên ý nghĩ, hắn suy tư về ý đồ của Trịnh Đông Phương khi gọi điện thoại cho mình, đồng thời cũng mở miệng đáp lời. Chào bí thư Trịnh, tôi cũng đang định gọi điện thoại chúc mừng anh, không ngờ anh lại gọi điện thoại đến trước, thật sự là tâm hữu linh tê. Tiểu tử cậu đúng là. Trịnh Đông Phương nói rồi cười phá lên ha ha, rõ ràng tâm tình của Trịnh Đông Phương lúc này là rất tốt, mà sự việc tiến triển như vậy thì ai có thể mất vui cho được. Tuy từ cấp chính sảnh lên cấp phó bộ chỉ kém một bậc, thế nhưng bên trong ẩn giấu điều gì? Là khác biệt giống như trời và đất vậy, không biết có bao nhiêu cán bộ cấp chính sảnh phải dừng lại cả đời quyền lợi chính là một tòa tháp vàng, càng bò lên cao thì càng ít chỗ, cạnh tranh cũng càng thêm dữ dội, mà leo lên cao thì phong cảnh và không khí sẽ càng tươi đẹp hơn bên dưới rất nhiều. Cấp bậc hành chính của thành phố An Dịch tăng lên, Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy, chiến tích của lão sẽ được người ta ghi khắc, đồng thời lão trở thành cán bộ phó bộ, cũng sẽ tiến vào thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, xem như tương lai bừng sáng. Mà lúc này Trịnh Đông Phương lại tự mình gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân nghe nói chỗ các cậu lòng người bàng hoàng, cục diện chính trị không ổn. Thế nào, có phải sợ đến tỉnh Sơn Nam không? Sợ một bí thư thị ủy như tôi ép cậu sao? Giọng điệu của trịnh Đông Phương rất trong, nhưng mỗi câu đều nói thẳng vào vấn đề. Vương tử quân lúc này đã áp chế cảm giác hưng phấn xuống đáy lòng, thấy trịnh Đông Phương hỏi thẳng thừng như vậy thì hắn có hơi ngập ngừng rồi nói. Khó thể nào rời khỏi cố hương, điều này cũng là bình thường của đời người, bí thư trịnh thấy sao? ha 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 ha. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười cởi mở, trịnh Đông Phương tiếp tục cười lớn, chứng tỏ lão rất hài lòng với Vương Tử Quân. Là một người thông minh, tất nhiên lão biết Vương Tử Quân nói rằng khó thể rời khỏi cố hương, thực tế chính là nói những mối quan hệ mà mình kinh doanh nhiều năm ở huyện Lô Bắc. Tiểu tử cậu đúng là dối trá, thế nào, cậu chuẩn bị ở lại cố hương sao? Trịnh Đông Phương lúc này tuy nói bằng giọng điệu đùa giỡn, thế nhưng lại động chạm đến vấn đề đi hay ở của Vương Tử Quân. Nói thật, bí thư Trịnh, tôi thật sự có chút do dự. Vương Tử Quân cũng không che giấu mà trực tiếp nói ra tâm tư của mình. "À, bí thư Tử Quân, tôi cũng hiểu tình huống của cậu, nếu cậu ở lại tỉnh Chiết Giang, dựa theo nguyên tắc thì trong thời gian 2 năm sẽ không được đề cao cấp bậc hành chính, nhưng nếu cậu đến tỉnh Sơn Nam, như vậy cậu sẽ là trường hợp đặc biệt. Dù sao thì bí thư và chủ tịch huyện đều đã đi, thành phố An Dịch chúng tôi cần một vị cán bộ lãnh đạo có thể khống chế thế cục của huyện Lô Bắc." có thể thúc đẩy phát triển kinh tế và khống chế toàn diện, nhanh chóng đưa huyện Lô Bắc dung nhập vào trong đại gia đình là thành phố An Dịch. Mặc kệ cậu xuất phát từ suy nghĩ cá nhân hay suy nghĩ cho đại cục, tôi cảm thấy cậu ở lại thì hay hơn, không ai có thể đứng lên cầm lái huyện Lô Bắc phù hợp bằng cậu. Trịnh Đông Phương là người rất hiểu về nhân tính, lão cũng không cho Vương Tử Quân cơ hội lên tiếng, lão chính thức nói rõ ràng những lợi ích của Vương Tử Quân, chỉ điểm như vậy sẽ tạo không gian cho Vương Tử Quân đi phỏng đoán, phân tích Vương Tử Quân cũng không phải không nghĩ đến những lời của Trịnh Đông Phương, tuy đến tỉnh Sơn Nam thì cấp bậc của mình sẽ tăng lên, điều này là hoàn toàn có lợi, thế nhưng hoàn cảnh tỉnh khác vẫn rất xa lạ, con đường làm quan của mình sẽ không có chỗ dựa, mỗi khi bỏ lên một bước có thể nói là cực kỳ khốn khổ. Quan trường giống như một con sông lớn, bình thường có biểu hiện trời êm sóng lặng, thế nhưng không biết đến lúc nào sẽ xuất hiện một vòng xoáy chết người. Bí thư tử quân, cậu cũng không cần vội vã cho ra đáp án, chính cậu cần nghĩ sao cho thông suốt, khi nào quyết định thì gọi điện thoại cho tôi. Trịnh Đông Phương nói vài câu, sau đó lão cúp điện thoại, lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng đối với một bí thư của thành phố vừa tăng cấp, vẫn có rất nhiều vấn đề cần lão giải quyết. Cuộc điện thoại của Trịnh Đông Phương thật sự làm cho Vương Tử Quân càng thêm lo lắng, hắn đi tới đi lui trong phòng, sau khi đi lại vài lượt thì cảm thấy trong lòng rối như canh hẹ. Tâm tình của hắn trở nên cực kỳ phức tạp, hắn đơn giản nhấc chân đi ra khỏi phòng của mình chương 279, có tài khống chế. Tháng 6 ở huyện Lô Bắc là đầu hạ, không khí cũng đã khá nóng, vương tử quân đi dạo, lúc này mới biết được huyện thành trải qua một đêm là thế nào. Dân chúng ngủ khá muộn, lúc này có một đám người đang ngồi nói chuyện với khí thế ngất trời dưới ánh đèn đường vàng nhạt, vương tử quân lặng lẽ đi đến nhìn khắp chung quanh, có vài bộ bàn ghế đặt ven đường, đám đàn ông sắn tay áo hăng say vung tay đàm tiếu, thoải mái uống rượu, bầu không khí vui vẻ. Vì có tâm sự nên Vương Tử Quân đi trên con đường bừng bừng sức sống mà tâm tình không được bình tĩnh, hắn trầm tư, xem xét lợi hại, hắn thấy mình cần phải quyết định rõ ràng một trong hai chữ đi hay ở. Nhưng mọi sự đều khó thể lựa chọn, lúc này hắn không quan tâm đến vấn đề kia nữa, hắn chỉ thầm nghĩ hưởng thụ cảm giác thanh nhàn khó có được vào lúc này. Két. Một tiếng thắng gấp vang lên, một chiếc xe cảnh sát dừng lại cách đó không xa, vài tên nam nữ mặc đồng phục cảnh sát bước xuống xe. Vương tử quân thấy đám cảnh sát kia, hắn chuẩn bị tiếp tục đi trên con đường của mình, nhưng khi ánh mắt hắn rơi lên người cô gái đi đầu, trong lòng chợt bùng lên một ý nghĩ muốn chọc ghẹo đùa nghịch một chút. Lúc này Đỗ Tiểu Trình không biết đã cắt mái tóc đuôi ngựa thành tóc ngắn ngang tai từ khi nào, ngược lại thật sự có phong thái như anh thư xinh đẹp, đồng thời trên mặt còn có nụ cười tươi tắn, hầu như có 10 phần ý nghĩ nghịch ngợm. Dù bộ đồng phục cảnh sát trên người có hơi rộng, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tư thái lồi lõm của nàng đỗ tiểu trình vương tử quân đợi đến khi đỗ tiểu trình chuẩn bị ngồi xuống thì lớn tiếng hô lên một câu đỗ tiểu trình lúc này đang ngồi nói cười với đồng sự nàng chợt nhìn thoáng qua vương tử quân theo bản năng bộ dạng của nàng vốn điềm nhiên như không nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy vương tử quân thì lại tỏ ra kinh ngạc chú vương cô bé này sao lại gọi như vậy tôi và cô cũng không lớn hơn nhau bao nhiêu cô cũng đừng gọi tôi là chú vương gọi tôi anh vương là được Vương tử quân cũng không chờ Đỗ Tiểu Trình nói hết lời, hắn lớn tiếng cắt ngang lời nàng. Đỗ Tiểu Trình đã một tháng rồi không được gặp Vương tử quân, lúc này nghe thấy âm thanh của đối phương, trong lòng không hiểu vì sao lại bùng lên cảm giác mừng rỡ. Lúc này nghe thấy đối phương rõng rạc lên tiếng chiếm tiện nghi của mình, thế là miệng nhỏ không khỏi vảnh lên. Nếu là bạn của Tiểu Trình thì mời ngồi cùng luôn một tên cảnh sát hơn 30 tuổi ngồi không quá xa đỗ tiểu trình chợt mỉm cười nhìn thoáng qua vương tử quân rồi trầm giọng nói. Vì buổi tối đèn đường có hơi mờ, hơn nữa bây giờ vương tử quân ăn mặc khá tùy ý, vì vậy mà đám cảnh sát kia thật sự không ngờ, tên thanh niên điển trai trước mặt bọn họ chính là lãnh đạo trực tiếp của mình. Vương tử quân cũng không khách khí với tên cảnh sát kia, hắn kéo ghế ngồi xuống, lúc này hắn mới chú ý đến nhân số của đám cảnh sát, tính thêm cả đỗ tiểu trình thì là bốn nam hai nữ, mọi người đang dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương Tử Quân. Anh có mối quan hệ gì với Tiểu Trình? Vì sao Tiểu Trình lại gọi anh là chú Vương? Thừa dịp tên cảnh sát đen thủi vừa rồi mời Vương Tử Quân ngồi xuống gọi món ăn với chủ quầy, nữ cảnh sát ngồi cùng một chỗ với Đỗ Tiểu Trình chợt quay sang hỏi Vương Tử Quân. Cũng không có gì, hai nhà chúng tôi trước kia có chút quan hệ, tôi lại có chút vai với ngang bằng chủ tịch Đỗ, thế cho nên cô ấy gọi tôi là chú nhưng thực tế thì độ tuổi của chúng tôi không khác biệt gì nhau quá nhiều tôi cảm thấy cô ấy gọi tôi là anh vương thì hay hơn nhưng tiểu trình lại quá thật thà lần nào gặp mặt cũng gọi tôi là chú vương vương tử quân nhìn đỗ tiểu trình lúc này đang cúi đầu thế là không nhịn được phải mở miệng trêu đùa đỗ tiểu trình thật sự có chút phát điên người này thật sự có nhiều năng lực mỗi lần nhìn thấy nàng đều lấy vai vế ra làm cho nàng tức giận chị tôn chị đừng nghe anh ấy nói nói bậy Người này nói ra lời nào cũng đừng tin đó là sự thật. Đỗ Tiểu Trình rõ ràng xuất hết sức với lời tấn công của Bí thư Vương, thế nhưng lời của nàng rơi vào trong tai của chị Tôn lại có hương vị khác biệt. Tôi biết rồi, Tiểu Trình, tôi biết rồi." Chị Tôn lên tiếng phụ họa với Đỗ Tiểu Trình một câu, sau đó nàng thay đổi chủ đề dùng giọng không khách khí nói. "Tiểu tử, tôi thấy cậu tám phần có ý với Tiểu Trình, nếu như chị Tôn nói không sai, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu." Muốn lấy đi bông hoa đẹp nhất của cục công an chúng tôi, ít nhất cũng phải một mình đấu với nửa đội cảnh sát hình sự. Nửa đội cảnh sát vẫn còn chưa đủ, ít nhất còn phải cộng vào thêm hai đồn công an nữa. Tên cảnh sát đen thủi dù có hơi ngốc nhưng lên tiếng cũng không chậm, hắn vừa nói dứt lời thì ba vị cảnh sát nam bên kia cũng nở nụ cười. Đỗ Tiểu Trình bị các đồng nghiệp chọc ghẹo nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân, mà khóe miệng Vương Tử Quân lại nở nụ cười thản nhiên, điều này làm cho trong lòng nàng rối loạn nàng đột nhiên nhớ đến thân phận của vương tử quân đối với người khác thì đấu với nửa đội cảnh sát hình sự và hai đồn công an sẽ là rất khó thế nhưng đối với vương tử quân thì căn bản không phải dễ như bàn tay sao nếu quả thật mọi việc đúng như lời của đồng nghiệp thế thì mình không phải dễ dàng rơi vào bàn tay hắn thế là gương mặt của nàng càng thêm đỏ hồng thức ăn được đưa lên rất nhanh ông chủ quán thấy nhóm đỗ tiểu trình mặc đồng phục cảnh sát nên cũng cho ra sự quan tâm đặc thù chỉ một lát sau đã có bốn năm món được đưa lên một thùng bia ướp lạnh, được một vị cảnh sát như con khỉ ốm ở phía bên kia khui ra sáu chai, một chai đặt trước mặt vương tử quân. Cậu vương, nếu là bạn của tiểu trình, như vậy cũng là bạn của chúng tôi, anh em ta cùng nhau nâng ly. Tên cảnh sát đen nhẻm vừa lên tiếng vừa nâng ly bia lên. Trong lúc nói chuyện thì vương tử quân biết viên cảnh sát kia họ trịnh, là phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự của huyện Lô Bắc, hắn đối mặt với lời mời nhiệt tình của phó đại đội trưởng trịnh, đành phải nâng ly lên cùng ly với bọn họ. Đỗ Tiểu Trình nhìn bộ dạng không xem mình là người ngoài của Vương Tử Quân, trong lòng căm hận đến mức ngứa răng. Nhưng nàng cũng biết rõ một vấn đề, nếu như mình phô bày thân phận của Vương Tử Quân, như vậy bữa cơm cùng đồng sự hôm nay sẽ chẳng còn chút hào hứng nào. "Đội trưởng Trịnh, anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã báo cáo với cục thời gian dài như vậy, sao bây giờ còn chưa có hồi âm?" tên cảnh sát như con khỉ ốm vừa gắp một miếng thịt gà vừa dùng giọng rất đoán hận nói. Đại đội trưởng Trịnh gắp món ăn và cười khổ một tiếng nói. Chuyện gì xảy ra, còn có chuyện gì xảy ra, trước mắt huyện Lô Bắc chúng ta cải biến về khu vực hành chính, các vị lãnh đạo đều lo chuyện của mình, còn ai phản ứng đến chúng ta nữa. chương 280, 12, đun nước sôi thì vịt bay mất. Mùa hè khá nóng, lúc này khu vườn nhỏ của vương lão gia tử đã đầy màu xanh, những dây thường xuân và giàn nho càng có sức sống mạnh mẽ, đã bỏ ra đến tận ngoài tường. Khi Vương Quang Vinh chạy đến căn biệt thự thì thấy Vương Lão Gia Tử đang cuốc đất, dù lúc này ánh mặt trời đã bị giàn nho chặn lại, thế nhưng trời nóng mà làm việc tay chân cũng làm cho Vương Lão Gia Tử đổ mồ hôi đầm đìa. Bố, trời nóng thế này cũng nên nghỉ ngơi một chút, không phải buổi sáng rèn luyện một chút thì đã được rồi sao? Vương Quang Vinh vừa bưng trà nước xuống bầy đặt ra trên bàn đá ở bên cạnh, lão vừa dùng giọng kháng nghị nói. Vương lão gia tử tiếp nhận ly trà của vương quang vinh rồi uống vào vài ngục, sau đó mới hạ cây cuốc trong tay xuống. Giàn nho này cần bón phân, nếu để muộn vài ngày thì sẽ ảnh hưởng đến sức sống. Vương quang vinh cũng không đến thảo luận với bố mình xem cây nho cần chăm sóc như thế nào, lão biết rõ vương lão gia tử tuy lớn tuổi nhưng bản sắc khó sửa, tính tình vẫn như trước, chính mình dù nói ba hoa chích chòe thế nào thì ông cụ vẫn làm theo ý mình mà thôi sao con có thời gian rảnh đến đây? Vừa mới tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, đáng lý ra phải bận rộn mới đúng chứ? Vương lão gia tử ngồi xuống ghế trúc rồi chậm rãi hỏi. Vương Quang Vinh làm quản gia của văn phòng tỉnh ủy, tất nhiên cũng không phải dùng hai chữ bận rộn đơn giản để miêu tập, nhưng lúc này lão cần phải đến đây một lần. Bố, hôm nay bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân của thành phố Hồng Ngọc gọi điện thoại đến nói, tử quân quyết định ở lại huyện Lô Bắc vương quang vinh chỉ trần thuật lại một sự thật thế nhưng lông mày nhíu lại điều này nói rõ ý nghĩ của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy chiết giang đó là không hy vọng con trai của mình rời khỏi tỉnh chiết giang vương lão gia tử vẫn thản nhiên nằm trên ghế trúc giống như không nghe thấy những lời của vương quang vinh nhưng vương quang vinh hiểu rõ tính khí của vương lão lại biết rất rõ lúc này bố mình đang suy tư điều gì nửa ngày sau vương lão gia tử mới mở mắt ra nói cũng tốt Vương Quang Vinh dù thế nha phô cũng không ngờ mình đến đây cầu cứu bố, thế nhưng lại nhận được đáp áp cũng tốt như vậy. Những lo nghĩ trong lòng lão thật sự không thể nào lái đi đâu được, lão cũng bất chấp nhiều như vậy, lão tranh thủ trầm giọng nói. "Bố, Tử Quân còn trẻ, nếu đi đến tỉnh Sơn Nam, con cảm thấy nó không có lợi ích gì, dù sao thì nơi đó." Thanh niên thì cần trải qua mưa gió mới coi như là từng trải, bị vùi dập nhiều cũng tốt chẳng lẽ con không thấy vương tử quân phát triển quá thuận lợi ở chiết giang sao? Vương lão gia tử hết chân lên khẽ nói. Một người phát triển quá thuận lợi trên con đường quan trường cũng không phải là chuyện gì tốt, con cần nhớ rõ một câu tức nước vỡ bờ, vui quá hóa buồn, sự vật phát triển đến một mức cực điểm sẽ có xu thế chuyển hóa theo hướng ngược lại. Nếu sớm muộn gì đã đã bị ngăn trở, vậy không bằng ngăn trở sớm hơn một chút, như vậy mới có thể làm cho hắn nhanh chóng thành công. Với lực lượng của vương gia chúng ta, Muốn giúp đỡ Tử Quân đi lên cấp phòng cũng không phải chuyện khó, nhưng nếu trên đó nữa thì sao? Quang Vinh, trong nhà tuy có thể cung cấp cho Tử Quân một sân khấu tốt, nhưng thành công của một người thì cũng cần phải xem vào vận mệnh của mình. Phải có năng lực cá nhân, phải mượn thêm cả ngoại lực, chỉ như vậy mới có thể lên cao tiến xa, Tử Quân xuống tuyến dưới rèn luyện là ý của bố, nó là cháu của bố, bố không đau lòng sao? Vương lão gia tử nói rồi đưa mắt nhìn Vương Quang Vinh lúc này vẫn còn chưa nhất trí. Bây giờ con dù là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, nhưng nói ra thì cơ hội cho con xuống làm chủ một phương là rất nhỏ, con biết khuyết điểm của mình là ở chỗ nào không? Thư ký trưởng Vương tất nhiên biết rõ khuyết điểm lớn nhất của mình là gì, tuy lão có địa vị cao, nhưng lại là một cán bộ chuyển hình từ công tác giáo dục, nếu muốn chủ trì công tác của một tỉnh thì thật sự rất khó. Vì lão không có lý lịch tham chính, cũng không có kinh nghiệm được tôi luyện qua hai cấp xã huyện. Chuyện của Tử Quân thì con không cần quan tâm. Dù có té ngã vài lượt ở tỉnh Sơn Nam cũng không phải là chuyện xấu, dù sao thì Từ Quân còn trẻ, hơn nữa nếu nó ở lại tỉnh Chiết Giang thì chỉ là một cán bộ cấp phó, đến tỉnh Sơn Nam vào đúng thời điểm đặc thù lúc này sẽ không thể không là một nhân vật chủ chính một phương. Vương lão gia tử chợt đứng lên khỏi ghế, lão nhìn gương mặt đã hiểu ra vấn đề của Vương Quang Vinh, sau đó cười hì hì nói: Lý lịch có đôi khi là rất quan trọng. Khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy lại khôi phục bình tĩnh. Thư ký trưởng Vương cũng bắt đầu quay lại với công tác của mình, nhưng sự kiện Vương Tử Quân ở lại huyện Lô Bắc lại được rất nhiều người chú ý. Lâm Trạch Viễn chỉ hỏi Vương Quang Vinh một câu, sau đó cũng không tiếp tục nói gì thêm. Nhưng Lâm Dĩnh Nhi lại gò ép hỏi cha mình, sau đó chỉ nghe Lâm Trạch Viễn nói một câu. Ở lại huyện Lô Bắc là rất tốt. Trật tự ở huyện Lô Bắc đã nhanh chóng khôi phục lại chỉ sau một đêm lúc này thành phố Hồng Ngọc sắp mất đi quyền quản lý với huyện Lô Bắc đã chính thức bổ nhiệm Vương Tử Quân làm người chủ trì công tác của huyện Lô Bắc. Dù không xác định Vương Tử Quân là bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc, thế nhưng đã giao tất cả quyền lực ở huyện Lô Bắc cho phó bí thư Vương Tử Quân. Tin đồn bí thư Vương sắp trở thành bí thư huyện ủy Lô Bắc đã ngày càng kịch liệt, những người đến báo cáo công tác với bí thư Vương thật sự còn nhiều hơn cả đèn kéo quân. Lúc này đám cán bộ huyện Lô Bắc đều mẫn cảm ý thức được một vấn đề, đó là đợi đến khi huyện Lô Bắc sát nhập vào thành phố An Dịch, như vậy huyện Lô Bắc sẽ nghênh đón thời đại của một vị bí thư mới. Thời gian trôi đi như nước lũ cuồn cuộn, khi cầu đường An Lô được khởi công hơn nửa năm và sắp hoàn thành thì thành phố An Dịch chính thức tiến lên cấp phó bộ, mà huyện Lô Bắc càng được ghi rõ sẽ sát nhập vào thành phố An Dịch. Khi văn kiện được đưa xuống, tất cả quan viên của toàn huyện Lô Bắc kể cả Vương Tử Quân đã hoàn thành giai đoạn quá độ, từ hôm nay trở đi quan hệ tổ chức của bọn họ sẽ chuyển từ tỉnh Chiết Giang sang tỉnh Sơn Nam. Khi con đường An Lô được thông xe thì động mạch thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc đã bắt đầu phát huy tác dụng, từng chiếc xe tải và xe khách qua lại thật sự làm cho cả huyện Lô Bắc bừng bừng sức sống. Trong nhóm thường ủy huyện Lô Bắc, ngoài hai vị lãnh đạo bí thư Hầu Thiên Đông và Chủ tịch Lưu Thành Quân đã rời đi, tất cả các cá nhân khác đều không thay đổi. Trong thời gian Vương Tử Quân chủ trì công tác huyện Lô Bắc, rất nhiều người biết ý cúi đầu xuống thấp, đặc biệt là hai người có lập trường khác biệt với Vương Tử Quân là Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương, lúc này càng an phận và để mặc cho người ta quyết định giống như biến thành tượng gỗ. Đối với những vấn đề về nhân sự, trên cơ bản không ai dám phản nghịch lại ý kiến của Vương Tử Quân, không có bất kỳ ý kiến nào trái chiều. Nhưng đến thời điểm cuối hè đầu thu, Trần Lộ Giao lớn tiếng đưa ra một ý kiến trái chiều với Vương Tử Quân, dù vấn đề vẫn được thông qua, thế nhưng cũng có không ít người cảm thấy hướng gió đang sắp thay đổi. Vương tử quân ngồi trong phòng làm việc của mình rồi lẳng lặng hút thuốc, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, hắn tất nhiên biết rõ vì sao Trần Lộ Giao lại có chuyển biến lớn như vậy. Cốc, 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 tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên, Tôn Hạ Châu nhanh chóng tiến vào, phía sau lưng của Tôn Hạ Châu chính là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông. Bí thư, nghe nói ngài lại thăng chức, Tiếu tử đông dù nói lời báo hỷ thế nhưng trên mặt không có nụ cười xứng đáng. Vương tử quân chợt cười lớn, hắn ném cho tiếu tử đông một điếu thuốc rồi nói. Tin tức của anh là rất đúng, đã được thông qua, tôi sẽ là chủ tịch huyện Lô Bắc. Từ phó bí thư lên chủ tịch huyện, đây tuyệt đối là thăng chức, nhưng đối với một người có quan hệ cực kỳ thân mật với vương tử quân như tiếu tử đông, đây rõ ràng không phải là mục tiêu mà vương tử quân mong muốn. Vương tử quân đã chủ trì công tác của huyện Lô Bắc, tiến lên cũng chỉ có thể là vị trí bí thư huyện ủy mới đúng. Không ngờ đến thời điểm cuối cùng thì sự việc lại phát triển theo chiều hướng như vậy, biến đổi quá đột ngột, Vương Tử Quân chỉ được bổ nhiệm làm chủ tịch huyện Lô Bắc, điều này làm cho cục diện chính trị ở huyện Lô Bắc vốn bình tĩnh lại bùng lên những con sóng thật mạnh. Chủ tịch huyện và bí thư tuy cũng đều là lãnh đạo cung cấp, thế nhưng nói trắng ra thì bí thư huyện ủy mới thật sự là người khống chế tất cả sự việc trong huyện, chủ tịch huyện nếu so với bí thư huyện ủy thì tất nhiên sẽ tự nhiên sinh ra yếu thế cảm giác yếu thế này rất khó thay đổi. Thành phố An Dịch đang làm gì? Bọn họ nếu không tin được đám cán bộ đến từ tỉnh Chiết Giang như chúng ta, như vậy thì đuổi thẳng về, cần gì phải làm như vậy? Tiếu tử đông khẽ đóng cửa lại, hắn dùng giọng tức giận nói. Vương tử quân đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng nói. Tử đông, anh cũng đừng nói như vậy, tổ chức bổ nhiệm thế nào thì cũng có suy xét và quyết định, mình không thể nào đứng lên chọn ba lấy bốn được các đồng chí giống như những viên gạch, cần đâu thì đặt vào đấy. Hơn nữa tôi tiến lên vị trí chủ tịch huyện cũng xem như là đề bạt đặc biệt, anh nói xem có đúng không. Vương tử quân khẽ hít vào một hơi thuốc lá, giọng điệu khá thản nhiên. Tiếu tử đông nhìn hình bóng trẻ tuổi của vương tử quân, trong lòng khẽ động. Hắn luôn tỏ ra bất bình vì phó bí thư vương tử quân không được đề bạt lên làm bí thư huyện ủy, nhưng hắn thật sự đã quên không chú ý đến độ tuổi của vị lãnh đạo này từ cấp phó huyện chỉ mất một năm đã tiến lên cấp chính huyện điều này dù là ở tỉnh chiết giang hay sơn nam cũng đều là trường hợp đặc biệt nhưng điều này cũng không thể trách được tiếu tử đông ai bảo vị lãnh đạo này quá trưởng thành quá trói mắt thế cho nên ai đối mặt cũng quên đi mất độ tuổi của vương tử quân bí thư vương tôi cảm thấy anh tiến lên làm bí thư huyện ủy thì thích hợp hơn tiếu tử đông dùng giọng không cam lòng nói với vương tử quân vương tử quân cười cười nói tôi cũng hiểu được như vậy Tử Đông, nói một câu thật lòng, anh có hứng thú làm trợ thủ cho tôi không? Làm trợ thủ, chỉ sau nháy mắt thì Tiếu Tử Đông đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, đó chính là để mình tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ. Đối với một vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thì tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ đã là đề bạt lên cấp, hơn nữa nếu cùng công tác với Vương Tử Quân, Tiếu Tử Đông sẽ không bao giờ từ chối. Tôi bất cứ lúc nào cũng nghe theo sự điều khiển của Bí Thư Vương, nhưng còn có chủ tịch Đỗ, anh thấy thế nào? Tiếu tử đông dù khó giấu được niềm vui, thế nhưng hắn vẫn có chút cố kỵ. Khi Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân rời khỏi huyện Lô Bắc, Đỗ Tử Cường dần đứng về phía Vương Tử Quân, cũng trở thành một thành viên quan trọng của thuộc phái Vương Tử Quân. Những tháng qua ý kiến của Vương Tử Quân được chứng thực rõ ràng, tất cả cũng nhờ vào sự phối hợp tuyệt đối của Đỗ Tử Cường. Bây giờ nếu đưa Tiếu tử Đông lên làm phó chủ tịch thường vụ, như vậy không phải sẽ chuyển vị trí của Đỗ Tử Cường sao? Tiếu tử đông tất nhiên cũng rất quan tâm đến cảm nhận của đỗ tự cường. Vương tử quân nở nụ cười tán dương nhìn tiếu tử đông, hắn khẽ nói. Đồng chí tự cường sẽ tiến lên tiếp nhận vị trí của tôi, sẽ là phó bí thư chủ khảo khối tư pháp. Vậy thì được, tôi chủ yếu là sợ làm cho anh khó xử mà thôi, bí thư vương. Tiếu tử đông cười ha hả nói tiếp. Chủ tịch đỗ chuyển vị trí, như vậy sẽ trở thành lãnh đạo trực tiếp của con gái, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui. Vương tử quân cười cười, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, cũng không nói thêm điều gì. Tiếu tử đông khẽ gạt tàn rồi nói tiếp. Bí thư vương, tôi mạo muội hỏi một câu, ai là người tiếp nhận vị trí của tôi? Đây không phải là vấn đề mà chúng ta có thể suy xét. Vương tử quân phất phất tay nói. Vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy sẽ do bí thư huyện ủy tự quyết định. Tiếu tử đông không nói thêm điều gì, lúc này hắn cũng cảm thấy không hiểu bí thư vương đang làm gì, nếu như muốn làm cho vị bí thư huyện ủy sắp đến nhận chức mất đi chút quyền như vậy tranh thủ vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy sẽ rất quan trọng nhưng bây giờ vương tử quân lại bày tỏ rõ thái độ là không hứng thú gì với vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cuối cùng là vì sao bí thư vương đã có nhân tuyển cho vị trí bí thư huyện ủy chưa dù biết lúc này không nên hỏi vấn đề này thế nhưng tiếu tử đông vẫn không nhịn được phải hỏi một câu Lúc này tâm tư của Vương Tử Quân đã sớm bay đến thời điểm 2 ngày trước, tối hôm đó Trịnh Đông Phương lại gọi điện thoại đến. Trong lúc gọi điện, Trịnh Đông Phương nói cho hắn biết, văn kiện bổ nhiệm hắn làm thay mặt chủ tịch huyện Lô Bắc sẽ nhanh chóng được đưa xuống. Tuy Trịnh Đông Phương nói rất bình tĩnh, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe thấy trong lời nói của đối phương có chút tức giận. Trịnh Đông Phương là một vị bí thư thành phố cấp phó bộ, là một người quyền cao chức trọng, tất nhiên sẽ có lực ảnh hưởng không nhỏ ở tỉnh Sơn Nam không ngờ lúc bổ nhiệm nhân sự thì chính lão cũng khốn đốn, đối phương cướp đi vị trí bí thư huyện ủy mà lão đã đồng ý cho vương tử quân, như vậy không tức giận được sao? Vương tử quân không hỏi, hắn biết rõ trịnh Đông Phương sẽ nói, quả nhiên một lát sau bí thư trịnh nói, nhưng có một vấn đề làm cho vương tử quân khó tin, trịnh Đông Phương nói ra một cái tên rất quen thuộc với mình. Dương Quân Tài là một vị trưởng phòng trên bộ và ủy ban trung ương, lần này xuống tuyến dưới với mục đích là mạ vàng lý lịch. Trịnh Đông Phương cũng không giới thiệu nhiều về Dương Quân Tài, nhưng lúc cuối cùng lại dùng giọng cực kỳ ẩn dấu yêu cầu Vương Tử Quân nhất định phải xử lý tốt mối quan hệ với Dương Quân Tài. Vương Tử Quân không ngờ chính mình sẽ có cơ hội cộng sự với nhân vật đời thứ ba của một Dương Gia trước nay luôn nắm quân quyền, với thực lực của Dương Gia, hèn gì có thể nhổ răng cọp của thành phố An Dịch, chiếm được vị trí tốt của mình. Hai bên có thể sống trong hòa bình, xem như láng giềng hữu nghị, nhưng nếu đối phương quá kiêu ngạo oi, khinh người quá đáng, Vương Tử Quân cũng không phải là một quả hồng cho người ta thích nắn bóp sao cũng được. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn, thế là trong lòng không khỏi bùng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Vương Tử Quân khẽ đặt điện thoại xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn thật sự không ngờ Mạc Tiểu Bắc lại đến tìm mình. Nói về Mạc Tiểu Bắc thì những ngày qua thật sự có chút suốt quỷ nhập thần, vài tháng không lộ diện, bây giờ chợt gọi điện thoại đến, lại nói chủ yếu về những phương diện liên quan đến máy tính. Nào có người yêu nào như vậy, Vương tử Quân thậm chí cảm thấy giống như sau khi đính hôn thì trình tự của mình lại càng thất bại thì phải. Chương 283, đun nước sôi thì vịt bay mất. Vương tử Quân nghĩ đến Mạc Tiểu Bắc mà chậm rãi đi ra ngoài phòng làm việc của mình, hắn từ hành lang nhìn xuống, thấy một chiếc xe jeep màu xanh đang đứng bên cạnh một bồn hoa bên dưới sân văn phòng huyện ủy. Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ quân phục màu xanh, đang đứng bên cạnh chiếc xe jeep với tư thế rất tiêu chuẩn. Gương mặt hơi nghỉnh lên, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. "Đi lên đây." Vương tử Quân nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc vẫn không nhúc nhích, thế là chợt hô lớn, âm thanh của hắn không những làm kinh động đến Mạc Tiểu Bắc, còn làm cho không ít người đi trên hành lang cảm thấy giật mình. "Chủ tịch huyện hôm nay làm sao vậy? Vì sao lại có biểu hiện như thế?" Đám nhân viên công tác không hiểu đầu đuôi thế nào, vì vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng bỏ đi, nhưng ánh mắt đều không tự chủ được phải quét qua Mạc Tiểu Bắc đang đứng thẳng như trụ sắt không biết phi quan quân xinh đẹp kia là thần tiên phương nào lúc này mạc tiểu bắc đang đứng căn bản không ngờ vương tử quân lại có gan lớn tiếng như thế với mình nàng gật đầu sau đó lại lắc đầu nàng nói với vương tử quân anh xuống đây tôi có chuyện muốn nói với anh vương tử quân nhận được một câu trả lời như vậy hắn chỉ có thể lắc đầu sau đó đi xuống dưới lầu đã lâu không gặp nhà đầu những ngày qua đi đâu vậy còn tưởng rằng cô đã mất tích rồi Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm trang của Mạc Tiểu Bắc, trong lòng không khỏi bùng lên ý nghĩ trêu chọc. Tôi đến thủ đô, rất bận rộn, thế nào, anh hy vọng tôi mất tích sao? Mạc Tiểu Bắc vẫn trả lời rất ngắn gọn, nhưng cặp mắt sáng ngời như điện lại có chút gì đó dịu dàng khó ngờ. Xem cô nói gì kìa, tôi đúng là oan như thị màu. Thế này đi, tôi vừa vặn đang rảnh, lúc này cũng đến giờ cơm, tôi đưa cô đi dùng cơm. Vương Tử Quân khẽ vung tay lên, chuẩn bị leo lên chiếc xe jeep của mạc tiểu bắc đừng lên xe chút nữa tôi còn phải quay về mạc tiểu bắc phất phất tay rồi khẽ nói với vương tử quân cô đến tìm tôi có việc gì vương tử quân thật không ngờ vị hôn thê của mình lại không nể mặt như thế nhưng cô nàng dù sao cũng là vợ tương lai của mình cũng nên kết nối tình cảm một chút tên dương quân tài kia không tốt đẹp gì anh cần phải chú ý mạc tiểu bắc nói rồi mở cửa xe nàng nhảy lên xe hạ cửa kính xuống, nhìn sâu vào mắt Vương Tử Quân, lại nói. Tôi đi đây. Mạc Tiểu Bắc khoát tay với Vương Tử Quân, chiếc xe jeep màu xanh phóng ra khỏi khu văn phòng hưu như một tia chớp. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc chạy đi như gió cuốn mà lắc đầu, lại thở dài một hơi, nhà đầu này cũng hơi quá, nàng vội vàng chạy từ thủ đô đến huyện Lô Bắc, chẳng lẽ chỉ ví nói cho mình những lời này. Đúng là, gọi điện thoại không được sao, thế nào lại tự mình chạy đến, hoặc là, cô ấy nhớ đến mình trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ vương tử quân thẩm oán trách mình nhưng cũng thầm nở nụ cười vui vẻ đây là tính cách của mạc tiểu bắc nàng luôn thích dùng cách của mình không thích lãng mạn cũng không thích đi đường vòng nàng thích trực tiếp chiếc xe jeep màu xanh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của vương tử quân tuy lúc này trước mắt hắn không còn thứ gì tế nhưng ánh mắt nhìn về phương xa của hắn càng thêm sáng rực chùa kịch vương trưởng phòng tổ chức thị ủy đã cho ra thông báo Nói rằng ngày mai bí thư sẽ đến nhận chức. Tôn Hạ Châu bước đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Chút tình cảm trong lòng Vương Tử Quân chợt tiêu tán trong nháy mắt, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng dùng giọng nhàn nhạt phân phó. Cậu thông báo cho tất cả lãnh đạo đơn vị ban ngành và xã thị trấn trong huyện, 8 giờ ngày mai tập họp ở phòng họp lớn của huyện ủy, chờ bí thư đến. Tôn Hạ Châu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, trong lòng thở dài một hơi vừa rồi hắn nhận được thông báo thì trong lòng có chút lo lắng, hắn chỉ ngại chủ tịch vương hành động theo cảm tính, sẽ làm ra chút vấn đề. Bây giờ thấy phản ứng và biểu hiện của chủ tịch vương thật sự rất tự nhiên, thế là hắn chợt ý thức được ý nghĩ của mình quá hẹp, khí độ của chủ tịch vương thật sự không phải là thứ mà mình có thể so sánh được. Huyện Lô Bắc thật sự bùng lên những động tĩnh không nhỏ đối với tin tức về vị bí thư huyện ủy sắp đến nhận chức, có người xoa tay chờ được bí thư yêu ái, có người lại tính toán thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người chỉ hiếu kỳ muốn xem vị bí thư kia rốt cuộc là ai. "Bố, bố xem kìa, sao lại không nghe con nói như vậy, bố uống nhiều quá rồi." Sau khi từ cục công an về nhà, Đỗ Tiểu Trình thấy Đỗ Tự Cường nằm trên ghế salon, thế là mở miệng với bộ dạng chỉ hận không rèn sắt thành thép. Đỗ Tự Cường có thể nói là cái gì cũng không sợ nhưng lại sợ đứa con bảo bối của mình, lão ngẩng đầu lên dùng giọng có chút sợ hãi nói. "Tiểu Trình, hôm nay bố có hơi vui, uống nhiều một chút." hì hì, uống nhiều một chút. Uống nhiều một chút mà mùi rượu như vậy sao? Uống thì uống, còn nói dối làm gì? Đỗ Tiểu Trình vừa nói lấy một trái táo từ dĩa trái cây ở bên cạnh ra, nàng đưa vào trong tay của Đỗ Tự Cường rồi nói. Bố này, lần sau nếu còn uống nhiều như vậy, sẽ cho đứng ở ngoài luôn, không cho vào nhà nữa. Đỗ Tiểu Trình vừa lên tiếng hờn dỗi vừa quay sang nhìn người mẹ vẫn còn rất quyến rũ của mình. Mẹ, sao ngài không quan tâm gì hết vậy, đồng chí đỗ nếu tiếp tục uống nhiều như vậy, sợ rằng sức khỏe sẽ giảm sút trầm trọng mất. được rồi, con gái, bố làm kiểm điểm với con vậy. lần này cũng vì cục trưởng trương tân dương quá nhiệt tình, con gái bảo bối của bố là thủ hạ của người ta, bố đây không phải không nể mặt, thế là uống thêm hai ly. lần sau sẽ không như thế này, sẽ không như thế này nữa. đỗ từ cường dùng ánh mắt tràn đầy nụ cười và yêu thương nhìn con gái, sau đó lên tiếng, hư còn muốn dùng cả cục trưởng trương để dọa con. Không, bố rõ ràng là đang khoe khoang, lúc này bố đã là phó bí thư chủ khảo khối tư pháp của huyện Lô Bắc, đang muốn nói con gái sau này nên chú ý hơn, có phải không? Đỗ Tiểu Trình lên tiếng hỏi, sau đó lại tiến lên nhéo lỗ tai của Đỗ Tự Cường. Không dám, không dám, bố nào dám tính toán thiệt hơn với con gái bảo bố chứ? Đỗ Tự Cường liên tục khoát tay, sau đó cười lớn giải thích với con gái. Bố không nói thì con cũng biết, nhưng này, bố ở bên ngoài cứ làm phó bí thư, nhưng ở trong nhà chúng ta, mẹ nói Đỗ Tiểu Trình con chính là bí thư, tất cả lấy Đỗ Tiểu Trình làm trung tâm, tất cả đều phải nghe theo chỉ huy của Tiểu Trình. Đỗ Tiểu Trình vừa chiêu chọc bố mình vừa cười gặp cả người, vất vả lắm nàng mới ngừng cười, sau đó vung hai bàn tay thon dài dùng giọng nghiêm trang nói. "Đúng rồi, bố à, con nghe nói vị bí thư huyện ủy sắp được điều về huyện Lô Bắc có địa vị rất lớn." nghe nói là người từ thủ đô xuống. Vẻ mặt Đỗ Tử Cường chợt biến đổi, bộ dạng cười hi hi ha ha vừa rồi đã biến thành ngưng trọng. "Con nghe ai nói vậy?" "Hừ, người địa cầu ai mà chẳng biết, bố còn muốn gạt con. Còn có người nói vị bí thư này thật sự có hậu trường cực kỳ cứng nhắc ở thủ đô, nếu không thì sẽ chẳng thể nào ép cho bí thư Vương đun sôi nước thì vịt bay mất." Nghe người ta nói lần này bí thư kia đến nhận chức ở huyện Lô Bắc, những ngày tiếp theo sẽ không tốt đẹp gì với bí thư Vương. Đỗ Tiểu Trình cũng không quan tâm đến lời trách mắng của bố, nàng vẫn dùng giọng không che đậy miệng nói. "Chương 281 1 đừng cầm tính cách của anh để khiêu chiến với tính tình của tôi." Đỗ Tiểu Trình biểu hiện có vẻ không quan tâm, thế nhưng trong lòng nàng cũng mơ hồ có chút đau lòng. Lẽ ra nàng nên chán ghét tên khốn lúc nào cũng chăm chăm gọi nàng là cháu gái mới đúng, nhưng vừa nghe thấy tin tức vị trí bí thư huyện ủy của Vương Tử Quân bị người ta cướp đi, trong lòng nàng cũng không nhịn được phải cảm thấy khổ sở, hơn nữa hôm nay nàng còn phá vỡ giao ước với Đỗ Tự Cường, dám nói đến chuyện công trong nhà. Chẳng lẽ mình thật sự muốn hắn luôn phát triển tốt đẹp sao? Tối hôm đó mình chủ động đến nhà vương tử quân ngồi một chút, không ngờ hắn lại là một kẻ không hiểu phong tình, mở miệng từ chối lời yêu cầu của mình. Buổi tối về nhà, mãi đến nửa đêm thì tâm tình của nàng vẫn không yên, nghĩ lại tình huống đối phương từ chối mình không chút khách khí, nàng chợt sinh ra cảm giác xót xa cho chính mình. Trong đơn vị, nàng là một cành hoa mà ai ai cũng phải nhìn vào chằm chằm, nhưng trong mắt của hắn thì nàng giống như không bằng một cây cỏ. Tiểu Trình, bố nói cho con biết, con cũng không nên nghe vào tai những tin đồn như vậy, cũng đừng nên nghe sao tin vậy, đó là chuyện của lãnh đạo, con sao có thể nói huyên thuyên như thế. Bố thấy chỉ nhìn vào điểm này thì rõ ràng là cục trưởng Liên Giang Hà không phù hợp với chức vụ chút nào. Vẻ mặt đỗ tự cường chợt trầm xuống, thế là nhanh chóng khôi phục lại phong thái của một phó bí thư huyện ủy. Đỗ Tiểu Trình không ngờ bố mình lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, dù gần đây nàng ở trong nhà là không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lúc này thấy bộ dạng bố mình như thế thì cũng ngậm miệng lại không nói được gì, nàng vươn tay cầm lấy hột táo ném vào thùng rác, sau đó thẻ lưỡi quay về phòng mình. Đỗ Tử Cường nhìn bộ dạng tức giận của con gái, trong lòng muốn cười nhưng thật sự là không cười nổi, những lời nói của con gái không phải là những gì mình đang lo lắng sao. Nếu như chủ tịch Vương không sống tốt, như vậy cuộc sống của lão ở huyện Lô Bắc cũng không đẹp đẽ gì hơn. Trong quan trường thì lực lượng bang phái hùng mạnh, uy lực vô cùng, thế nhưng có một vấn đề cũng quan trọng không kém chính là cùng chung vinh nhục, cùng nhau phát triển, có vấn đề sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Nghinh đón lãnh đạo đến nhận chức chính là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong quan trường, đối với đám cán bộ trong huyện thì nghinh đón bí thư xuống nhận chức lại càng là công tác được chú trọng cao độ nhất tuy văn phòng huyện ủy thông báo 8 giờ tập trung ở phòng họp lớn của huyện ủy, thế nhưng có rất nhiều lãnh đạo đơn vị ban ngành đến rất sớm. Tuy bọn họ đại đa số đều biết bí thư huyện ủy sẽ không đến nhận chức sớm như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn tình nguyện đến sớm, như vậy sẽ càng dễ dàng thám thính được thêm vài tin tức về vị bí thư huyện ủy mới. Nhưng khi bọn họ bàn luận về vị bí thư huyện ủy mới, bọn họ cũng càng lén lút bàn luận về chủ tịch huyện Vương Tử Quân, vị chủ tịch này đã có vài tháng nắm quyền ở huyện Lô Bắc, bây giờ sẽ đơn giản buông quyền lực trong tay ra sao. Hơn nữa bí thư vương cũng không phải là loại người dễ chơi, đặc biệt là bí thư vương rất giỏi ẩn giấu, là người có thể rộng lượng tha thứ, hai vị lãnh đạo kia sẽ sinh ra bao nhiêu ma sát đây. 8 giờ sáng, vương tử quân đi đến phòng họp lớn của huyện ủy, Trần Lộ Giao và các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành đã chờ sẵn trong phòng, âm thanh trò chuyện rất ồn ào, vang vọng mãi không dứt trong phòng họp. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì tất cả âm thanh chợt dừng lại, ngay cả những lão lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cũng ngậm miệng không tiếp tục lên tiếng. Lúc này bí thư đến nhận chức, chủ tịch Vương nhất định sẽ có chút khó chịu, mình cần gì phải đứng ở sau lưng tiếp nhận rủi ro. Đắc tội với chủ tịch Vương thì cũng không phải chuyện đơn giản. Vương Tử Quân nở nụ cười nhạt, hắn cũng không ngồi lên đài chủ tịch, hắn mỉm cười nhìn thoáng qua đám cán bộ rồi nói: "Thưa các đồng chí, hôm nay là ngày đầu tiên bí thư đến huyện lô bắc nhận chức cũng là lần đầu tiên các vị cán bộ cấp khoa của huyện lô bắc chúng ta được gặp mặt các vị lãnh đạo chủ yếu của thành phố an dịch chúng ta đã rời khỏi tỉnh chiết giang bây giờ sẽ là cán bộ nằm dưới sự quản hạt của thành phố an dịch nhưng chúng ta dù đi đến nơi nào cũng không thể làm mất thể diện cán bộ tỉnh chiết giang càng không thể làm mất mặt huyện lô bắc chủ tịch vương nói đúng chúng ta không nên làm mất mặt huyện lô bắc đồng thời cũng phải cho người của tỉnh sơn nam biết Cán bộ chiết Giang chúng ta cũng không phải loại ngồi không. Cục trưởng cục công an Liên Giang Hà nhanh chóng lớn tiếng phụ họa. Đám cán bộ cấp khoa vốn có chút bối rối vì bây giờ thay đổi khu vực hành chính, bọn họ đều nhanh chóng phụ họa theo Liên Giang Hà. Dù đại đa số những người này không phải là vương tử quân đề bạt, thế nhưng vào thời điểm này thì bọn họ giống như tìm được tổ chức của mình, một cảm giác trung thành và thừa nhận chợt bùng lên trong lòng. Trần Lộ giao dùng ánh mắt âm hiểm nhìn đám cán bộ cấp khoa đang bàn tán như vẹt. Dù trong lòng biết rõ thái độ của những người này chủ yếu là theo số đông, thế nhưng thật sự có chút bội phục từ tận đáy lòng đối với tình huống chủ tịch Vương Tử Quân chỉ dùng vài câu ngắn ngủi đã làm cho bầu không khí trở nên sôi sục, làm cho tinh thần của mọi người được đề cao. Nếu không phải hắn và Vương Tử Quân là hai kẻ không đồng chí không đồng mưu, như vậy hắn sẽ rất tình nguyện kết giao bằng hữu với Vương Tử Quân, chưa nói đến những vấn đề gì khác. Đối phương là người cực kỳ can đảm cẩn trọng đa mưu túc trí, chẳng qua hai người có lập trường khác nhau nhất định sẽ là chống đánh xuôi kèn thổi ngược trước khi đi hầu thiên đông đã tìm trần lộ giao nói ra qua vài lời nhưng trần lộ giao lại không muốn cúi người bên dưới vương tử quân trên miệng thì đồng ý với hầu thiên đông sẽ tiếp xúc nhiều hơn với vương tử quân thế nhưng dù là hắn hay hầu thiên đông cũng hiểu rõ vấn đề đó chính là nói một đằng làm một nẻo không muốn làm mất mặt cán bộ tỉnh chiết giang sao trần lộ giao khẽ cười hắn chậm rãi đi về một góc dưới sự dẫn dắt của vương tử quân các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành cùng nhau đi đến vị trí giáp danh chờ đợi Bí thư Dương Quân tài đến nhận chức, mà toàn thể cán bộ cấp khoa thì ở trong phòng họp lớn của huyện ủy chờ đợi. Hai chiếc xe của khối chính quyền huyện Lô Bắc được một chiếc xe cảnh sát dẫn đường xuất phát từ khu văn phòng huyện ủy, 10 phút sau đã chạy trên đường lớn An Lô. Con đường này dù là mới hoàn thành, thế nhưng trên đường xe đến xe đi rất náo nhiệt, có thể nói cực kỳ có sức sống. Vương Tử Quân ngồi ở gần cửa sổ, hắn nhìn phong cảnh liên tục biến đổi trong lòng không khỏi cảm khái. Khi mình đến huyện Lô Bắc thì dốc hết sức muốn xây dựng con đường này, bây giờ cuối cùng con đường cũng thông xe, nhưng những người năm xưa cùng nhau tu sửa con đường này đã có hơn phân nửa rời khỏi huyện Lô Bắc. Sau nửa giờ thì xe đã đến khu giáp danh, vương tử quân quay sang nhìn Tiếu Tử Đông. Chủ nhiệm Tiếu, phòng tổ chức thị ủy có tin tức gì không? Tuy Tiếu Tử Đông đã tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường vụ, nhưng vì lúc này văn phòng huyện ủy vẫn không có ai phụ trách, thế nên hắn cũng chỉ có thể kiêm nhiệm mà thôi. chương 281 2, đừng cầm tính cách của anh để khiêu chiến với tính tình của tôi. Đã ra khỏi thành phố An Dịch được 30 phút, nếu không có vấn đề gì thì 20 phút sau sẽ đến đây. Đúng rồi, lần này bí thư trình và trưởng phòng cắt sẽ đưa bí thư Dương đến nhận chức. Tiếu tử Đông cũng không nhiều lời, nhưng lời nói lại truyền đạt cho Vương Tử Quân nhiều tin tức mà những ý nghĩ ẩn giấu bên trong chính là thứ mà hắn và vương tử quân thầm hiểu nhau. Đặc biệt là hắn cường điệu bí thư trình và trưởng phòng cắt đưa bí thư dương đến nhận chức. Trước khi nhập vào thành phố An Dịch thì vương tử quân đã có được một sổ thông tin về số điện thoại của các vị lãnh đạo thành phố An Dịch, lúc này hắn nhanh chóng tìm số điện thoại của hai vị lãnh đạo này. Bí thư trình, chính là phó bí thư nắm công tác tổ chức của thành phố An Dịch, là trình vạn thọ còn trưởng phòng cắt chính là trưởng phòng tổ chức các trường lễ của thành phố An Dịch. Hai người này đưa Dương Quân Tài đến huyện Lô Bắc nhận chức, điều này cho thấy ngay từ lúc bắt đầu thì Dương Quân Tài đã biểu hiện ra một khí thế áp đảo so với người khác. Lãnh đạo đến nhận chức thường rất quan tâm đến phương diện ai đưa đến, bình thường thì bí thư huyện ủy đi nhận chức sẽ là một vị thường ủy thị ủy đi cùng, thường thấy nhất chính là trưởng phòng tổ chức thị ủy, đôi khi có quy cách cao hơn thì là phó bí thư chủ khảo công tác nhân sự của thành phố sẽ đi theo. Bây giờ Dương Quân Tài là một cán bộ từ trung ương xuống tuyến dưới rèn luyện, lại được phó bí thư nắm công tác tổ chức và trưởng phòng tổ chức của thành phố đưa đi nhận chức, điều này vô tình tạo nên áp lực không nhỏ cho đám cán bộ huyện Lô Bắc. Vẻ mặt phương tử quân vẫn không biến đổi, hắn nhìn đồng hồ, sau đó cười nói. Còn 10 phút nữa, chúng ta đợi một chút. Tiếp đón lãnh đạo cũng không thể ngồi trên xe, đây là một quy củ bất thành văn, đám lãnh đạo bốn bộ ban ngành của huyện Lô Bắc đều biết rõ điều này, vì thế mà các vị lãnh đạo đều lục tục xuống xe chờ sẵn các vị cán bộ lãnh đạo đứng thành hàng, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, bọn họ đưa mắt nhìn đủ mọi chiếc xe chạy qua, nghiêm trang chờ đợi xe của lãnh đạo thị ủy. Khi nhóm vương tử quân xuống xe ở vùng giáp giới, ở đầu đường An Lô ở phía thành phố An Dịch, hai chiếc xe Nissan Bluebird chạy đi như bay trên đường, chiếc xe Bitson Bluebird chạy phía trước có mang biển số thứ ba thị ủy, có ba người đàn ông ngồi ở sau xe. Quân tài, qua ngọn núi này là đến địa bàn của cậu, Người đàn ông trung niên ngồi ở bên trái có mái tóc bóng mượt, hắn đang gạt tàn thuốc, sau đó mỉm cười nói với Dương Quân Tài. Dương Quân Tài lúc này mặc một bộ tây trang màu đen, có vẻ rất ổn định và đẹp trai, mái tóc cũng khá bóng. Hắn ngồi giữa hai nhân viên quan trọng của thị ủy An Dịch, trên mặt vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt rất ngạo nghễ. Nghe nói phía dưới cũng có quy tắc, hai vị lãnh đạo đưa tôi đi nhận chức, như vậy người dưới huyện sẽ phải ra đến vùng giáp danh nghênh đón phải không? Dương quân tài tuy đưa mắt nhìn hai vị lãnh đạo thị ủy, thế nhưng trong giọng nói cũng không có vẻ đặc biệt tôn kính. Quân tài, cậu thật sự là tú tài không ra khỏi cửa đã biết chuyện thiên hạ, khó trách trưởng phòng Dương cam lòng cho cậu xuống tuyến dưới rèn luyện. Người đàn ông ngồi bên phải Dương quân tài nhìn qua có vẻ khô gầy nhưng hai bàn tay vung vẫy lại cực kỳ có lực, khốn nổi hắn có một điểm không hoàn mỹ chính là hói đầu, vì thế mà nhìn ngoại hình thường làm người ta cảm thấy không ra gì. Khi thấy đối phương nhắc đến trưởng phòng Dương, Dương quân tài chợt nở nụ cười thận trọng, nhưng người đàn ông ngồi ở bên phải lại tiếp tục nói. Quân tài, với năng lực và thủ đoạn của cậu, tôi cảm thấy vấn đề khống chế huyện Lô Bắc sẽ sẽ dàng như trở bàn tay. Nhưng tôi còn phải nhắc nhở cậu một câu, vương tử quân ở huyện Lô Bắc cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, cậu cùng nhập gánh công tác với hắn, tốt nhất nên có chút chú ý. Dương quân tài khẽ nhíu mày, hắn thật sự không ưa thích cái tên kia lúc này nghe thấy người đàn ông trung niên kia nhắc đến thì hắn cười hì hì và hỏi ngược lại. Trường Phong cát, anh nói xem vương tử quân kia có phải chạy ra vùng giáp danh tiếp đón chúng ta không? Tất nhiên là có. Trường phòng cát đáp lại một câu, sau đó cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Bây giờ không phải Trung ương đang cường điệu không nên tiếp đón rảnh giang sao? Bí thư trình, trưởng phòng cát, tôi nghe nói nơi đây phong cảnh rất đẹp, tôi thấy chúng ta không bằng đi du ngoạn một phen, sau đó mới đến huyện Lô Bắc, hai vị thấy thế nào? Dương quân tài dù dùng lời thương lượng để hỏi hai vị lãnh đạo thị ủy, thế nhưng ý nghĩ lời nói lại rất kiên định. Trình vạn thọ và các trường lễ tuy cảm thấy làm như vậy có chút bất thường, thế nhưng lúc này cũng không muốn đắc tội với người của Dương gia. Không phải vương tử quân kia chỉ là một chủ tịch huyện sao? Tuy đối phương có chút thủ đoạn ở thành phố Hồng Ngọc, nhưng đây là thành phố An Dịch, đến đây cũng nên khép đuôi lại làm người hai vị trình vạn thọ và các trường lễ đưa mắt nhìn nhau, sau đó các trường lễ nở nụ cười phụ họa. Tôi nghe nói chỗ này vừa mở một quán sân vườn, chúng ta đến đó câu cá rất tốt. Ha ha ha, câu cá cũng tốt, sẽ kết nối tình cảm, thản nhiên tự đắc. Tiểu Chu, lái xe đến quán sân vườn. Bí thư trình vung tay lên, cho ra chỉ thị với tên lái xe. Dương quân tài móc một gói thuốc ra phân phát HCO hai vị lãnh đạo, lúc này trên mặt hắn càng lộ ra nụ cười sáng lạn mày đã đến đón thì hì hì vương tử quân cũng đừng trách tao hạ uy thế của mày mà mày không phải là thuộc hạ của tao sao sau này tao sẽ cho mày biết tay dù là trời thu nhưng nắng vẫn rất gắt đứng ngoài xe hơn nửa giờ rất nhiều cán bộ đã vã mồ hôi ướt đẫm áo con đường an lô vừa mới làm xong còn chưa kịp làm công tác xanh hóa vì thế mà lúc này mùa thu nhưng còn nóng hơn cả ngày hè Ngoài vài vị lãnh đạo huyện ủy và chính quyền còn đứng chống đỡ ven đường, các vị lãnh đạo hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc đã không thể chịu nổi và lên xe chờ đợi. Nhưng không bao lâu sau bọn họ lại phải đi xuống, điều hòa trên xe cũng không tốt, thế nên chỉ ngồi một lát thì cũng nóng sôi sục. Sao còn chưa đến? Một vị phó chủ tịch mặt trận tổ quốc dùng khăn tay lau mồ hôi, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, hắn lên tiếng hỏi một vị phó chủ tịch hội đồng nhân dân ở bên cạnh: Vị phó chủ tịch này có xuất thân là văn nhân, lúc này còn cảm thấy nóng hơn cả vị phó chủ tịch mặt trận tổ quốc kia, nhưng hắn thật sự muốn bảo trì phong độ, không dám liên tục lau mồ hôi như đối phương, chỉ có thể dùng văn kiện làm quạt mà thôi. Ai mà biết được, hay là xe hư hỏng dọc đường. Vị phó chủ tịch tìm lý do, mà hắn cũng không tin, nếu như xe trong huyện gặp vấn đề thì hắn còn tin, xe của lãnh đạo thị ủy đều do chuyên gia phụ trách. Ngoài gặp phải tai họa thiên nhiên hoặc tai họa do con người thì căn bản không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn thì phải đến từ 20 phút trước, sao bây giờ lại không có bất kỳ người nào? Chương 282, 1 2 3 4 5, giả vờ như thật. Tiếng nghị luận nho nhỏ liên tục vang lên trong đám người, không ít ánh mắt tham khảo nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đứng trước mặt người khác vẫn rất bình tĩnh hắn khẽ nói chuyện với các lãnh đạo ở bốn phía, tạo thành một đối lập rất tiên minh. Hạ Châu, cậu lên xe cảnh sát đi một chuyến, xem có bất kỳ vấn đề gì xảy ra hay không, trước tiên cứ gọi điện thoại cho tôi. Vương Tử Quân vẫy tay một cái, một chiếc xe cảnh sát mở đường chạy như bay đến trước mặt tôn Hạ Châu. Vương Tử Quân rất nghiêm túc, khóe mắt khóe miệng và tất cả các bộ vị trên mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Tôn Hạ Châu cũng biết nhiệm vụ trọng đại của mình lần này, hắn cũng không nói gì, nhanh chóng lên xe phóng như bay trên con đường an lô. 30 phút trôi qua, ánh mặt trời thật sự gay gắt, trên đường cũng không còn ngọn gió nào, ánh mặt trời treo trên đỉnh đầu giống như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ bên dưới. Những con sóng nhiệt trong không khí bùng ra cuồn cuộn, ánh mặt trời phản xạ trên đường nhựa vừa làm xong, càng làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như ở trong một lồng hấp. Vẫn chưa đến, vẫn còn chưa thấy bóng dáng của Dương Quân Tài, các thành viên ban ngành huyện ủy chính quyền đều không nói gì thế nhưng các lão lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thì lại khác, những cặp mắt của bọn họ đều không khỏi đưa sang nhìn về phía Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi không thấy bất kỳ chiếc xe nào của thị ủy An Dịch trên đường đi cả, nhưng nghe đám người ở trạm thu phí nói, hơn một giờ trước xe của hai vị lãnh đạo đã tiến vào đường An Lô, lẽ ra đã đến từ lâu rồi. Tôn Hạ Châu đến trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ lên tiếng báo cáo. Tôn Hạ Châu nói và rất chú ý quan sát đến phản ứng của Vương Tử Quân, cũng đã nghĩ kỹ, nếu chủ tịch vương mà nổi giận thì mình nên làm sao thể trấn an. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Tôn Hạ Châu, những biện pháp mà hắn vừa rồi ngồi trên xe đã vắt óc suy nghĩ đều lãng phí một cách vô ích. Vương tử quân nghe xong báo cáo mà vẫn đứng đó với bộ dạng nước chảy mây trôi, tuyệt đối không có chút tức giận. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Vương tử quân quay đầu nhìn sang chỗ khác, hắn khẽ mỉm cười hỏi với Lý Cẩm Hồ ở phía sau. Lúc này mặt mũi Lý Cẩm Hồ cũng đầy mồ hôi, cặp kính trên mặt cũng đã được lấy xuống. Tuy hắn là phó chủ tịch huyện chủ khảo kinh tế, thế nhưng hắn cũng không phải người thường trong chốn quan trường, chỉ cần nhìn vào tình huống lúc này, hắn đã cảm thấy sự việc không đúng. Lý Cẩm Hồ đối mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng hắn khẽ động, hắn sờ lên đầu nói. Hình như là ngày 20 tháng 9, Tôn Hạ Châu chợt cảm thấy có chút mơ hồ, rõ ràng hôm nay là ngày 21, vì sao chủ tịch Lý lại nói là ngày 20? khi hắn đang nghi hoặc khó hiểu thì chợt nghe thấy đại bí thư vương ở phía bên kia vỗ đầu một cái, lại liên tục tắc lưỡi. Ôi, anh xem, tôi rõ ràng lại nhớ lộn ngày, thật sự là không hay. Vương tử quân vừa nói vừa quay sang nói với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tăng Nhất Khả và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Triệu Quân Huy. Chủ tịch Tăng, Chủ tịch Triệu, sự việc hôm nay đều do khối chính quyền chúng tôi không làm tốt, lại nhớ lộn ngày, thật sự làm khổ mọi người. Thế này đi, để bày tỏ lòng ái náy, lát nữa tôi sẽ để cho Hạ Châu đưa mọi người đến giải trí ở Hồ Hồng Lâm phía Bắc An Dịch, hai vị thấy thế nào? Tăng Nhất Khả và Triệu Quân Huy tất nhiên là hai lão cáo giả xảo quyệt, biết rõ lúc này có lẽ đã có gì đó liên lụy đến vị bí thư sắp đến nhận chức và chủ tịch huyện, mà chuyện này tất nhiên bọn họ không nên nhúng tay vào. Hơn nữa chủ tịch đã nói rõ ràng như vậy, bọn họ cần gì phải quan tâm thêm. Có ăn có uống có chơi, không phải sẽ tốt hơn đứng chỗ này sao? Hơn nữa bọn họ thật sự cũng cảm thấy rất bực bội với vị bí thư huyện ủy chưa từng gặp mặt kia. "Chủ tịch Vương, đừng nói anh là chủ tịch huyện mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi, ngay cả những ông lão nhàn nhã như chúng tôi cũng xem như đần độn u mê, cũng không nhớ rõ ngày tháng, có đôi khi xé hai tờ lịch một lúc cũng không biết. Lúc này thời tiết quá nóng, Chủ tịch Vương, nếu không chúng ta cùng đi đến hồ Hồng Lâm. Người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài." Tăng Nhất Khả tuy có bề ngoài rất mạnh mẽ khi thế nhưng trong lòng lại là một kẻ thích xoa xoa bóp bóp, rảnh rỗi cũng muốn đi giải trí một chút. Hơn nữa bình thường lão có quan hệ rất tốt với Vương Tử Quân, khác biệt so với Triệu Quân Huy, thế cho nên nói chuyện cũng tùy ý hơn. Chủ tịch Tăng, tôi cũng rất muốn đi theo hai vị lãnh đạo, thế nhưng việc trên tay tôi còn rất nhiều. Lát nữa tôi sẽ cùng các vị thường ủy, phó chủ tịch huyện đến xã Tôn Gia Chuân xem xét tình hình. Nhưng các vị lãnh đạo cứ yên tâm, lần này Hạ Châu sẽ đi với mọi người, sẽ đảm bảo cho các vị lãnh đạo được giải trí thoải mái. Vương tử quân cười cười bắt chặt tay của Tăng Nhất Khả, sau đó khẽ cười nói. Tăng Nhất Khả nhìn vẻ mặt tươi cười của Vương tử quân, trong lòng thầm nghĩ vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này thật sự là một người không muốn chịu thiệt, chiều gì cũng có thể nghĩ ra, thế là mỉm cười leo lên xe. Vương tử quân khẽ gật đầu với Tôn Hạ Châu, lúc này Tôn Hạ Châu cũng hiểu ý, hắn theo sát các vị lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và mặt trận Tổ quốc, chiếc xe 30 chỗ màu vàng nhanh chóng chạy như bay về phía thành phố An Dịch. Đỗ Tự Cường, Trần Lộ Giao, Tiếu Tử Đông nhìn chiếc xe chạy đi, giống như đã vô thức hiểu ra được điều gì đó, khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Vương Tử Quân, lại nghe Vương Tử Quân trầm giọng nói. Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta nhớ lộn ngày đón bí thư đến nhận chức, chúng ta quay về thôi. Sao lại có thể nhớ lộn ngày? đây không phải thuần túy là hồ đồ sao. Trần Lộ Giao vừa lên xe vừa thầm oán, hắn nhìn ngày trên đồng hồ, thế là hắn chợt bừng tỉnh, cũng hiểu rõ vương tử quân muốn gì. Tình huống lúc này rõ ràng là lãnh đạo đứng đầu và lãnh đạo xếp hàng hai không phải nước cùng một bầu, đây chính là thứ mà Trần Lộ Giao thích nghe ngóng, dù sao thì có người gánh trách nhiệm, vì thế hắn đơn giản giả vờ câm niếc, cũng không hỏi về vấn đề này. Hầu như tất cả mọi người đều tiếp nhận lý do nhớ lầm ngày của Vương Tử Quân, cảm đám nở nụ cười thầm hiểu và vui vẻ, tất cả lên xe không một tiếng động. Chủ tịch Vương, sắp tới chúng ta có sắp xếp gì? Đỗ Tử Cường nhìn Vương Tử Quân ngồi cười tủm tỉm ở bên cạnh rồi khẽ hỏi. "Bí thư Đỗ, hôm nay chúng ta đã đi ra thì cũng đừng nên vội vàng quay về, nghe nói thôn Tôn Gia Trưn của xã Thượng Sơn đào được một giếng nước rất tốt, nếu không chúng ta đến đó thì sát xem thế nào." Vương Tử Quân dù nói bằng giọng điệu thương lược, thế nhưng ánh mắt đảo qua bốn phía, lại mang theo vẻ nghiêm nghị, chân thật, đáng tin. Thôn Tôn Gia Chuân của xã Thượng Sơn là một khu vực núi, các vị lãnh đạo đang ngồi trên xe cũng không phải biết nhiều, nhưng bọn họ lại biết xã Thượng Sơn là một địa phương sâu nhất của huyện Lô Bắc, không chỉ không có tín hiệu điện thoại, thậm chí máy nhắn tin cũng không sử dụng được. Chủ tịch Vương, anh xem, có nên để người ở lại trực ban không? Đỗ Tử Cường trầm ngâm một lát rồi dùng giọng chú ý nhắc nhở: vương tử quân biết rõ đỗ tự cường có ý gì hắn mỉm cười nhìn đỗ tự cường sau đó vung tay lên nói yên tâm không xảy ra nhiễu loạn gì đâu xe chạy lên núi như bay trong tiếng cười của vương tử quân một chiếc xe cảnh sát lai chạy như bay về phía huyện lô bắc chỉ hai phút thì tình huống đám lãnh đạo huyện lô bắc tập trung trên đường lớn an lô đã không còn không gian yên tĩnh dưới bóng cây dâm mát dương quân tài khẽ ngồi xếp bằng trên một cái nệm Hắn nhìn về phía Trình Vạn Thọ cách đó không xa rồi nói: "Chú Trình, không thể ngờ nơi này còn có một địa phương giải trí thế này, chẳng qua chỗ này cái gì cũng tốt, thế nhưng cơm nước lại không ngon bằng thủ đô." Quân Tài: "Nơi này tất nhiên sẽ không thể nào so với thủ đô được, nhưng chỉ cần cậu công tác ở đây 2 năm, cậu sẽ có kinh nghiệm cơ sở, sau này không phải sẽ biến thành rồng, thích bay đi đâu thì bay sao?" Trình Vạn Thọ nói với Dương Quân Tài, hắn cũng không dám bày ra uy thế của mình. Trên gương mặt mập mạp lúc này treo đầy nụ cười. Ha ha ha, vậy thì mượn lời may mắn của chú Trình vậy. Đúng rồi, chú Trình, chú Cát, cháu đã quên chưa chúc mừng hai vị đều được thăng cấp. Ông cụ nhà cháu nói, hai chú nếu có thời gian thì đến thủ đô một chuyến, ông ấy muốn đích thân sắp xếp thức ăn chúc mừng hai vị. Dương quân tài tuy kiêu ngạo nhưng vẫn rất cao tay trên phương diện chính trị, thế cho nên cũng cố hết sức lôi kéo hai người Trình vạn thỏ. Không dám, không dám. Trình Vạn Thọ và các trường lễ hầu như đồng thời lên tiếng, gương mặt hai người đều vui vẻ sáng lạn đến cực điểm. Hai người bọn họ thuộc về Dương Phái, tuy vị trí của bọn họ không thấp nhưng còn có khoảng cách nhất định với trưởng phòng Dương đời thứ hai của Dương gia. Nếu như bọn họ có thể cùng ngồi dùng cơm với trưởng phòng Dương, lại được trưởng phòng tán thành, như vậy đừng nói là cấp chính sảnh, dù là cấp phó bộ mà bọn họ ngày nhớ đêm mong cũng xem như có hy vọng. Các trường lễ phất tay định lên tiếng, Thế nhưng hắn chợt cảm thấy mình chỉ vì cái trước mắt, thế cho nên vội vàng khép miệng lại, chờ Trình Vạn Thọ nói xong rồi lên tiếng sau. Trình Vạn Thọ lúc này cũng không khách khí, hắn nói với Dương Quân Tài: "Quân Tài, chuyện này cậu cứ sắp xếp, khi nào trưởng phòng có thời gian, hai người chúng tôi có thể nghe theo lời triệu hoán của lãnh đạo bất cứ lúc nào." Dương Quân Tài cười cười mà không nói gì thêm, những ngón tay thon dài như phụ nữ của hắn đang khẽ ve vuốt cây cần câu trong tay. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến tên khốn làm cho một đòn của mình mất hết tác dụng kia. Hắn muốn dạy bảo cho tên khốn kia một bài học nhưng không có cơ hội, không ngờ thiên địa xoay chuyển, vận số của mình đã đến, đối phương trở thành thuộc hạ của mình. Hi hi, sau này thời gian ông và mày đấu với nhau còn dài, sẽ còn nhiều cơ hội cho mày biết tay. Đúng lúc này Dương Quân Tài thấy phao của mình chấn động mạnh, hắn lập tức giật cần lên, một con cá chép màu vàng dài chừng 30 phân bị giật văng lên khỏi mặt nước cá chép hồng, rất tốt, quân tài. Các trường lễ ở bên cạnh vừa giúp dương quân tài gỡ con cá chép ra khỏi lưới câu vừa mở miệng nở nụ cười nịnh nọt và xu nịnh. Hai người chúng tôi đã đến nơi này vài chục lần, chưa từng bao giờ câu được cá chép hồng, quân tài, hôm nay cậu vừa đến đã câu được chép hồng, coi như có được điểm báo tốt. Xem ra huyện Lô Bắc này sắp là bệ phóng cho cậu bay lên mây xanh, nếu một khi đã phóng lên hóa rồng thì đường lớn sẽ thanh thang, cực kỳ bằng phẳng. Các trường lễ nói làm cho vẻ mặt Dương Quân Tài cực kỳ hớn hở, dù trong lòng biết vị trưởng phòng tổ chức này đang nịnh bởi Minh Hát Tép, thế nhưng đây là vấn đề mặt mũi của gia tộc, hắn thật sự có nhiều kinh nghiệm trên phương diện này, thế cho nên cũng xem như tập mãi thành quen. Ba người lại nói chuyện với nhau một lúc lâu, mặt trời dần lên đến đỉnh đầu. Dương Quân Tài đặt cần câu xuống rồi nói, hai vị lãnh đạo, thời gian cũng không còn nhiều, nếu không chúng ta dứt khoát đến huyện Lô Bắc dùng cơm, cũng xem như để cho tôi tận tình địa chủ hành trình ngày hôm nay có thể nói là do dương quân tài làm chủ hắn nói đi đâu thì hai vị kia cũng không phản đối thế là ba người đứng lên thư ký và lái xe nhanh chóng thu dọn những gì ba vị lãnh đạo vừa câu được chú cát chú nói xem chủ tịch phương huyện lô bắc có phải đang đứng chờ chúng ta không dương quân tài leo lên xe hắn chợt cười hỏi cát trường lễ cát trường lễ rất chú ý đến dương quân tài nhưng hắn lại không thèm quan tâm đến những vị chủ tịch huyện bình thường hắn nhìn gương mặt mỉm cười của dương quân tài trong lòng thầm lo lắng cho vị chủ tịch huyện kia hắn thầm nghĩ một vị cán bộ có hậu trường mạnh mẽ như dương quân tài lại thích dùng thủ đoạn để áp chế lãnh đạo thứ hai chắc chắn sẽ sinh ra không ít tình huống khó xử chúng ta chưa đến thì bọn họ còn phải chờ đợi các trường lễ hớn hở phất phất tay với dương quân tài trên mặt đầy nụ cười đắc ý Dương quân tài rất thỏa mãn với lời nói của các trường lễ, lúc này hắn rất muốn nhìn bộ dạng khốn khổ của tên thanh niên trước đó dám vung đao cướp tình của mình. Xe chạy đi như bay, tuy cũng chưa chính thức đến 12 giờ nhưng bây giờ nhiệt độ bên ngoài thật sự làm cho người ta khó chịu, thế mà trong xe vẫn rất mát mẻ. Nhưng lúc này Dương quân tài chủ động yêu cầu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, hắn muốn là người đầu tiên được nhìn thấy bộ dạng của vị trợ thủ bị mình trêu đùa, để xem đối phương sẽ dùng tư thái nào để huy động nhân lực nghinh đón mình. Sắp đến vùng giáp xanh chưa? Dương quân tài nhìn đồng hồ rồi thuận miệng hỏi. Còn 10 phút nữa là sẽ đến, bí thư Dương. Lái xe của trình vạn thọ cung kính nói với Dương quân tài, tên lái xe tất nhiên sẽ rất tôn kính vị bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc này, cũng không dám vênh mặt lên giống như với các vị bí thư huyện ủy khác. 10 phút, Dương quân tài cảm thấy nó có hơi chậm, thế là dứt khoát nhắm mắt lại, thầm nghĩ mình vẫn có chút mất kiên nhẫn, trước khi đến không phải bố đã nói mình nên bình tâm tĩnh khí, làm việc gì cũng cần phải ổn định sao. Trình Vạn Thọ và các trường lễ tuy không biết giữa Dương Quân Tài và Vương Tử Quân có vấn đề gì, thế nhưng bọn họ cũng không cảm thấy Dương Quân Tài làm như vậy là có gì sai. Nếu là một vị bí thư huyện ủy bình thường đi nhận chức, tất nhiên sẽ phải kiêng kỵ và nể mặt đám cán bộ cơ sở, nhưng Dương Quân Tài được hai vị lãnh đạo thị ủy giúp đỡ, cần gì phải quan tâm đến thể diện của đám lãnh đạo ở tuyến dưới. Một vị chủ tịch huyện không phải chỉ là lãnh đạo đứng hàng thứ hai ở huyện sao. Trình vạn thọ và các trường lễ tất nhiên sẽ không thèm quan tâm đến một vị trí như vậy. Những lời từ miệng quan phát ra rất khó lường, nói anh đi thì anh phải đi, không đi được cũng phải đi, nói anh không được đi thì không được đi, dù có thể đi cũng không được đi. Vị chủ tịch huyện kia có lẽ đang cực kỳ tức giận, thế nhưng vẫn phải tươi cười đón chào mà thôi, Hai vị lãnh đạo như Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ vẫn có thể mắng đối phương giống như phun máu chó vào đầu một cách danh chính ngôn thuận. Tuyến trên đã có văn bản rất rõ ràng, không cho phép anh huy động nhân lực để tiếp đón dưới bất kỳ hình thức nào, anh rõ ràng làm ngược lại, như vậy là có ý gì? Đây chẳng phải là xem thường mệnh lệnh của thượng cấp sao? Hai lão hồ ly đưa mắt nhìn nhau mà cười thầm, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay mình đi theo Dương Quân tài xuống nhận chức, có lẽ là một chuyện rất thú vị. Bí thư Dương 200 mét phía trước là vùng giúp xanh, tôi giảm tốc độ nhé. Làm lái xe cho lãnh đạo đều là người mắt nhìn chung quanh tai nghe tám hướng, là loại người mưa dầm thấm sâu, rất biết cách phỏng đoán tâm tư của lãnh đạo. Tuy tên lái xe không biết Dương Quân Tài đang nghĩ gì, thế nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng nịnh nọt. Dương Quân Tài khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt chợt giảm xuống, một khí chất cao quý từ trong khung xương lẳng lặng bùng phát ra lúc này Dương Quân Tài nhất định phải cho tên khốn nhà quê Vương Tử Quân biết rõ cái gì gọi là phong thái. 200 mét nhanh chóng được chạy qua, Dương Quân Tài nhìn tấm biển chào mừng ở bên đường và con đường rỗng tuếch mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, tâm tư chấn động. Sau khi hắn ổn định lại tâm thần thì cười nói với Trình Vạn Thọ và các trường lễ ở phía sau. Chú Trình, chú Cát, xem ra cháu tự mình đa tình, đối phương căn bản không chờ chúng ta ở chỗ này. Trình Vạn Thọ và các trường lễ cảm thấy ra đầu của mình chợt run lên, chính mình đưa bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc xuống nhận chức, thế nhưng người của huyện Lô Bắc lại không ai ra đây chào đón sao. Hầu như lúc này vẻ mặt của hai vị lãnh đạo chợt căng phồng lên và đỏ bừng bừng. Có phải còn chưa đến giáp giới với huyện Lô Bắc không? Dương quân tài lạnh lùng hừ một tiếng, hắn khẽ hỏi tên tài xế. Lúc này tên lái xe cũng ngây cả người, hắn đã đến huyện Lô Bắc vài lần, thật sự nhớ rõ ràng tình huống ở nơi đây, vùng giáp danh với huyện Lô Bắc rõ ràng là ở chỗ này, sao có thể khác được. Chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước. Lái xe lên tiếng, hắn cố gắng chạy về phía trước, xe phóng về phương xa như một tia chớp. Lần này xe phóng đi xem như trực tiếp chạy vào huyện Thanh huyện Lô Bắc, trên đường đi bọn họ gặp rất nhiều xe, cũng gặp không ít người, thế nhưng dù là người hay xe cũng không phải đối tượng mà Dương Quân Tài chờ mong. Không nghênh đón, huyện ủy chính quyền huyện Lô Bắc căn bản không thèm ra nghênh đón hai vị lãnh đạo thị ủy và một vị bí thư huyện ủy xuống nhận chức, điều này làm cho vẻ mặt Trình Vạn Thọ nóng như lửa đốt, sau đó lại trở nên cực kỳ âm trầm. Lúc này các trường lễ cầm lấy điện thoại của mình, bắt đầu tìm số điện thoại của phòng tổ chức huyện Lô Bắc. Anh Cát, cũng đừng tốn công nữa, chúng ta đến huyện ủy Lô Bắc, tôi muốn xem cái huyện Lô Bắc này rốt cuộc đang làm gì. Trình Vạn Thọ vung tay lên cắt đứt cuộc điện thoại của các trường lễ, hắn dùng giọng âm trầm nói. Trình vạn thọ nổi giận, các trường lễ trực tiếp đặt điện thoại xuống, người khác không biết trình vạn thọ nổi giận sẽ có hậu quả gì, thế nhưng các trường lễ là một trường phòng tổ chức thị ủy thì biết rất rõ. Có một lần trình vạn thọ xuống tuyến dưới kiểm tra giám sát, một vị bí thư huyện ủy có hành vi không đúng đã chọc giận trình vạn thọ. Thế là bị bí thư trình chỉ thẳng mặt mắng cho một trận, ngay sau đó có điều chỉnh nhân sự, tên khốn xui xẻo kia bị trình vạn thọ đánh thẳng vào mặt, điều đến làm lãnh đạo một cục không chút quan trọng trong thị ủy một cách thẳng thừng. Không khí nóng bức cũng làm cho con người cảm thấy bức bối, hai chiếc xe chạy vào huyện thành huyện Lô Bắc, sau đó nhanh chóng chạy về phía khu văn phòng huyện ủy. Kết! Xe thắng lại rất gấp, ba vị lãnh đạo nổi giận đùng đúng còn chưa kịp phản ứng thì thấy một tên cảnh sát giao thông chạy đến chào với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đồng chí, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Có chuyện gì xảy ra? lúc này vẻ mặt trình vạn thọ còn khó coi hơn gan heo, mà vẻ mặt tên lái xe lại trắng bệch. trời ạ, à, trưởng phòng tổ chức thị ủy và một vị bí thư huyện ủy ngồi trên xe của mình, thế mà mình lại thắng lại quá gấp, điều này xem như làm mất mặt lãnh đạo. nếu lãnh đạo nổi giận thì vị trí của mình có thể được bảo hộ sao? tên lái xe cảm thấy rất bực mình, hắn xuống xe, hắn đưa mắt nhìn tên cảnh sát giao thông, sau đó cho một tát thật mạnh. con bà mày, xe này mày cũng dám yêu cầu dừng lại kiểm tra sao? có phải mày ăn no dưỡng mỡ không, có còn muốn công tác nữa không? Tên cảnh sát giao thông căn bản không ngờ đến tình huống vào lúc này, thế cho nên hắn không kịp phản ứng đã bị một tát lên mặt. Trình Vạn Thọ là một lái xe xuất thân quân nhân, hắn đã được rèn luyện nhiều trong quân ngũ, lúc này bức bối nên ra tay cũng không lưu tình. Sau khi cho đối phương một tát, hắn hung hăng nhấc chân lên đá thẳng vào ngực tên cảnh sát giao thông. Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi căn bản cũng không có cơ hội trả đòn. Bị tên lái xe đánh cho ngã lăn xuống đất. Nơi này đã là huyện thành của huyện Lô Bắc, bây giờ thấy cảnh sát giao thông bị đánh, chỉ sau nháy mắt đã có một đám dân chúng đến xem náo nhiệt. Tiếng còi hú vang lên, ngay sau đó vài tên cảnh sát từ bốn phương tám hướng chạy đến, bọn họ đều là cảnh sát giao thông trong phiên trực, lúc này thấy đồng bạn của mình bị đánh thì vẻ mặt chợt biến đổi. Không chờ có người lên tiếng, đã có người đánh thẳng về phía tên lái xe. Lúc này tên lái xe đang đánh đấm sảng khoái đột nhiên có nhiều tên cảnh sát giao thông lao đến, thế là hắn chợt sinh ra cảm giác hảo hán không nên chịu chút thiệt thòi trước mắt. Đứng lại, các người muốn gì, chẳng lẽ muốn bắt giữ xe của lãnh đạo thị ủy? Được, các người xem lại biển số xe dùm tôi. Không đợi vài tên cảnh sát giao thông chạy đến, tên tài xế chợt lớn tiếng quát tên cảnh sát giao thông chạy đến đầu tiên. Nhìn con bà mày, tên cảnh sát giao thông chạy đến đầu tiên chuẩn bị ra tay, nhưng lại bị đồng bạn kéo lại, đồng thời hắn cũng xem như thấy được biển số của chiếc xe kia tên cảnh sát giao thông nhìn thấy biển số xe đại biểu cho quyền uy của lãnh đạo thị ủy vẻ mặt hắn chợt biến đổi ông nói cho mày biết đây là xe của bí thư trình ở thị ủy bây giờ bí thư trình đưa bí thư huyện ủy lô bắc đến nhận chức ai là người có trách nhiệm ở đây lát nữa sẽ phải cho ra một câu trả lời rõ ràng với lãnh đạo tên lái xe dùng giọng vinh váo nói rồi nhìn thoáng qua đám cảnh sát giao thông sau đó hắn vung tay lên nói dịch chuyển mấy chiếc mô tô kia ra. Tuy đám cảnh sát giao thông cực kỳ phẫn nộ thế nhưng thông qua lãnh đạo cũng biết hôm nay là ngày bí thư huyện ủy đến nhận chức, biết rõ đó là người không thể chọc vào, bọn họ rất một ngạt nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng cơn tức, chỉ huy đám người dịch chuyển những chiếc xe máy ra chỗ khác. Tên lái xe leo lên xe, hắn khẽ nói hai câu với Trình Vạn Thọ, sau đó trực tiếp chạy xe như bay về phía khu văn phòng huyện ủy Lô Bắc. Chiếc Nissan Bluebird của các trường lễ chạy theo sát phía sau, một luồng khói màu xanh bùng lên trong không khí. Thật sự quá lỗ máng, tiểu lý, trở về ghi một bản kiểm điểm đưa cho bí thư dương. Trình vạn thọ trầm ngâm một lát, sau đó lạnh giọng nói với tên tài xế. Tên tài xế vừa rồi cực kỳ kiêu ngạo và hống hách, thế nhưng lúc này hắn đối mặt với trình vạn thọ thì đã biến thành một con mèo nhỏ, dù không quay đầu nhưng lại lên tiếng đồng ý rất lưu loát. Dương quân tài khẽ phất tay nói. Điều này không trách tiểu lý, Chủ yếu là đám cảnh sát giao thông huyện Lô Bắc không được giáo dục đúng cách Các trường lễ nhìn Trình Vạn Thọ và Dương Quân Tài đàm luận mà cười ha hả nói Huyện Lô Bắc sau này sẽ là địa bàn của Bí Thư Dương Tôi tin tưởng những chuyện như thế này sẽ không bao giờ phát sinh thêm lần nữa Ba người Trình Vạn Thọ cười cười nói nói với nhau Một lát sau xe đã đi đến huyện ủy Lô Bắc Lúc này đang vào giờ tan tầm Dòng người từ trong khu văn phòng huyện ủy chợt túa ra ngoài Tiểu Triệu cậu gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nói rằng chúng ta đã đến. Khi thư ký của các trường lễ chạy đến, trưởng phòng cắt trầm giọng phân phó. Viên thư ký theo các trường lễ nhiều năm, lúc này tất nhiên biết rõ tâm tư của lãnh đạo. Hắn vừa lên tiếng vừa lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm số, nhưng khi hắn áp tai vào điện thoại theo thói quen thì vẻ mặt dần biến đổi. Người này dù sao cũng là thư ký có kinh nghiệm, hắn cũng không báo cáo ngay cho các trường lễ, lại nhanh chóng bấm một dãy số khác, nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại càng thêm khó coi. Đến khi tên thư ký gọi điện thoại lần thứ ba thì vẻ mặt các trường lễ bắt đầu trở nên khó coi. Tên thư ký cảm thấy rất gấp, theo kinh nghiệm vài chục năm lăn lộn quan trường, nếu trưởng phòng tổ chức có ấn tượng không tốt với anh, như vậy thời gian sau anh đừng hỏng yên thân công tác. Hai vị lãnh đạo ở đây có thể quyết định vận mệnh của bất kỳ ai, thế cho nên tên thư ký cố gắng biểu hiện, nếu để cho lãnh đạo thấy mình công tác không quá tốt, như vậy không bằng để cho đối phương không biết thì hay hơn. Không biết có phải là trời đã nghe lời cầu nguyện của tên thư ký hay không, điện thoại cuối cùng cũng đã được nối thông, tên thư ký nói rõ thân phận của mình, sau đó trầm giọng nói. "Chủ tịch Vương của các người đang ở đâu?" "Cái gì? Chủ tịch Vương xuống thôn kiểm tra công tác rồi sao?" Tuy chỉ là lặp lại một câu thế nhưng âm thanh của tên thư ký lại được đề cao 180 độ. Lúc này ba người Dương Quân Tài đều tập trung ánh mắt lên người tên thư ký, cũng không biết đầu dây bên kia nói gì đó mà tên thư ký chợt quát lên. Các anh thông báo cho các vị lãnh đạo khác của huyện ủy, nói là có bí thư trình, trưởng phòng cắt đưa bí thư Dương đến nhận chức. Sau khi thư ký cúp điện thoại, ba người Dương Quân Tài ngồi trên xe chờ các đồng chí huyện lô bắc đến đón. Lúc này Dương Quân Tài càng chờ đợi mình được đám thuộc hạ nghênh đón vào trong văn phòng huyện ủy, cung kính đưa mình vào sau này mình sẽ là một vị lãnh đạo đứng trên đỉnh núi chỉ điểm Giang Sơn, oai hùng tứ phương. Lúc này mới là bắt đầu mà thôi, Dương Quân Tài nhìn huyện ủy Lô Bắc có chút sách dưới, hắn thì thảo nói. Thời gian trôi qua rất chậm, người trong huyện ủy đi ra ngày càng ít, lúc này khu văn phòng huyện ủy đã yên ắng trở lại. Nhưng đội hình cán bộ lãnh đạo đi ra tiếp đón bí thư huyện ủy như Dương Quân Tài suy nghĩ lại căn bản không thấy đâu. Thư ký Tiểu Triệu căn bản không cần nhìn vẻ mặt của lãnh đạo, hắn cũng có thể đoán ra được cảm nhận của ba vị lãnh đạo là thế nào. Hắn tiếp tục cầm lấy điện thoại bấm số, nhưng gọi hai lần mà vẫn không thể nối máy, khi hắn uể oải bấm số của văn phòng khối chính quyền, lúc này máy nối thông. Alo, Bí Thư Trình và trưởng phòng cát đang ở trước khu văn phòng huyện ủy, anh thông báo cho các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc ra tiếp đón. Lúc này viên thư ký đã dùng giọng mất kiên nhẫn để chất vấn, hắn đại biểu cho thể diện của các trường lễ, nào quan tâm đến một tên thư ký của khối chính quyền huyện thật xin lỗi, ngài là thần thánh phương nào, dám đưa lãnh đạo ra để nói đùa. Ngày mai bí thư dương mới đến nhận chức, nếu không có gì thì thôi, tôi còn chưa đi ăn cơm, cũng không rảnh nói chuyện với anh. Đầu dây bên kia lên tiếng không khách khí, sau đó nói xong thì trực tiếp cúp máy. Thư ký tiểu triệu thiếu chút nữa thì cảm thấy miệng mũi lệch sang một bên, hắn là thư ký của trưởng phòng tổ chức thị ủy, hắn dù đến nơi nào cũng được nhận đãi ngộ sao sáng vây quanh trăng, dù là lãnh đạo một huyện gọi điện thoại đến cho hắn cũng đều xưng anh em, nào gặp qua tình huống như lúc này. Trường phòng cát, người trong huyện nói ngày mai bí thư dương mới đến báo danh. Tiểu triệu đi đến bên cạnh các trường lễ rồi trầm giọng nói. Vẻ mặt các trường lễ chợt trở nên rất khó coi, hắn đưa mắt nhìn tiểu triệu nói. Cậu gọi điện thoại hỏi xem, chúng ta thông báo cho huyện Lô Bắc vào thời điểm nào. Tiểu triệu đồng ý một tiếng, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Lúc này chỉ 2-3 phút đã có đáp án, thông báo của phòng tổ chức thị ủy nói rõ hôm nay Dương Quân Tài xuống nhận chức. Vương tử quân đang làm trò gì vậy? Trình vạn thọ lên tiếng, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Dương quân tài đi được nửa đường thì dở trò kéo dài thời gian, dù như vậy có vẻ hơi quá, thế nhưng người ta là cây lớn dễ sâu, tạo ra cái giá như vậy có gì mà không được. Vương tử quân anh là cái thá gì mà đòi chống đối, chưa nói đến chuyện không cử hành nghi thức nghênh đón, ngay cả công tác tiếp đái tối thiểu cũng không được sắp xếp. Dương quân tài nhìn bộ dạng nổi giận của hai vị lãnh đạo, hắn cũng ý thức được ngày hôm nay mình xuống nhận chức là không được thuận lợi. Nhưng lúc này hắn càng phải bảo trì sự bình thản, giả vờ như không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, hắn dùng ánh mắt điềm nhiên nhìn hai người trình vạn thọ, chờ hai người bọn họ lên tiếng xử lý. Nếu không liên lạc được với vương tử quân, như vậy gọi điện thoại cho trưởng phòng tổ chức huyện ủy tôn quốc lương, tôi cũng không tin tất cả cán bộ lãnh đạo huyện Lô Bắc đều không thể liên lạc được. Các trường lễ trầm ngâm một lát rồi dùng giọng thở phì phò nói. Có câu nói thế này, lời của trưởng phòng tổ chức là vàng ngọc, lúc này thật sự là như vậy, sau khi thư ký gọi điện thoại đi, hắn không khỏi dùng giọng đau khổ báo cáo. Trưởng phòng, trưởng phòng tôn cũng không liên lạc được. Liên lạc với tất cả lãnh đạo huyện Lô Bắc, xem có ai ở nhà. Trình Vạn Thọ lúc này đã thật sự nổi giận, thịt má thiếu chút nữa thì chảy hẳn xuống. Thấy lãnh đạo nổi giận như vậy thì thư ký tiểu triệu thật sự rất không yên, hắn lấy ra một quyển sổ chuẩn bị tìm số điện thoại của các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc. Nhưng sau đó hắn chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, đây là một quyển sổ ghi chép phương thức liên lạc từ năm vừa rồi, bên trong căn bản không có bất kỳ số điện thoại nào của các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc. Hắn thật sự cảm thấy căng thẳng, vì sao mình lại phạm vào một sai lầm thế này sống và công tác trong cơ quan cũng không dễ dàng gì anh cần phải làm tốt công tác hầu hạ như vậy anh mới trở thành một thân cây không bao giờ ngã đổ tiểu triệu tin tưởng điều này cũng cố gắng làm như vậy phục vụ lãnh đạo thì phải cúi thấp đầu xuống quan tâm đầy đủ suy nghĩ đến vấn đề của lãnh đạo xem xét thật thỏa đáng những vấn đề mà lãnh đạo không thèm quan tâm thì mình cũng phải xem xét và chuẩn bị ổn thỏa vấn đề là chân lý cũng không vĩnh viễn là chân lý nó còn có tính thời gian giống như vào lúc này chính mình cần phải chuẩn bị sao cho tốt, không có bất kỳ dò gì nào, phải hết sức cẩn thận, không nên cho ra chút sơ sót nào dù là cực nhỏ. Nhưng cái này cũng không làm khó được một thư ký tiểu triệu có kinh nghiệm công tác cực kỳ phong phú, hắn trầm ngâm khoảnh khắc rồi gọi điện thoại cho khoa thư ký thị ủy, có lẽ vận may vẫn còn chưa rời bỏ hắn, lúc này khoa thư ký thị ủy vẫn chưa tan tầm. Tiểu triệu mở sổ ghi chép lại số điện thoại của tất cả các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc, sau đó hắn nhanh chóng chấp hành chỉ thị của bí thư trình, liên tục gọi điện thoại ra ngoài. Vì đại đa số lãnh đạo bây giờ đều dùng điện thoại đi động, thế cho nên gọi điện thoại cũng dễ dàng hơn. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nửa giờ trôi qua nhưng hai chiếc xe của lãnh đạo thị ủy dừng lại trong sân huyện ủy Lô Bắc và không được ai chú ý, đến khi Tiểu Triệu lên tiếng báo cáo, Trình Vạn Thọ và các trường lễ thật sự không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra, bị người ta coi như không. Hơn nữa lại chẳng thèm quan tâm, điều này làm cho hai vị lãnh đạo nổi giận. Thế nhưng tuy tràn đầy tức giận nhưng bọn họ cũng không thể phát tác được. Bí thư Trình, trưởng phòng cát vào huyện Lô Bắc thì là địa phương tôi làm chủ, tôi thấy chúng ta nên ăn chút gì đó, đợi đến khi cán bộ tiếp tục công tác rồi nói sau. Dương Quân Tài trước mắt trên mặt lộ ra nụ cười lúc này đám người trình vạn thọ thật sự đói đến mức bụng dán ra phía sau, biết rõ có tiếp tục chờ đợi ở đây cũng vô công, vì vậy đành phải gật đầu xưng vâng. Lái xe tiểu lý chờ các vị lãnh đạo ngồi ngay ngắn, sau đó khởi động xe rời khỏi huyện ủy huyện Lô Bắc. Nhưng khi hắn chuẩn bị nhấn chân ga chạy đi thật nhanh, chợt có 5-6 chiếc xe mô tô chạy đến như bay, trực tiếp chặn đường xe của mình. Các người muốn làm gì? Tiểu lý thật sự nổi giận, hắn thò đầu ra ngoài rồi lớn tiếng nói. Tiểu Lý không hét lên thì không sao, bây giờ thò đầu ra thì bị hai cánh tay mạnh mẽ trực tiếp giữ lấy, một nữ cảnh sát xinh đẹp và lạnh lùng đi đến trước mặt hắn. Vừa rồi anh đánh lén cảnh sát trên đường, quấy nhiễu công vụ, anh theo chúng tôi một chuyến. Nữ cảnh sát vừa nói vừa mở cửa xe ra. Nếu như là xã hội đen thì Tiểu Lý có thể còn sợ hãi vài phần, nhưng hắn thật sự không sợ cảnh sát, hắn nhìn hai bàn tay đang giữ chặt lấy mình, hắn dùng giọng khinh thường nói: đánh lén cảnh sát ông đây đánh cảnh sát chứ lén cái gì biết rõ xe này của ai không là xe của bí thư trình thành phố an dịch lãnh đạo đang rất bận thức thời thì cút đi anh ta đã thừa nhận đánh cảnh sát người đâu đưa đi vẻ mặt nữ cảnh sát chợt biến đổi nàng vung tay lên hai cánh tay giữ lấy tiểu lý chợt dùng lực kéo tiểu lý ra khỏi xe thư ký tiểu triệu thấy tình huống như vậy thì chợt nôn nóng lãnh đạo còn ngồi trên xe mà lái xe tiểu lý bị bắt đi như vậy dù là thể diện của trưởng phòng tổ chức các trường lễ hay bí thư Trình Vạn Thọ cũng không còn. Đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát, chúng tôi là cán bộ của phòng tổ chức thị ủy, có lãnh đạo thị ủy ngồi trên xe, mong ngài mở một mặt lưới, chuyện này để sau rồi hãy nói. Thư ký Tiểu Triệu cơ bản thấy lời nói của mình đã đủ khách khí, nhưng không ngờ nữ cảnh sát kia căn bản không quan tâm, cặp mắt phượng của nàng trừng lên nhìn Tiểu Triệu, sau đó lạnh lùng cười nói. Lãnh đạo thị ủy anh nghĩ có thể dùng vài chiếc biển số xe giả thì lừa được người ta sao? Có thể giả mạo làm lãnh đạo thị ủy sao? Mà lãnh đạo thị ủy sẽ dung túng cho các anh làm điều sằng bậy sao? Cũng không nhìn lại tố chất của mình xem như thế nào, các người theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra. Các trường lễ và trình vạn thọ lúc này đã thật sự cảm thấy rất khó chịu, nếu như bọn họ đưa bí thư dương quân tài đến huyện Lô Bắc nhận chức, ngược lại còn bị cục công an đưa đi hỗ trợ điều tra, chỉ sợ sau này sẽ trở thành chuyện đàm tiếu để người ta cười rụng răng ở thành phố An Dịch. Vô tình hai vị lãnh đạo thật sự nổi giận với huyện Lô Bắc, thế nhưng thật sự biết bây giờ không thể làm gì được. Dương quân tài khẽ hít vào một hơi thuốc, lúc này hắn hiểu rõ, lần này xem như mình lấy đá đập chân mình. Nhưng lúc này hắn thật sự không tìm ra được biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề, dù sao thì hắn cũng chưa quen cuộc sống ở đây. Cục trưởng Tôn, tôi là Trình Vạn Thọ, các đồng chí huyện Lô Bắc không những đưa tài xế của tôi đi, còn muốn yêu cầu chúng tôi đi cùng để hỗ trợ điều tra, anh xem có nên sắp xếp gì đó không? Trình Vạn Thọ dùng giọng rượu trầm thấp để lên tiếng nhưng từng chữ từng chữ lại giống như mũi rùi đâm vào tim người. Cục trưởng Tôn trong lời nói của Trình Vạn Thọ chính là Cục trưởng Cục Công an thành phố An Dịch, lúc này vì Cục trưởng Tôn đang ngồi dùng cơm, vừa nghe thấy đó là điện thoại của bí thư Trình thì thiếu chút nữa đã nghẹn chết. Bí thư trình bị người của Cục Công an yêu cầu đến hỗ trợ điều tra. Còn bà nó, không phải có kẻ muốn chơi mình sao? Cục trưởng Tôn thật sự không đám đắc tội với vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba ở thị ủy, hắn vội vàng nuốt nước miếng nói. Bí thư trình, đã làm anh sợ hãi rồi, thế này đi, anh đưa điện thoại cho nhóm cảnh sát kia, tôi sẽ nói cho đám khốn kia cút đi. Trình vạn thọ khẽ gật đầu, sau đó vùng điện thoại lên nói. Các người ai là người đứng đầu? mau nhận lấy điện thoại. Nữ cảnh sát trẻ tuổi cười cười một tiếng, nàng cầm lấy điện thoại đặt bên tai. Trình Vạn Thọ dựa lưng ra ghế, hai mắt khẽ khép lại, chuyện này xảy ra, lúc này hắn không cần nghĩ cũng biết sau đó phát sinh vấn đề gì. "Đồng chí, đi thôi, theo chúng tôi làm bản ghi chép, nói rõ quá trình đánh cảnh sát." Gương mặt nữ cảnh sát vẫn lạnh như băng, nhưng lúc này âm thanh nghe vào trong tai Trình Vạn Thọ thì giống như kim đâm vào tai vừa rồi cô không nghe điện thoại sao? Trình Vạn Thọ dùng giọng lạnh lùng nói. Có nghe, nhưng người bên kia ăn nói quá thô tục, tố chất quá thấp, tôi trực tiếp cúp máy. Nữ cảnh sát nhún vai dùng giọng không quan tâm nói. Trình Vạn Thọ thiếu chút nữa thì nổi điên, hắn nhìn ánh mắt kiên định của nữ cảnh sát, hắn khẽ giải thích. Tôi là phó bí thư thị ủy Trình Vạn Thọ, hôm nay đến huyện Lô Bắc để đưa bí thư huyện ủy Dương Quân Tài xuống nhận chức. Trường phòng cát, anh đưa văn kiện bổ nhiệm ra cho vị đồng chí này xem. Các trường lễ đã sớm không muốn tiếp tục dây dưa với đám cảnh sát, đúng là quá mất mặt, hắn cũng bất chấp nữ cảnh sát kia có đủ tư cách hay không, mà đưa công văn bổ nhiệm ra. Cô gái nhìn văn kiện, lại trầm ngâm một lát, sau đó cười nói. Các vị, xin lỗi, bây giờ văn kiện giả bán đầy đường, chỉ cần trên thế giới này có văn kiện gì thì ngoài đường có thứ đó. Tôi cũng không thể kết luận văn kiện trong tay anh là thật hay giả, thế cho nên mời các vị theo tôi về điều tra. chương 283, một không sợ đặc quyền, không ngồi xe đặc quyền. Dù đã lập thu thế nhưng thời tiết ở huyện Lô Bắc giống như khá lạc nhịp, vẫn còn đang dừng lại ở mùa hè, nhiệt độ khá nóng, độ ẩm cao, tất cả cảnh tượng vẫn còn là mùa hè. Dương quân tài từ trên xe có điều hòa bước ra ngoài, khí nóng mùa hè chợt ập đến mà không có chút bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Lúc này các lỗ chân lông trên người hắn chợt mở ra, đặc biệt là tóc gáy càng có một chất lỏng tiết ra mồ hôi ẩm ập đổ xuống dông như bắt buộc phải phát tiết như vậy thì mới thoải mái một chút cô tên gì cô gọi cục trưởng đến đây ngay tôi là bí thư dương quân tài đến đây nhận chức dương quân tài bước xuống xe thì mở miệng khiển trách tôi là đỗ tiểu trình công tác ở cục công an huyện lô bắc huyện lô bắc của chúng tôi đến bây giờ còn chưa có bí thư huyện ủy đỗ tiểu trình mất máy môi nàng dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói Cô có biết chỉ với những lời vừa rồi, tôi có thể cho cô về vườn không? Dương Quân Tài gần đây quen sống trong an nhàn sung sướng, hắn chưa từng trải qua cảm giác một ngạt như lúc này, thế cho nên trong lòng rất tức giận, hận không thể đánh đấm một trận cho hả giận. Lúc này hắn rất bực tức, thế nên ngay cả tiếng phổ thông cũng nói không được bình thường. Anh làm không được. Đỗ Tiểu Trình dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Quân Tài, sau đó nàng trầm giọng nói: Các anh nên chủ động đi theo chúng tôi hay muốn chúng tôi bắt đi. Nếu như chủ động đi thì sẽ còn giữ lại chút mặt mũi, nếu bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi, chỉ sợ sau này sẽ trở thành chuyện đàm tiếu cho khắp thành phố An Dịch. Ba người Trình Vạn Thọ đưa mắt nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp, Dương Quân tài lạnh lùng nói: "Cô sẽ phải hối hận." Hai chiếc xe Nissan Bluebird được ba chiếc xe mô tô của cảnh sát phây chung quanh chạy về phía đồn công an thị trấn huyện thành Lô Bắc, lúc này vẻ mặt ba vị lãnh đạo trên xe Nissan Bluebird đều rất khó coi trong ủy ban xã Thượng Sơn, Vương Tử Quân đang cùng các vị lãnh đạo huyện ủy chính quyền và ủy ban xã Thượng Sơn ngồi trong phòng ăn cơm uống rượu. Tùy ban tài chính xã Thượng Sơn luôn xếp ở sau cùng trong huyện Lô Bắc, thế nhưng lúc này đã không còn như xưa. Bí thư đảng ủy xã Thượng Sơn tên là Triệu Quang Hòa, vì ghi văn kiện cực kỳ tốt mà từ chức vụ thư ký tiến lên vị trí chủ tịch xã, sau đó công tác tốt, làm chủ tịch xã được vài năm thì tiến lên làm bí thư đảng ủy xã. Người này có nhân phẩm rất tốt, nhưng nếu nói về vấn đề kinh tế, phương diện giúp dân làm giàu thì thật sự có chút khiếm khuyết. Trong xã có lưu truyền một câu chuyện, đó là Triệu Quang Hòa thấy địa phương của mình có núi, dân chúng đói khổ, thế là quyết tâm làm ra chiến tích. Khi hắn còn làm thư ký thì có một lần vào huyện họp, ăn qua món thịt dê hầm cách thủy với rau thơm, thế là sau này thích ăn thịt dê, chợt nghĩ ra một biện pháp cho nhân dân thoát nghèo, hiệu triệu toàn xã nuôi dê. Thế là phong trào nuôi dê bùng phát, khắp núi đầy dê, cỏ cũng bị gặm sạch. Các vị bí thư tri bộ và cán bộ thôn xóm mỗi lần về ủy ban họp mặt đều không quên mang theo món thịt dê cho bí thư. Nhưng núi cao lạnh lẽo, đất cũng mỏng, cỏ bị ăn hết cũng khó thể tiếp tục tái sinh, vì vậy chỉ sau 2-3 năm thì dê đã ăn sạch cỏ. Thế là hạng mục nuôi dê làm giàu không hiệu quả, ngoài có một đàn dê làm nguyên liệu, căn bản không có gì thay đổi. Vì vậy sau vài năm rằng co, xã Thượng Sơn chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả chính xác nhất nghèo. Nhưng hôm nay nhóm lãnh đạo chủ tịch Vương Tử Quân đi đến thị sát, bí thư và chủ tịch xã cũng không nói hai lời, tranh thủ bày ra hai mâm cơm trong căn tin. Vương Tử Quân đối mặt với tình huống này cũng không nói gì thêm, đôi khi đi xuống cũng cần phải xem xét cảm nhận của cán bộ bên dưới. Sau khi uống vào vài ly rượu thì bầu không khí trên bàn rượu đã hòa hoãn hơn rất nhiều, Đám cán bộ xã Thượng Sơn chưa từng thấy các vị lãnh đạo huyện ủy đồng loạt đến kiểm tra thị sát như lúc này, thế là tâm tình rất kích động, liên tục mời rượu lãnh đạo. Triệu Quang Hòa là bí thư Đảng ủy xã Thượng Sơn, lúc này hắn càng tỏ ra nhiệt tình, liên tục mời rượu các vị lãnh đạo. Vương Tử Quân dẫn đầu huyện ủy chính quyền đến xã Thâm Sơn cùng cốc này, hành động của hắn rõ ràng là lên tiếng giúp đỡ bí thư Triệu Quang Hòa không một tiếng động. Bí thư triệu đối mặt với sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương Tử Quân thì không khỏi tỏ ra thật sự vui sướng. Các công tác tư mở đường, di rời đền bù, xây dựng nhà cửa, trợ cấp vay, nhận thầu công trình, chi phí tiếp đái, tất cả đều tương đối mẫn cảm. Nếu ném một hạng mục xuống địa phương, như vậy cũng quá đủ mãn nguyện rồi. Hôm nay Chủ tịch Vương chủ động xuống nghiên cứu, điều này có tác dụng cực kỳ quan trọng với địa vị nói 102 của Triệu Quang Hòa ở xã Thượng Sơn. Chủ tịch Vương, chúng ta hôm nay không làm quá đấy chứ. Vất vả lắm mới có cơ hội nói với Vương Tử Quân, Lý Cẩm Hồ khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân điềm nhiên như không, hắn nâng ly với Lý Cẩm Hồ, sau đó dùng giọng hời hợt nói. Cá nhân vì lợi ích toàn cục, không được tùy ý làm bậy, nếu cứ mất mặt trải thảm cho người ta, không bằng tự do tự tại một lúc. Đời người có bao nhiêu thời gian, uống rượu múa hát, cảm giác không bị trói buộc cũng rất hay, anh cảm thấy thế nào? Lý Cẩm Hồ trầm ngâm không nói gì, tuy hắn cảm thấy Vương Tử Quân làm vậy có hơi qua loa, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận lời nói của Vương Tử Quân rất có lý. Chủ tịch Vương, điện thoại của Cục trưởng Cục Công an. Triệu Quang Hòa nghe một nhân viên công tác đến báo cáo, sau đó hắn dùng giọng rất chú ý nói với Vương Tử Quân. Điện thoại của Cục Công an. Vương Tử Quân chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn đã tiếp điện thoại sau khi nghe liên giang hà báo cáo thì vương tử quân chợt cảm thấy sự việc có hơi loạn không ngờ đỗ tiểu trình lại ra đòn kéo cả phó bí thư thị ủy và trưởng phòng tổ chức thị ủy vào trong đồng công an chủ tịch vương anh xem lúc này nên làm thế nào liên giang hà cũng thật sự cảm thấy không yên dùng sự thật làm căn cứ lấy pháp luật làm thước đo cần làm sao thì làm vậy lãnh đạo thị ủy đến đồn công an thì thế nào trên phương diện chức vụ thì bọn họ là lãnh đạo thị ủy Thế nhưng ở trước mặt pháp luật thì người người ngang hàng, lãnh đạo thị ủy cũng giống như dân thường mà thôi, cũng có nghĩa phụ phối hợp điều tra với cục công an. Vương Tử Quân hầu như nói ra từng chữ một, Liên Giang Hà nghe cũng rất chăm chú, sau khi nói xong thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Dù là uống rượu nhưng từ Vương Tử Quân đến các vị phó chủ tịch huyện đều không uống nhiều, trên cơ bản chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Đến 2 giờ chiều thì văn phòng huyện ủy cuối cùng cũng gọi điện thoại đến nói rằng bí thư huyện ủy cùng phó bí thư và trưởng phòng tổ chức thị ủy đến huyện, mời lãnh đạo quay về. chương 283, 2, không sợ đặc quyền, không ngồi xe đặc quyền. Vương tử quân đồng ý một tiếng, hắn cũng không chỉ hoãn mà nhanh chóng lên xe chạy về huyện Thành Lô Bắc, tuy chạy đi như bay nhưng vì đường núi khó đi, thế nên từ xã Thượng Sơn về huyện Thành cũng mất một giờ. Lúc này trong phòng chiêu đãi của huyện ủy, không những có trình vạn thọ, các trường lễ và dương quân tài, còn có một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc đồng phục cảnh sát, chính là Cục trưởng Cục Công an thành phố An Dịch, là Tôn Lượng Cung. Nếu như không phải hắn đến kịp, bây giờ ba người trình vạn thọ còn đang làm bản ghi chép trong Cục Công an huyện Lô Bắc. Vương tử quân đi vào thì trình vạn thọ, các trường lễ và dương quân tài đang nói chuyện với nhau. Thấy vương tử quân đi đến thì trình vạn thọ và các trường lễ trực tiếp quay mặt đi, không nói không cười, mà gương mặt dương quân tài thì có chút lạnh lùng. Ha ha ha, Bí thư Trình, trưởng phòng Cát, không ngờ hai vị lãnh đạo lại chú ý đến huyện Lô Bắc chúng tôi như thế, lại sớm đưa Bí thư Dương đến nhận chức. Nói thật, thấy Bí thư Dương thì tôi cảm thấy hai vai của mình thả lỏng một chút, tôi cuối cùng cũng có lúc thoải mái, xem như con thuyền của huyện Lô Bắc cuối cùng cũng có người cầm lái. Vương Tử Quân dùng gương mặt tươi cười chào đón, hắn cười ha ha. Trình Vạn Thọ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương Huyện Lô Bắc các anh duy trì công tác như vậy sao? Trưởng phòng tổ chức thị ủy thông báo hôm nay bí thư Dương xuống nhận chức, vì sao ban ngành thường ủy không có mặt ở huyện ủy? Chẳng lẽ các anh có ý kiến với sắp xếp của thị ủy? Trình Vạn Thỏ quả nhiên là một lão xảo quyệt, mới mở miệng đã không khách khí chụp mũ Vương Tử Quân. Ý nghĩ của lão rất rõ ràng, đó chính là Vương Tử Quân bất mãn với những sắp xếp của tổ chức, cảm thấy mình nên là bí thư huyện ủy Lô Bắc, thế nên cố ý đối nghịch với thị ủy. Nếu không ứng phó tốt với câu chụp mũ như vậy, kết quả chờ đợi Vương Tử Quân chính là những đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ của Trình Vạn Thọ, hơn nữa Vương Tử Quân sẽ chẳng nhận được chút ưu thế gì trong những đòn công kích như vậy. Vương Tử Quân khẽ cười nói: "Bí thư Trình, tôi giơ hai tay ủng hộ với quyết định của thị ủy, toàn thể cán bộ ban ngành huyện Lô Bắc chúng tôi tán thành với Bí thư Dương." Để tỏ lòng tôn trọng với Bí thư Dương, tôi đã sắp xếp cho văn phòng huyện ủy cho ra thông báo Yêu cầu 8 giờ ngày mai tất cả tập cán bộ trên cấp phó khoa đều tập trung ở hội trường của huyện ủy, tất cả các lãnh đạo bốn bộ ban ngành phải cùng nhau chạy ra vùng giáp danh để đón tiếp lãnh đạo. Vương Tử Quân nói đến đây thì chợt thay đổi chủ đề. Bí thư Trình, anh nói ngày mai mới đến, sao lại đến trước một ngày? Trình Vạn Thọ nhìn gương mặt vô tội của Vương Tử Quân, hắn chợt bực mình, hắn cố gắng áp chế lửa giận nói. Cậu xem hôm nay là ngày bao nhiêu? Vương tử quân nhìn đồng hồ treo tường, sau đó hắn nói. Là ngày 30, mai mới là ngày mùng 1, là ngày mà trưởng phòng tổ chức cho ra thông báo. Hôm nay là ngày mùng 1. Trình vạn thọ vỗ bàn dùng giọng hung hăng nói. Hôm nay là ngày mùng 1. Vương tử quân dùng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn tiếu tử đông ở sau lưng mình rồi nói. Chủ nhiệm tiếu, anh đi xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, vì sao ngày 30 lại biến thành mùng 1. Tiếu tử đông nhìn gương mặt ngây thơ khó hiểu của vương tử quân, hắn vội vàng chạy ra ngoài, nhưng khóe miệng của hắn lại treo một nụ cười vui vẻ như có như không. Bí thư trình, trưởng phòng cát, tôi xin lỗi hai vị lãnh đạo, khoảng thời gian này chúng tôi quá bận rộn, căn bản rối loạn thời gian, đây là sơ sẩy trong công tác của tôi, kính xin lãnh đạo tha thứ. Vương tử quân dùng vẻ mặt thành khẩn thừa nhận sai lầm với trình vạn thọ và các trường lễ, lúc này một tờ lịch xé sai ngày đã xuất hiện trên mặt bàn. Vẻ mặt Trình Vạn Thọ lúc này đỏ bừng như mặt trời, cảm giác tức giận vừa rồi bùng lên trong lòng đã hạ xuống. Hắn muốn mắng người, muốn mắng chửi tên Vương Tử Quân kia một trận, thậm chí còn nghĩ sẵn những lời phê bình, nhưng hắn cũng không nói nên lời. Tờ lịch in thêm một ngày, sao lại khéo như vậy? Trình Vạn Thọ nhìn số 29 thật lớn trên tờ lịch, thế là cảm thấy đầu mình căng lên. Dù thế nào thì hắn cũng phải cố gắng chịu đựng, Vương Tử Quân đã tìm ra vấn đề của mình bây giờ những lý do mà chính trình vạn thọ đã tìm ra được cũng không thể dùng được nếu muốn phê bình vị chủ tịch huyện này thì cũng không tìm đâu ra lý do phù hợp người ta đã tỏ rõ thái độ không phải không tôn kính lãnh đạo thị ủy vấn đề là lịch in sai lịch in sai có thể trách mắng chủ tịch huyện phạm vào sai lầm sao đáp án tất nhiên là chối bỏ một vị chủ tịch huyện có nhiều chuyện cần phải quan tâm xử lý lịch in sai một ngày có liên quan gì đến hắn nếu như trình vạn thọ mượn cơ hội này để mắng như vậy không phải là chuyện bé xé ra to trên đời này đáng hận nhất chính là bị người ta đùa giỡn chính mình biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thế nhưng chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống mà thôi nhưng trình vạn thọ lúc này thật sự nuốt không trôi cơn tức của mình hắn hít vào một hơi thật sâu sau đó mới dùng giọng nước chảy mây trôi nói nếu là hiểu lầm thì thôi bỏ đi nhưng này đồng chí tử quân sau này công tác nên chú ý một chút lãnh đạo phê bình rất đúng tôi nhất định sẽ nghe theo lời phân phó, nên chú ý một chút, cần phải làm tốt công tác. Vương tử quân nói với vẻ mặt cực kỳ thành khẩn, nhưng càng như vậy lại càng làm cho Trình Vạn Thọ thêm tức giận. Dương quân tài, Trình Vạn Thọ và các trường lễ đều biết rõ mình bị người ta đùa bỡn, thậm chí là bị đùa bỡn một cách cực kỳ khó khăn. Bọn họ vốn có ý định cho vương tử quân biết tay, muốn cho đám lãnh đạo huyện Lô Bắc chờ đợi trong khổ sở, không ngờ lại bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dương quân tài vốn có chút cảm giác khinh thường vương tử quân, lúc này vẻ mặt hắn chợt trở nên ngưng trọng, hắn là một người xuất sắc ở thế hệ thứ ba của Dương gia, dù hắn nói như rồng và làm việc như mèo nhưng cũng có nhiều hiểu biết về nhân tính con người. Bí thư trình, tôi thấy chuyện này nên coi như xong, chủ tịch vương cũng là vô tâm, sau này nếu có cơ hội thì tôi và anh ấy sẽ mời ngài và trưởng phòng cắt một bữa cơm, xem như chịu lỗi nhận tội thay cho huyện Lô Bắc. Dương quân tài nói không nhiều, Thế nhưng hắn lại đứng trên điểm cao, hắn là bí thư huyện ủy, hắn là người đứng trên đầu Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười hì hì nói: "Bí thư Dương thật sự đã nói ra cõi lòng của tôi, kính xin hai vị lãnh đạo giúp chút thời gian cho chúng tôi một cơ hội nhận lỗi." Bầu không khí trong phòng chiêu đãi chợt tốt đẹp hơn rất nhiều, Dương Quân Tài và Vương Tử Quân đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt cả hai càng thêm sáng lạn. Chương 283 34 không sợ đặc quyền không ngồi xe đặc quyền. Cũng không cần nhận lỗi, nhưng này chủ tịch Vương, lái xe của tôi còn đang bị giữ lại ở đồn công an, anh xem, có nên cho bọn họ thả người được chưa? Trình Vạn Thọ cười nhạt một tiếng rồi nói với Vương Tử Quân. Chuyện gì xảy ra, lái xe của anh sao lại bị đưa về đồn công an? Liên Giang Hà đang làm gì? Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho người đi xử lý. Vương Tử Quân nói rồi nhìn về phía đỗ tự cường. Bí thư Đỗ, ngài đi xem có chuyện gì xảy ra. Tôn Lượng cung yên lặng nhìn tất cả tình huống đang diễn ra, với ánh mắt và kinh nghiệm của một vị cảnh sát công tác lâu năm, hắn không tin tất cả là trùng hợp. Nhưng những chuyện lục đục với nhau thế này hắn cũng không muốn trộn lẫn vào, nếu mình đi vào bên trong thì thật sự là không đáng. Đỗ tự Cường căn bản không cần đi ra ngoài, vụ án đã sớm được làm rõ ràng, lúc này hắn còn đang lo lắng vì con gái bảo bối của mình ép phó bí thư thị ủy trưởng phòng tổ chức thị ủy và cả bí thư huyện ủy Lô Bắc đến đồn công an, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng hóa giải, thế là tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Chỉ sau chốc lát thì Đỗ Tử Cường đã đưa Liên Giang Hà đến, Liên Giang Hà vừa đến đã tranh thủ thời gian làm kiểm điểm, đại khái là chính mình không làm tốt công tác, đắc làm cho các vị lãnh đạo phải chịu uất ức. Trình Vạn Thọ tất nhiên là hận đến mức ngứa răng, lúc này hắn lại không biết nói gì hơn, dù sao với thân phận của hắn thì cũng không thể nào so đo nhiều như vậy, hơn nữa người ta cũng chỉ là chấp hành công vụ mà mời chúng mình đi qua mà thôi. Cục trưởng Liên, trình độ chấp pháp của Cục Công an các anh rõ ràng được đề cao rất mạnh, không những nghiêm chỉnh chấp pháp, còn chấp pháp theo quy củ, đồng thời cũng dựa vào tình hình thực tế. Cục Công an thành phố hy vọng các anh nắm chặt công tác chấp pháp, lúc này may mắn gặp bí thư trình, lãnh đạo lòng giả khoáng đạt, có câu chán tướng quân có thể phi ngựa bụng có thể rong thuyền, lãnh đạo sẽ không chấp nhất với anh. Nếu như gặp phải người khác, nếu tính toán chi ly, như vậy các anh cũng không được may mắn như lúc này. Được rồi, các anh tranh thủ thời gian nói đồn công an thả người, sau đó yêu cầu nữ cảnh sát kia đến xin lỗi bí thư trình, việc này xem như xong. Cục trưởng Cục Công an thành phố An Dịch là tôn lượng cung dù sao cũng là thượng cấp trực tiếp của Cục Công an huyện Lô Bắc, lúc này hắn lên tiếng xem như rất nể tình. Trình vạn thọ tất nhiên sẽ phải nể mặt tôn lượng cung, thế nên lão trầm ngâm một chút và gật đầu. À, cứ như vậy đi lúc này trình vạn thọ đồng ý thì giống như mây đen phân tán nhưng đỗ tiểu trình vừa vào trong phòng thì đứng thẳng người không có ý xin lỗi tiểu lý được đưa đến vẻ mặt tràn đầy đắc ý tuy hắn đứng sau lưng trình vạn thọ mà không dám lên tiếng thế nhưng gương mặt lại nghỉnh lên cao đồng chí đỗ tiểu trình còn không mau xin lỗi đồng chí tiểu lý liên giang hà trầm giọng lên tiếng khiển trách với đỗ tiểu trình âm thanh của hắn tuy nghiêm khắc thế nhưng tư thái vẫn là cố gắng bảo vệ đỗ tiểu trình thật xin lỗi, cục trưởng liên, tôi không thể xin lỗi. Cá nhân tôi chịu uất ức sẽ chẳng là vấn đề gì cả, nhưng vấn đề là như thế sẽ là tùy ý trả đạp lên sự tôn nghiêm của pháp luật, như vậy không phải chối bỏ tất cả hành vi chấp pháp của tôi vừa rồi sao? Đỗ Tiểu Trình ngẩng đầu lên thật mạnh, gương mặt trắng nõn nhưng cực kỳ kiên định, lời nói của nàng cũng cực kỳ nghiêm túc, nàng đứng đó giống như một cây cổ thụ ngạo nghễ không chịu khuất phục. Vương Tử Quân lẳng lặng uống trà, hắn cũng hiểu chuyện này có thể làm cho lớn hóa nhỏ và nhỏ hóa không, thế nhưng lúc này thấy sự kiên trì của Đỗ Tiểu Trình, hắn chợt cảm thấy mình hình như đã làm sai. Đỗ Tiểu Trình, cô không những là một cảnh sát nhân dân, cũng là một đảng viên, bây giờ tôi yêu cầu cô lập tức chấp hành mệnh lệnh. Liên Giang Hà nhìn thấy gương mặt nổi giận tím tái của Trình Vạn Thọ, thế là dùng giọng tức giận nói. Đỗ Tiểu Trình lúc này nghịch mặt ra, ánh mắt chấp động liên tục. Hình ảnh này rơi vào trong mắt Đỗ Tự Cường, thế là ánh mắt hắn rơi lên người vương tử quân. Đột nhiên hai vai đỗ tiểu trình khẽ run, nàng chợt hỏi ngược lại. Chủ tịch vương, anh cũng xác định bắt tôi xin lỗi sao? Anh tổ chức hội nghị tư pháp toàn tỉnh Chiết Giang, anh đã yêu cầu chúng tôi chấp pháp nghiêm túc, chấp pháp theo đúng quy củ, như vậy hôm nay tôi sai ở chỗ nào? Người này tự tiện vượt đèn đỏ, chưa nói đến vấn đề ảnh hưởng đến mạng sống của người khác, còn đánh cả cảnh sát nhân dân, những hành vi rối loạn trật tự kỳ cương thế này, tôi không được quan tâm không được xử lý sao chẳng lẽ vì anh ta là lái xe của lãnh đạo thì muốn làm gì thì làm à tôi tin một vị lãnh đạo có tố chất sẽ không để mặc cho người bên cạnh mình muốn làm gì thì làm như vậy nếu như câu nói không ngồi xe đặc quyền không lạm dụng đặc quyền đều là lời ngoài miệng cho vui trong lòng lại có ý nghĩ khác hôm nay lại bắt tôi xin lỗi như vậy thì tốt tôi cũng không cần làm cảnh sát tiểu trình cô Đỗ Tử Cường thật sự không ngờ con gái bảo bối của mình lại nhạy cảm như vậy, bản tính thẳng thắn bộc lộ quá rõ ràng, nã pháo về phía Chủ tịch Vương không chút khách khí. Đỗ Tiểu Trình xoay người muốn bỏ đi, Vương Tử Quân chợt cảm thấy mặt mình nóng bỏng, hắn nghe những câu hỏi thẳng thắn của Đỗ Tiểu Trình, hắn chợt cảm thấy mình ở trong quan trường và bi đồng hóa, có một số việc không làm đúng như quy củ. Nhưng lúc này Vương Tử Quân thật sự không biết nói thế nào với Đỗ Tiểu Trình. Hắn trầm ngâm một lát, đến khi Đỗ Tiểu Trình sắp ra khỏi phòng thì trầm giọng nói: "Cục trưởng Liên, anh phụ trách điều tra vụ này cho rõ ràng, để xem có chuyện gì xảy ra, sau đó đưa tài liệu báo cáo lên cho khối chính quyền huyện, sau đó chính quyền huyện sẽ thông qua văn kiện để báo cáo cho khối chính quyền thành phố, đợi khối chính quyền thành phố cho ra kết quả xử lý." Tiểu Lý đang đứng sau lưng Trình Vạn Thọ đang rất đắc ý chợt cảm thấy bất an, mà ánh mắt của lãnh đạo nhìn về phía mình cũng cực kỳ lạnh lẽo. Trình Vạn Thọ lúc này thật sự hận không thể bóp chết tên thuộc hạ của mình, nếu như nói thủ đoạn của Vương Tử Quân vừa rồi là thuốc nhỏ mắt cho hắn, bây giờ lời nói của Đỗ Tiểu Trình và quyết định của Vương Tử Quân lại giống như hai cát tát thật mạnh lên mặt hắn. Hơn nữa hai cái tát này thật sự rất vang dội, lại cực kỳ đường hoàng giống như đang xử lý việc chung vậy. Đúng vậy, sắp xếp của Vương Tử Quân làm cho Trình Vạn Thọ thật sự không tê ể phản bác được, chẳng lẽ lái xe của Phó Bí Thư Thị ủy có thể tự tiện làm loạn. Những lời này dù đặt đi đâu thì Trình Vạn Thọ cũng khó thể giải thích được. Hơn nữa tài xế của hắn sau khi thả ra lại bị bắt vào như vậy sẽ trở thành chuyện cười cho cả thành phố An Dịch. Vào thời điểm này, vị chủ tịch huyện trẻ tuổi đến từ tỉnh hàng xóm mà Trình Vạn Thọ nghĩ rằng mình có thể nắn bóp vị ý, bây giờ lại làm cho hắn sinh ra cảm giác cực kỳ thất bại. Đối phương có biểu hiện cực kỳ cung kính và chân thành, còn nghiêm trang nói sẽ báo cáo cho thành phố. Đây không phải là ném một củ khoai lang nóng vào tay mình con bà nó vào thời điểm này hắn mới cảm thấy mình đưa dương quân tài đến huyện lô bắc nhận chức là một sai lầm vẻ mặt dương quân tài cũng cực kỳ khó coi lái xe của trình vạn thọ bị bắt như vậy sẽ là một hành vi cực kỳ gây khó khăn cho một vị bí thư huyện ủy vừa xuống nhận chức như hắn dù thế nào thì đó cũng là sự việc phát sinh trên địa bàn huyện lô bắc của hắn trong đầu dương quân tài chợt lóe lên một ý nghĩ hắn trầm ngâm một chút rồi nói chủ tịch phương chuyện này tôi thấy nên bỏ qua chỉ là chút sai lầm nhỏ, bí thư trình đại nhân đại lược, như vậy chúng ta cũng nên cho các đồng chí phạm sai lầm một cơ hội để sửa chữa. Cục trưởng Liên, sau này cục công an nên tiếp tục công tác theo đúng kỷ luật, chấp pháp trên cơ sở công bằng, đồng thời cần phải làm tốt công tác thực tế, cũng không nên làm loạn. Vương Tử Quân nhìn Dương Quân Tài, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hắn hiểu ý của Dương Quân Tài, nhưng sự việc đến nước này mà lui bước lại làm cho người ta thấy mình hét to nhưng làm nhỏ. Bí thư Dương Ý tốt của anh thì chúng tôi xin nhận, nhưng huyện Lô Bắc của chúng tôi sẽ không để cho lãnh đạo chịu uất ức, chuyện này nhất định phải kiểm tra đến cùng. Tôi muốn xem, là ai cho cục công an lá gan lớn như vậy, dám ra tay với cả lãnh đạo của thị ủy." Vương Tử Quân lên tiếng cực kỳ nghiêm khắc, trên mặt mơ hồ còn có nụ cười thản nhiên. Lúc này gương mặt Trình Vạn Thọ thật sự đỏ bừng bừng, hắn nhìn gương mặt trẻ của Vương Tử Quân, không khỏi có ý nghĩ muốn tiến lên cho đối phương vài tát. Nhưng hắn không thể làm như vậy hắn là lãnh đạo thị ủy, hắn còn phải bảo trì phong độ, thực tế còn phải bảo vệ một huyện nghèo vừa mới nhập vào thành phố An Dịch, lúc này đành phải áp chế cơn giận, chỉ có thể biểu hiện sự khoan dung mà thôi. Bí thư vương, có kết quả điều tra thì anh cứ gọi điện thoại cho tôi, tối nay tôi còn có nhiệm vụ, cần quay về thành phố An Dịch. Trình Vạn Thọ nói rồi đứng lên đi ra ngoài cửa. Tiểu Lý thấy Trình Vạn Thọ phải đi thì cũng vội vàng đi ra, thế nhưng không đợi hắn bước được hai bước thì Trình Vạn Thọ đã nói. Cậu ở lại, phối hợp với các đồng chí của huyện Lô Bắc để điều tra cho rõ. Tiểu Lý nhìn hình bóng trình vạn thọ bỏ đi mà cơ thể giống như rơi vào hầm băng, hắn biết sau sự việc lần này, chỉ sợ vị trí lái xe của mình sẽ không còn như xưa. Tuy không hài lòng nhưng Vương Tử Quân vẫn dẫn đầu ban ngành huyện ủy chính quyền mở tiệc đón gió tẩy trần cho Dương Quân Tài và các trường lễ ở nhà khách huyện ủy, hai bên ai cũng có tâm tư, thế cho nên sau khi giới thiệu qua loa thì coi như xong. Rời khỏi nhà khách, Đỗ Tử Cường ngồi trên xe của Vương Tử Quân, hai người hút thuốc nhả khói, nửa đường không nói gì. Thái thần bân cũng không lái xe quá nhanh, cửa sổ xe cũng mở ra, một luồng gió lạnh thổi vào. Chủ tịch Vương, sự việc hôm nay giống như có hơi quá thì phải. Một lúc lâu sau Đỗ Tử Cường mới khẽ hỏi. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc ném cho Đỗ Tử Cường, hắn cười nói. Tôi và Dương Quân Tài xem như có quen biết, tuy tôi cũng biết rõ mình và đối phương không có khả năng sống hòa bình, Thế nhưng tôi vẫn phải chào đón, cũng không phải giả vờ cho có, chính là tôi cũng muốn sống chung với anh ta. Đỗ Tử Cường không ngờ Chủ tịch Vương lại có quen biết với bí thư mới nhận chức, hắn cũng là người có đầy kinh nghiệm quan trường, biết rõ lúc này Vương Tử Quân còn nói ra suy nghĩ của mình, thế nên cũng không mở miệng mà ngồi yên chờ đợi. Tình huống hôm nay anh cũng thấy rõ ràng rồi, bọn họ xuất phát từ lúc 8 giờ, 2 giờ sau còn chưa đến huyện Lô Bắc, có người tin sao? Đỗ Tử Cường khẽ gạt tàn không nói gì, nhưng lửa thuốc lá lúc sáng lúc tối lại có vẻ rất thu hút sự chú ý của người khác. Bầu không khí trong xe lại rơi vào trạng thái trầm lắng, 5 phút trôi qua, xe của Đỗ Tử Cường chạy đến. Lúc xuống xe Đỗ Tử Cường khẽ bắt lấy bàn tay của Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Cảm ơn anh. Khi Đỗ Tử Cường chui vào trong xe thì Thái Thần Bân lại tiếp tục chạy xe đi như bay, Vương Tử Quân ngồi trong xe nhìn bóng đêm cuồn cuộn, trong lòng không khỏi liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ thần bân, cậu nói xem, sự việc hôm nay có phải rất lỗ máng không? Vương tử quân đốt thuốc rồi dùng giọng thản nhiên nói. Thái thần bân là lái xe của vương tử quân, hắn thật sự biết rõ sự việc hôm nay là thế nào, hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Chủ tịch vương, tôi không hiểu đạo lý lớn, nhưng tôi biết rõ nếu một người cứ để kẻ khác ức hiếp mà không dám đánh trả, như vậy sẽ làm cho người ta được một tấc tiến lên một bước, được một thước tiên lên một trường. Vương Tử Quân cười cười mà không nói thêm điều gì, nhưng Thái Thần Bân thầm hiểu, chủ tịch Vương đã thừa nhận ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân quyết định quyến rũ vợ của mình, tất nhiên cách xưng hô như vậy vào tình hình trước mắt rõ ràng có chút tự chủ trương, danh không hợp với thực, cũng không thật sự chân chính. Trước khi hắn cho ra quyết định như vậy thì Mạc Tiểu Bắc đang đưa ra những câu hỏi về máy tính, đồng thời cũng nghiêm túc khoe khoang tri thức về máy tính của mình. Mạc Tiểu Bắc dù có hơi lạnh lùng thế nhưng Vương Tử Quân tin tưởng sự nhiệt tình của nàng có thể bùng phát, hắn có chút đắc ý với tri thức máy tính của mình, giống như hắn nắm một quả bom trong tay, hơn nữa lại nắm luôn cả bộ phận kích hoạt trong tay mình. Hắn có thể làm cho quả bom nổ tung ngay lập tức, cũng có thể làm cho nó nổ vào thời hạn nhất định. Thật sự khó tưởng nếu mình có thể kích phát sự nhiệt tình của Mạc Tiểu Bắc, như vậy cô gái này sẽ nhiệt tình đến mức nào. Vương Tử Quân cũng không phải loại người giỏi quyến rũ các cô gái hắn loay hoay với chiếc máy tính của Mạc Tiểu Bắc mà thật sự khó thể nào thành công. Mạc Tiểu Bắc không phải là khách qua đường của hắn, cô gái này chính là người sẽ tiến đến hôn nhân với mình. Sau khi thành hôn thì Vương Tử Quân có thể lợi dụng vào mối quan hệ với Mạc Gia để chậm rãi tiến lên, hưởng thụ hạnh phúc gia đình, đồng thời còn đẩy mạnh các chất phụ gia của một cuộc hôn nhân chính trị, do đó làm cho vấn đề tình dục và chính trị được hoàn thiện, nhất cử lưỡng tiện. Dù là máy tính loại cũ, hệ điều hành cũ, thế nhưng vương tử quân vẫn sử dụng rất trôi chảy nếu so với các máy tính hệ điều hành tốt vào thời sau thì sẽ có khoảng cách nhất định nhưng muốn vượt qua cũng không phải là vấn đề gì lớn thế nào cô gái mặc quân trang đứng sau lưng vương tử quân nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh thế nhưng lúc này trong mắt lại có chút không yên đúng là không yên mạc tiểu bắc nhìn thì có vẻ điềm nhiên như không thế nhưng nàng lại sợ vương tử quân làm hỏng hệ điều hành của mình Vương tử quân rất ít khi thấy bộ dạng của Mạc Tiểu Bắc như vậy, thế là trong lòng khẽ động, hắn muốn hù nàng một chút, thế là khẽ lắc đầu rồi thở dài thật sâu. Quốt. Chương 284, sao để cá và gấu sống chung? Có điểm gì không được, anh nói xem. Mạc Tiểu Bắc chợt cảm thấy nôn nóng, nàng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Vương tử quân rồi trầm giọng nói. Vương tử quân nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mạc Tiểu Bắc lúc này có chút mất kiên nhẫn hắn cười ha hả nói hệ điều hành này rất tốt sau này không cần phải tiếp tục cho ra những lệnh ngoài đốt như trước nữa anh đúng là chỉ biết chọc người ta mạc tiểu bắc cảm thấy thần kinh căng cứng bây giờ thấy vương tử quân mỉm cười nói như vậy thì hiểu ra người ta đang trêu chọc mình thế là không khỏi vung nắm đấm về phía vương tử quân vương tử quân thấy đã đùa giỡn được cô vợ nhỏ của mình thế là cũng có chút vui sướng căn bản không ngờ nàng sẽ bày tỏ thái độ như vậy hắn nhìn bộ dạng tức giận yêu kiều của nàng, cảm thấy trong lòng bùng lên chút mê say, hắn hoàn toàn có thể tránh nắm đấm của nàng, thế nhưng lúc này hắn đã quên tránh đi, tùy ý cho bàn tay nhỏ bé trong suốt của Mạc Tiểu Bắc đánh lên người mình. Ôi! Mạc Tiểu Bắc đấm lên người Vương Tử Quân thì đã thu lại một nửa sức lực, thế nhưng dù là như vậy cũng làm cho Chủ tịch Vương cảm thấy đau đớn. Mạc Tiểu Bắc nhìn bộ dạng đau đến mức há hốc mồm của Vương Tử Quân, nàng có chút đau lòng, giống như cảm động lây vậy, Giống như một đấm vừa rồi cũng giống như đánh lên người mình. Ngốc quá, sao anh không tránh đi?" Mạc Tiểu Bắc chợt dùng giọng oán trách nói. Vương Tử Quân híp mắt nở nụ cười xấu xa, bầu không khí trong phòng chợt trầm tĩnh trở lại, ngay sau đó lại trở nên ấm áp hơn. Nếu so sánh với một cô gái còn trẻ thiếu kinh nghiệm như Mạc Tiểu Bắc, tất nhiên chủ tịch Vương sẽ là một người đàn ông có quan hệ với nhiều người phụ nữ, hắn biết rõ có những cảm giác rất khó tả, thế là ánh mắt rơi lên giường của Mạc Tiểu Bắc nên lên xe rồi hãy mua vé nhỉ vương tử quân nghĩ đến từ ngữ thường dùng vào đời sau trong lòng hắn chợt bùng sóng một ngọn lửa được thắp lên trong lòng có một lần về nhà đi uống rượu với tôn khải đối phương có hỏi là hắn đã có kinh nghiệm chưa còn hỏi đàn ông cũng không nên ngại ngùng ở phương diện này từ chối thì thôi đã làm thì phải làm cho ra hồn như vậy thì các cô gái sẽ càng yêu anh giống như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời vậy đàn ông không xấu phụ nữ không yêu rất nhiều cặp vợ chồng là tiền trảm hậu tấu, ăn cơm trước gõ kẻng sau, thế nên lúc nên ra tay thì phải ra tay. Vương tử quân nghĩ đến đây thì thầm nói, khó trách người ta nói đàn ông không có kẻ nào tốt đẹp, dưới những ý nghĩ như vậy, mình cũng dần hun đúc thành một người xấu mà thôi. Đây là vị hôn thê của mình, như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ. Thế là vương tử quân giang rộng hai tay của mình ra. Mạc tiểu bắc giống như hiểu được ý nghĩ của vương tử quân, nàng chợt xoay người hùng hổ trốn mất, thế là hắn lại đứng lên vung tay giữ lấy tay nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đã có chút xấu hổ, hai mắt nhìn hắn, trong hốc mắt như làn thu thủy. Hắn giống như được cổ vũ, thế là tiến lên giữ luôn cánh tay kia của nàng, không cho nàng cơ hội thoát ra. Mạc tiểu bác ra sức vùng vẫy nhưng rõ ràng là không được gì, hai người lăn qua lăn lại trong phòng, xuất hiện trạng thái rằng co. Đột nhiên vương tử quân phóng đến, hai người trực tiếp đối mặt, hắn thừa cơ hội ôm lấy nàng, sau đó đặt môi lên hai môi nhỏ của nàng nàng vùng vẫy một lát cuối cùng lại thở hồng hộc hai cánh tay cố gắng ngăn cản đường tấn công của hắn cốc 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 khi vương tử quân đang chuẩn bị cố gắng không ngừng đang định tiến thêm một bước khuyết trương lãnh thổ thì tiếng gõ cửa vang lên hắn thở dài một hơi đành phải xem xét lại trang phục của bản thân sau đó nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh máy tính chủ nhiệm mạc lãnh đạo nghe nói chỉ có khách thế cho nên nói chúng tôi đưa trái cây đến. Hai nữ binh lên tiếng chào Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ nói: "Giúp tôi cảm ơn bọn họ." Mạc Tiểu Bắc lại khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt nàng lạnh như băng, giọng nói càng lạnh lẽo. Hai nữ quân nhân vừa đặt mâm trái cây xuống vừa chú ý quan sát người đàn ông trong phòng của Mạc Tiểu Bắc, bình thường thì phòng này là một địa phương thần bí, đàn ông cấm không được bước chân vào. Không ngờ lại có một tên đàn ông được ngồi trên ghế sử dụng máy tính của chủ nhiệm Mạc, lại uống ly trà của chủ nhiệm Mạc mà không coi ai ra gì, đối phương là ai mà dám làm như vậy. Tướng mạo người này cũng là bình thường, hai nữ quân nhân đánh giá Vương Tử Quân một lượt, sau đó đưa mắt dò xét nhìn lẫn nhau. Hai nữ quân nhân đặt mâm trái cây xuống vào bỏ đi, Vương Tử Quân nhìn trái nho long lanh, hắn trêu chọc. Tiểu Bắc, đút cho chồng quả nho. Mạc Tiểu Bắc xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng nàng dùng giọng oán trách nói anh là lãnh đạo huyện mà nói chuyện không che đậy miệng vậy à vương tử quân cười ha hả nói em biết trên đời này buồn cười nhất là gì không mạc tiểu bắc đã hiểu cách nói chuyện của vương tử quân thế nên chỉ lắc đầu mà không nói gì đó chính là tự mình đưa cho người khác ăn mà còn phải nói lời cảm ơn vương tử quân nói rồi vươn tay chỉ vào mâm trái cây em có tin không những thứ này đều là anh phái người đưa đến tặng tất nhiên trọng điểm là tặng cho vợ anh. Này, có phải vậy không? Anh đừng ba hoa, nói như vậy xem ra em phải cảm ơn anh sao? Không, không phải, quân dân có tình cảm thắm thiết, hơn nữa nơi đây không phải có vợ của anh sao? Chủ tịch Vương thật sự lên tiếng khoe khoang về những gì mình giúp đỡ cho quân nhân. Anh nói đi, hệ thống của em cần phải cải tiến cái gì nữa? Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân, sau đó lại nhấc bút lên. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chuyên chú của Mạc Tiểu Bắc, hắn trầm ngâm một lát và bắt đầu kết hợp với những gì mình biết để nói thao thao bất tuyệt, nhưng hắn vẫn rất tiết chế, dù sao đây cũng chỉ là một hệ điều hành rất kém. "Đúng rồi, anh thấy hệ điều hành của em cũng khá tốt, anh thấy không bằng thế này, em làm ra hai phiên bản, một quân dụng một dân dụng. Quân dụng thì mặc kệ, dân dụng thì chúng ta sẽ đầu tư một công ty, như vậy sau này hai ta cũng không phải sầu khổ vì chuyện tiền bạc." vương tử quân những ngày nay đều quan tâm đến chuyện phát triển kinh tế thế nên mở miệng là liên quan đến tiền em có tiền rồi mạc tiểu bắc dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn vương tử quân rồi chăm chú nói vương tử quân nhìn bộ dạng chăm chú của mạc tiểu bắc thì rất muốn cười nhưng hắn lại cố nén nụ cười nói em có tiền tất nhiên là có tiền vương tử quân nói xong những lời này thì cũng không tiếp tục ý nghĩa của hắn chính là ai mà chẳng không có tiền Mạc Tiểu Bắc cũng không lên tiếng phản bác, nàng chỉ cắn môi nói. Làm ra hai phiên bản, điều này cũng không phải không được. Mạc Tiểu Bắc thì thào nói, sau đó lại rơi vào trầm tư. Vương tử quân nhìn gương mặt đầy ngưng trọng của nàng, hắn muốn lên tiếng thế nhưng lại nhịn xuống, dù sao cũng không nên áp em ảnh hưởng đến ý nghĩ của nàng. Vương tử quân cũng không muốn tiếp tục động vào máy tính, hắn đưa mắt nhìn gian phòng nhỏ của Mạc Tiểu Bắc. Căn phòng sơn trắng, gạch men màu xanh nhạt, nhìn qua rất sạch bên trong có một chiếc tủ một cái bàn một cái giường ngoài những thứ này thì còn có một chiếc bàn máy tính vương tử quân đi đến bên ngăn tủ trong lòng khẽ động bên trong sẽ giấu bí mật gì cảm giác hiếu kỳ như ma quỷ vương tử quân biết không nên tùy tiện trong phòng người khác thế nhưng nghĩ lại thì thấy nàng đã là người của mình một cái ngăn tủ đáng là gì vương tử quân với gương mặt tràn đầy hiếu kỳ khi hắn kéo ngăn tủ ra thì nhanh chóng đóng lại hắn nhìn thoáng qua mạc tiểu bắc sau đó rời khỏi ngăn tủ. Sống hai đời, lại được lịch lãm quan trường, vương tử quân đã có một định lực cực lớn, lúc này vẻ mặt hắn không chút biến đổi nhưng trái tim lại đập mạnh hẳn lên. Ngăn tủ của phụ nữ không nên động vào. À, em cũng thử một chút. Mạc Tiểu Bắc nói rồi ngồi xuống đối diện máy tính, hai bàn tay thon dài bắt đầu hoạt động. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc gõ máy tính, trong lòng thầm thở dài, hắn biết khi nàng thao tác với máy tính thì hoàn toàn trầm mê theo sắp xếp của vương lão gia tử, năm nay hai người phải thành hôn. Hắn nghĩ về sắp xếp của ông cụ mà có chút do dự, tần hồng cẩm y phong, gương mặt hai cô gái này liên tục lóe lên trong đầu hắn, hắn phải làm sao mới có thể làm cho cá và gấu sống chung với nhau đây. chương 285, một cần lớn gan làm việc. Cuối hè đầu thu, mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ, đường cái huyện Lô Bắc thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua, ngay sau đó đã khuất dạng nơi cuối đường, biến mất không thấy đâu. Sau khi Dương quân tài đến huyện Lô Bắc, không biết có phải vì đòn phản kích của vương tử quân quá mạnh hay không, hay là vì nguyên nhân gì khác mà cực kỳ yên phận. Mỗi ngày ngoài nhốt mình trong phòng làm việc lẳng lặng suy xét về công tác thì thỉnh thoảng cũng đi xuống nghiên cứu thị sát. Nhưng bí thư huyện ủy ẩn giấu như vậy cũng bày tỏ một thái độ khá tốt, theo lời của tiếu tử đông, trần lộ giao giống như ruồi bọ thấy thịt, thật sự không thể chờ đợi được mà nhanh chóng chạy đến. Bí thư huyện ủy đi lại rất gần với phó bí thư nắm công tác tổ chức, thật sự là một tổ hợp có lực. Nếu so sánh với tổ hợp như vậy thì Tôn Quốc Lương lại nắm thái độ quan sát, không thể nghi ngờ đây rõ ràng còn là một dấu hiệu tốt. Vương tử quân nằm trên giường của Mạc Tiểu Bắc, hắn dùng hai tay chống cằm, vừa nhìn nàng đang gõ máy tính vừa phỏng đoán cục diện chính trị ở huyện Lô Bắc vào lúc này. Hơn một tháng trôi qua, vương tử quân công tác khá nhàn nhã, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười thấy mạc tiểu bắc một lúc lâu không chú ý đến mình vương tử quân đơn giản nằm lì trên giường nằm một lát thì hai mắt bắt đầu nặng nề ngay sau đó giống như tự động đóng lại khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ thì còn sinh ra một suy nghĩ xấu xa đến giờ cơm trưa hắn vẫn chờ mạc tiểu bắc gọi mình dậy hắn chờ đến khi nàng gọi mình dậy hắn sẽ không nói hai lời mà nhanh chóng ra tay trước chiếm cơ hội sẽ ôm nàng vào lòng dù nàng là tảng đá cũng sẽ bị sự nhiệt tình của mình thiêu đốt vương tử quân khẽ lay động cánh tay cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, nhưng khi hắn nhập nhèm mở mắt thì lại bị tình cảnh trước mắt làm cho lắp bắp kinh hãi. Mà Tiểu bác đang lẳng lặng đọc sách cách đó không xa, chính mình đã nằm chồng vó trên giường của nàng ngủ đến tận chiều. Vương Tử Quân khi sắp ngủ luôn nghĩ đến tình cảnh làm sâu đậm cảm tình với vợ mình, thế cho nên hắn mới thả lỏng như vậy, không ngờ hắn làm giả nhưng đối phương lại nghĩ thật, mình chỉ định ngủ trong chốc lát, cớ sao lại nằm đến tận bây giờ. Hắn nghĩ như vậy mà thầm cảm thấy tự ti mà cảm, vậy là ngại ngùng mở miệng nói. Hai ngày nay thức khuya hơi nhiều, bây giờ nằm trên giường là ngủ mất. À, em biết. Mạc Tiểu Bắc nghiêng đầu cười cười với Vương Tử Quân, cũng không biết hắn nằm trên giường ngủ cả buổi trưa chính là mạo phạm đến mình. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không của Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt cảm thấy có chút cảm giác thất bại, một ý nghĩ tà ác chợt kích thích hắn, thế là hắn không nhịn được chủ động nói. Vừa rồi anh đã mở ngăn kéo kia ra xem qua. Vương tử quân nghĩ rằng dù Mạc Tiểu Bắc có lạnh lùng thế nào thì lúc này cũng phải có phản ứng, nhưng nàng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó cứ tiếp tục xem sách, điều này làm cho hắn có chút nổi giận, cô nàng này đúng là khó thể xâm nhập. Vương tử quân đứng dậy đi rửa mặt, hắn chợt nghe Mạc Tiểu Bắc nói: "Đã quá giờ rồi, em thấy anh ngủ say nên không nỡ đánh thức, anh có đói bụng không? Nếu đói thì cùng em đi đến phòng ăn." Nhìn vẻ mặt ân cần của Mạc Tiểu Bắc, Vương tử quân chờ thoải mái hơn rất nhiều, hắn trực tiếp quay về, cúi người một tay đặt lên mặt bàn, tay kia khoát lên lưng ghế, tạo ra một tư thế ôm ấp, lại dùng giọng thân mật nói. Giữa chưa em ăn thứ gì thì anh ăn thứ đó. Mạc Tiểu Bắc hôm nay vẫn mặc quân trang, nhưng trong cổ lại có một đường gen, phối hợp như vậy lại giống như có chút hấp dẫn, nhưng dù sao cũng khá phù hợp, khá quyến rũ. Mạc Tiểu Bắc thấy nụ cười xấu xa của Vương Tử Quân, cánh tay của đối phương đang giống như ôm lấy mình, trong mắt là cái nhìn đề phòng và khiêu chiến. Nàng Tranh Thủ đứng lên rồi nói: "Anh đúng là bại hoại, đừng náo loạn được không?" Thật sự là Mạc Tiểu Bắc xấu hổ nói một câu bại hoại lại kích thích dục vọng đang ẩn giấu trong lòng Vương Tử Quân. Những tình huống lãng mạn thường sẽ bất ngờ phát sinh, những lúc ở chung với Mạc Tiểu Bắc thì Vương Tử Quân thường cảm thấy mình rơi vào vị trí bị động. Cô gái này giống như có một tầng thần bí bao phủ quanh người, giống như dù mình có mạo hiểm tấn công như thế nào thì cũng không thể nào khai thông được mạc tiểu bắc thật sự có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vương tử quân đã ôm nàng từ trên ghế vào trong lòng mạc tiểu bắc căm tức hô lên một tiếng bại hoại giống như đầu lưới của nàng còn chưa kịp phát âm rõ ràng thì đã bị hắn quấn lấy thế cho nên một tiếng hô của nàng lúc này xem ra cực kỳ yếu ớt đáng thương nàng cố gắng vùng vẫy giấy ruộng, liều mạng phản kháng muốn kêu lớn muốn vung tay đánh đấm tóm lại nàng thật sự không thể nào nắm chắc có thể đẩy được vương tử quân ra trong nụ hôn liều lĩnh không may cho nàng là không có một giây thời gian nào để từ chối, nàng giống như một dây cung bị kéo ra thật căng, bây giờ đã bị đứt dây. Vào lúc mà Mạc Tiểu Bắc chuẩn bị phát động đòn tránh né, Vương Tử Quân đã áp chế nàng một cách không khách khí, thế là nàng chỉ có thể đắm chìm trong vòng tay của hắn. Bàn tay của hắn đặt đúng vị trí cần đến, đã sớm chọc giận nàng, nhưng cảm giác phẫn nộ của nàng cũng bị độ nóng của hắn hòa tan sạch sẽ, cánh tay mảnh khảnh của nàng căn bản không thể nào khống chế được hắn nàng chợt cảm thấy mình không thể khống chế được dù là từng tấc từng tấc đối phương quá dũng cảm và thẳng thắn, lực lượng của hắn lại dùng quá đúng chỗ, đúng địa điểm. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của vương tử quân vang lên, Mạc Tiểu Bắc mới rời khỏi lòng hắn, chính hắn thì bất đắc dĩ tiếp điện thoại, là Thái Thần Bân gọi đến, hỏi có cần đi đón hay không. Lúc này vương tử quân thật sự có chút hồn hển, hắn nói một câu. Cậu nhàm chán rảnh rỗi cũng không có việc gì làm sao. Tôi không phải chủ nô, cũng không bắt buộc cậu mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi." Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân đang hào hứng bị quấy nhiễu thì trong lòng sinh ra cảm giác hả hê, may mà có cuộc điện thoại kia cứu nàng, nếu không thì hắn cũng không tha cho nàng dễ dàng như vậy. Sau khi đính hôn thì những ý tưởng của Mạc Tiểu Bắc càng ngày càng phát triển tốt đẹp, khi thì nàng cảm thấy kiêu ngạo, thấy mình không giống người thường, lại cảm thấy hạnh phúc. Khi nhớ đến Vương Tử Quân, Nàng cảm thấy thiên đường của mình mở rộng ra, một luồng ánh sáng tình cảm thánh khiết như bao phủ lấy nàng. Tên thanh niên kia quá đặc biệt, thật sự độc nhất vô nhị, mỗi câu mỗi lời nói và ánh mắt của hắn đối với nàng đều là một ám hiệu thật sự lý thú. Thực tế là có những mật mã mà người thường không hiểu, thế nhưng nàng và hắn đều ngầm hiểu, điều này làm cho nàng cảm thấy người đàn ông của mình rất có hương vị. Nàng thậm chí cảm thấy mình sống hơn 20 năm nhưng khoảng thời gian đó không có bất kỳ điều gì phong phú sánh ngang với lúc này. Đối với mình thì hắn thật sự là mặt trời. Chương 285, hai cần lớn gan làm việc. Hai người rơi vào trạng thái không biết nói thêm điều gì, Vương Tử Quân dùng giọng trêu tức nói. "Nhà đầu, đói bụng cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu em không cho anh ăn em, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ra ngoài dùng cơm mà thôi." Mạc Tiểu bắc đỏ mặt vì lời trêu chọc của Vương Tử Quân, bàn tay nhỏ bé của nàng vung lên định đánh hắn, thế nhưng lại bị hắn giữ lấy hắn khẽ hôn lên chán bóng của nàng một cái, sau đó hai người một trước một sau đi ra ngoài. Vì Thái Thần Bân đã đi về, thế cho nên việc tìm phương diện giao thông được đặt lên người của Mạc Tiểu Bắc. Là một chiếc mô tô, nghĩ đến tình huống Mạc Tiểu Bắc chở mình bằng xe mô tô, Vương Tử Quân không khỏi có thêm vài ý nghĩ mới. Sự thật nhanh chóng được kiểm chứng, Mạc Tiểu Bắc quả nhiên chạy đến một chiếc xe mô tô màu đỏ, thế là hắn không khỏi đưa tay sờ lên mũi, vẻ mặt thật sự rất tự kỳ hay là để anh chạy cho vương tử quân nhìn chiếc xe mô tô mà không khỏi tiến lên mạc tiểu bắc cũng không phản đối lời đề nghị của hắn thế là trực tiếp giao xe cho hắn sau khi làm vài thao tác đơn giản và quen thuộc vương tử quân chạy xe ra ngoài quân doanh mùa thu gió thổi hưu hưu vương tử quân đã lâu rồi không được chạy xe mô tô thế nên chạy ra ngoài đường và cảm nhận được nhiều hương vị khác lạ mạc tiểu bắc ngồi ở phía sau vương tử quân lên tiếng nhắc nhở nàng nhà đầu, nên ôm chặt lấy anh, cẩn thận kẻo rất xuống xe. Mỗi ngày anh đều rất bận rộn, cũng không có thời gian hầu hạ em. Đúng là mỏ quả đen. Mạc Tiểu Bắc trừng mắt nhìn Vương Tử Quân, nàng thẹn thùng đánh lên vai của hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời hắn. Mái tóc của nàng tung bay trong gió, sợi tóc phấp phới giống như bàn tay mịn màng của một đứa trẻ vuốt ve làn da của Vương Tử Quân, điều này làm cho những chiếc lông tơ sau gáy hắn chợt rung động. Vương Tử Quân nói vài câu, Mạc Tiểu Bắc ở phía sau cũng đáp lời, vì thế hắn chợt thay đổi chủ đề. "Mạc Tiểu Bắc, em biết bộ dạng của chúng ta bây giờ sẽ giống như điều gì trong Tây Du Ký không?" "Như cái gì?" Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Mạc Tiểu Bắc chợt cảm thấy có hứng thú. "Giống như Đường Tăng lại bị bắt." Vương Tử Quân nói xong thì bắt đầu chăm chú lái xe, nhưng lúc này Mạc Tiểu Bắc ở sau lưng lại nghiêm mặt nói. "Bại Hoại, anh không giống như tên hòa thượng ngốc kia, anh mạnh hơn hắn nhiều." Vương Tử Quân nghe thấy Mạc Tiểu Bắc trả lời như vậy mà có chút choáng váng, nhưng vì hắn đang lái xe thế nên cũng không dám ngất đi. Xe dừng lại ở quán mì phía Tây huyện thành, quán mì này không lớn thế nhưng nấu nướng rất ngon, Vương Tử Quân khi không có việc gì thường đến quán này ăn mì. Lúc này đã qua giờ cơm trưa, thế nên khách trong quán cũng không nhiều. Nếu là trước kia thì quán cũng không buôn may bán đắt, nhưng sau khi cầu đường An Lô được nối thông, có không ít xe cộ qua lại thế là quán mì kinh doanh khá giả hẳn lên. Ôi, anh bạn, lâu rồi mới thấy cậu qua đây ủng hộ, dạo này công tác bận rộn lắm sao? Bà chủ quán mì vừa nhìn thấy Vương Tử Quân thì hai mắt chợt sáng ngời, dưới tình huống bình thường thì khách hàng của nàng không cố định, phần lớn đều là cánh tài xế vận chuyển hàng hóa khắp Bắc Nam hoặc là lái xe khách đường dài, thế cho nên quen nói chuyện lỗ máng Vì nguyên nhân như vậy, hơn nữa Vương Tử Quân lại khá đẹp trai, thế cho nên bà chủ cũng sinh ra nhiều hảo cảm hơn. Vương tử quân đã sớm quen với thái độ nhiệt tình của bà chủ quán, hắn cũng không sinh ra cảm giác gì khác thường, thế nhưng mặc tiểu bắc đi theo phía sau lại không tự giác được mà nhíu mày. Bà chủ cũng phát hiện mặc tiểu bắc ở sau lưng vương tử quân, thầm nghĩ quả nhiên nhìn người không được nhìn vẻ bề ngoài, nước biển không đong bằng đấu. Người thanh niên kia nhìn có vẻ cực kỳ bình thản nhưng lại tán đổ một cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là một nữ quân nhân, sau này mình phải chú ý người này hơn mới được bà chủ quán thầm có ý nghĩ với vương tử quân thế nhưng trong lòng lại càng sinh ra ý nghĩ cam tâm tình nguyện giống như nếu như mình có một chút gì đó với cậu thanh niên kia thì rất hay này cậu trai cậu muốn ăn gì tôi sẽ tranh thủ thời gian làm ngay cho cậu bà chủ đưa hai người vương tử quân đi đến ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ sau đó nàng cười tủm tỉm hỏi hai tôm mì một dĩa tôm một dĩa đậu hũ à đúng rồi gọi một dĩa đậu xào nhé vương tử quân nhìn thoáng qua mạc tiểu bắc rồi dùng giọng chú ý hỏi vương tử quân liên hệ với mạc tiểu bắc cũng không phải là ít thế cho nên hắn chợt nhớ nàng thích ăn gì hắn nhớ lần trước ăn cơm ở thủ đô cô gái này thật sự ném đi bộ dạng thanh nhã mà ăn như gió cuốn mây tan giống như quét sạch các món ăn trên bàn lúc này hắn nhớ lại thế là lên tiếng hỏi nàng được rồi bà chủ lên tiếng bỏ đi nhưng lại bị mạc tiểu bắc cản lại không làm món cuối Đổi lại một dĩa thịt, cho vào hơi cay một chút. Vương tử quân nhìn bà chủ cầm tờ giấy ghi món ăn bỏ đi, hắn cười thầm, trong lòng thầm cảm thán, rốt cuộc là vợ của mình, nhà đầu này sao biết khẩu vị của mình. Chẳng lẽ nhà đầu trong nóng ngoài lạnh này đã sớm tìm hiểu về mình. Ôi, ăn cơm chỉ có về nhà là ngon nhất, dù chỉ là mặc áo vải thô thế nhưng đó lại là vợ kết tóc xe duyên của mình. Một chữ cảm ơn còn chưa kịp ra khỏi miệng thì mặc tiểu bắc đã quay đầu khẽ nói. Chờ một lát nữa anh ăn ba món mình gọi, món thịt kia sẽ cho em, anh cũng không cần khó xử. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm trang của Mạc Tiểu Bắc, hắn thầm nghĩ trong lòng, anh thì có gì mà khó xử, anh chính là một động vật ăn thịt, không, phải nói là nhân loại ăn thịt mới đúng. Anh quyền, đến khi công trình làm xong, anh nên mời anh em một lần, ai bảo anh lắm tiền nhiều của. Có bảy tám người từ trong phòng ăn đi ra, cả đám mặc quần áo khá lòe loẹ loẹt, đi đầu là một tên đàn ông hơn 20 tuổi lúc này đang dùng tăm xỉa răng sau khi nghe xong lời nịnh nọt của đồng bọn thì nở nụ cười mỹ mãn tiểu lục tử con bà nó mày đúng là ếch ngồi đáy giếng tiêu chuẩn quá thấp anh quyền của chú đã bao giờ bạc đái anh em chưa chú yên tâm khi công trình làm xong anh sẽ đưa các chú đến thành phố an dịch phóng túng một bữa tên đàn ông vừa xỉa răng vừa thuận miệng nói lời hứa hẹn thành phố an dịch anh quyền như vậy thật sự là quá tốt em nghe nói các tiểu thư nơi đó thật sự rất xinh đẹp. Hi hi, lần này có anh làm chủ, rốt cuộc cũng ó ngày được nếm thử. Tên thanh niên được gọi là tiểu lục tử vung tay của mình lên nói, trong ánh mắt có chút chờ mong. Nhìn bộ dạng của chú mày kia. Anh quyền vung tay gõ lên đầu tiểu lục tử, sau đó mỉm cười bước đi. Đúng lúc này hắn thấy mạc tiểu bác ngồi bên cạnh vương tử quân, thế là trong mắt chợt lóe lên một luồng hào quang kinh ngạc audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 24